Ninh Lăng chúng ta có tài nguyên phong phú, nhất là tài nguyên nước và khoáng sản. Hạng mục trạm phát điện ở sông Kim Mã, Vân Lĩnh tiến vào giai đoạn phát triển hưng thịnh, nó sẽ cung cấp nguồn điện phong phú cho sự phát triển kinh tế của thị xã. Khuê Dương, Vân Lĩnh, Thương Hóa có quặng đá, Thạch Anh. Hoa Lâm, Phong Đình có suối nước nóng, tài nguyên rừng. Trúc Văn Khôi có thể nói rất lưu loát, thao thao bất tuyệt. Chuyện này vốn thường là Triệu Quốc Đống nói chuyện với người khác nhưng không ngờ hôm nay lại đổi khác. Triệu Quốc Đống cũng nghe khá chăm chú, không ngờ vị phó thị trưởng này ăn nói giỏi đến vậy, suy đoán cũng rất rộng. Ừ lão Trúc, xem ra anh đến Ninh Lăng chưa lâu mà rất quen thuộc tình hình Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Tiếp tục, tôi rất có hứng thú. Ai cũng nói điều kiện Ninh Lăng kém, tôi nói đây là không đúng. Thực ra nguyên nhân chủ yếu là ở phương tiện trụ cột kém được đầu tư nên mới vậy. Nhưng bây giờ đường sắt Tây Liễu cùng cảng Ninh Lăng xây dựng xong sẽ phá vỡ sự trói buộc đó. Cảng Ninh Lăng sẽ là bến tàu lớn nhất quanh vùng, sẽ tạo thành sức hấp dẫn lớn để vận chuyển qua đây. Quyển 13, chương 22. Trúc Văn Khôi nói làm Triệu Quốc Đống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Triệu Quốc Đống biết mình không thích đồng nghiệp luôn ra vẻ trầm ổn, lên mặt cụ non mà thích cán bộ có mục tiêu, đầu óc rõ ràng. Cán bộ có tác phong cẩn thận, bảo thủ theo Triệu Quốc Đống thấy miễn cưỡng dùng cho cán bộ ủy ban kỷ luật. Trúc Văn Khôi không còn trẻ mấy, đã 47 tuổi vậy mà còn có đầu óc thoáng như vậy. Điều này rất phù hợp hứng thú của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên bây giờ Triệu Quốc Đống còn chưa chắc người này chỉ là khoe khoang khoác lác, lý luận suông hay là người nói được làm được. Điều này còn cần hắn quan sát tiếp. Hai người trao đổi từ việc xây dựng phương tiện trụ cột hiện nay của Ninh Lăng, nhất là đường giao thông ở mấy huyện nghèo, sau đó nói đến phát triển quy hoạch đô thị. Triệu Quốc Đống thật không ngờ quan niệm của đối phương lại hợp thời như vậy. Trúc Văn Khôi đưa ra vài quan điểm khá mới mẻ, y cho rằng Ninh Lăng phải có một mục tiêu trở thành đô thị trung tâm của khu vực An Đông, Tương Tây, thị xã Ninh Lăng sẽ phát triển kinh tế theo mục tiêu này. Y cũng phân tích hoàn cảnh vị trí địa lý hoàn cảnh của Ninh Lăng, phía Tây cách An Đô hơn 300 km, tầm hơn 4 tiếng đi xe, cách Trường Sa cũng hơn 400 km tầm hơn 5 tiếng đi xe, vừa lúc nằm ở điểm giao giữa An Đông, Tương Tây. Mà cách Ninh Lăng không đầy 150 km về phía Tây là Vĩnh Lương do cơ cấu ngành nghề nên khiến cho cuộc sống ở đây không đảm bảo. Phía Bắc là Thông Thành có thực lực kinh tế kém và hoàn cảnh địa lý phức tạp quyết định nó không thể cạnh tranh với Ninh Lăng. Nói cách khác từ ba mặt Đông, Tây, Bắc, Ninh Lăng đều có cơ sở để tạo thành tâm điểm của khu vực. Nếu như nói điểm thiếu duy nhất chính là Ninh Lăng còn kém về kinh tế so với Tân Châu ở phía Nam. Nếu như nói kinh tế Ninh Lăng có thể phát triển vượt qua Tân Châu, quy hoạch đô thị có thể trên tầm Tân Châu, cảng Ninh Lăng thu hút tàu thuyền chạy vào hơn cảng Tân Châu, cao tốc An Tương được khởi công, như vậy Ninh Lăng sẽ có tương lai phát triển rất tốt. Trúc Văn Khôi cũng đưa ra việc xây dựng đô thị ở Ninh Lăng cần có quy hoạch lâu dài, tầm nhìn càng xa hơn. Như vậy có thể tránh cho khi Ninh Lăng phát triển sẽ gặp việc quy hoạch, xây dựng, đổi quy hoạch, phá vỡ, xây dựng lại. Lão Trúc, xem ra anh rất chú trọng việc quy hoạch đô thị của Ninh Lăng chúng ta. Sao không nói ra điều gì cụ thể cho tôi nghe chút? Triệu Quốc Đống đưa cho Trúc Văn Khôi điếu thuốc thứ ba nên cười ha hả nói. Ha ha bí thư Triệu, không giấu gì ngài. Đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của tôi mới chỉ nói chuyện với thị trường dược quân một lần. Thị trường dược quân nói cần phải cẩn thận nghiên cứu, ủy ban thị xã cũng chưa đưa ra quy hoạch chính thức. Ngài coi đây như văn bản trưng cầu ý kiến là được. Theo ý kiến của thị trường dược quân, bản quy hoạch đã được gửi đến tay từng vị lãnh đạo thị xã, mời tất cả mọi người cho ý kiến. Trúc Văn Khôi lắc đầu nói. Về phần thứ cụ thể mà ngài muốn thì tôi cảm thấy chỉ sợ còn cần mời chuyên gia để đưa ra luận chứng khoa học, sau đó mới nghiên cứu cụ thể. Trúc Văn Khôi cũng không giấu mà nói thẳng đây mới là ý tưởng bước đầu của mình, sự cụ thể là chưa có mấy, còn cần chuyên gia trong nghề xem qua. Tác phong thẳng thắn này làm Triệu Quốc Đống đánh giá cao. Không sợ anh không biết, chỉ sợ anh không biết còn giả vờ, còn đòi chỉ huy đâu đâu. Ừ lão Trúc, tôi đồng ý với anh, thị ủy. Ủy ban có thể đưa ra phương hướng chung, nhưng quy hoạch cụ thể cần do người trong nghề đưa ra. Đương nhiên tôi cảm thấy anh nói còn thiếu một điểm. Không phải nhà khoa học đưa ra bản quy hoạch hợp lý là thị xã sẽ quyết định. Thị ủy, ủy ban mặc dù có tác dụng chủ đạo nhưng còn cần lấy ý kiến của các ủy viên đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Ngoài ra còn phải mời dân chúng nội thành tham gia vào phương án quy hoạch đô thị Ninh Lăng chúng ta. Bọn họ mới là chủ của đô thị này.
chỉ tập hợp trí tuệ và lòng nhiệt tình của bọn họ lại thì công việc của chúng ta sau này mới không bao giờ bị thất bại. Trúc Văn Khôi nhìn Triệu Quốc Đống, không thể không nói người này có thể làm bí thư thị ủy không phải là ngẫu nhiên. Bảo sao không ít cán bộ trong thị xã nói chuyện đều là vừa mong chờ vừa kính sợ hắn tới. Mong chờ thì hôm nay mình thấy một chút, kính sợ thì sao? Ha ha, không chừng lát mình cũng sẽ được gặp. Làm Trúc Văn Khôi có chút buồn bực là đến khi Triệu Quốc Đống ám chỉ cuộc nói chuyện hôm nay dừng ở đây, Trúc Văn Khôi vẫn không thấy đối phương có ý gì nhằm vào mình cả. Tối nay Trúc Văn Khôi nhất định không ngủ được, chẳng qua trằn trọc là do tự y tìm mà thôi. Triệu Quốc Đống hoàn toàn thật không ngờ mình chỉ tùy ý mời Trúc Văn Khôi tới mà đối phương lại suy nghĩ nhiều như vậy. Một bí thư thị ủy coi trọng một vị phó thị trưởng nào đó thì sẽ quyết định sự chìm nổi của vị phó thị trưởng đó. Sau khi giao việc bố trí hội nghị đại hội đảng tỉnh cho Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh, Triệu Quốc Đống tiến hành một cuộc đi dạo cực nhanh đến 6 quận, huyện trong 3 ngày, trên danh nghĩa là kiểm tra tình hình chuẩn bị cho đại hội đảng nhưng hắn chủ yếu nói chuyện với bí thư, chủ tịch các quận, huyện đó. Nửa ngày thời gian nhất định không đạt được gì nhưng ít nhất có thể mơ hồ biết suy nghĩ trong công việc của lãnh đạo quận, huyện đó. Triệu Quốc Đống từ trước đến giờ cho rằng nếu trong lòng anh không có mục tiêu, như vậy anh không xứng làm bí thư, chủ tịch quận, huyện, chỉ theo trào lưu mà thôi. Người ta thu hút đầu tư, anh cũng thu hút đầu tư, người ta xây dựng cơ bản, anh cũng thế. Người ta cổ vũ công ty tư nhân phát triển, anh cũng làm theo. Tất cả không kết hợp tình hình thực tế của địa phương, mù quáng theo chiều gió, đó chính là kẻ không làm tròn nhiệm vụ. Tiêu Phượng Minh không đi theo Triệu Quốc Đống xuống quận, huyện mà tập trung vào việc chuẩn bị đại hội đảng của thị xã. Hai người Lục Kiếm Dân, Tiêu Phượng Minh đang rất bận, đây là nhiệm vụ đầu tiên Triệu Quốc Đống giao cho bọn họ. Theo yêu cầu của Triệu Quốc Đống chính là phải hoàn thành thắng lợi, không có một giây nguy hiểm. Chẳng qua đây dù sao cũng là hội nghị vài năm có một lần nên Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh cũng đã quen. Chỉ là tình hình hội nghị lần này có hơi khác một chút. Thứ nhất Hoàng Lăng mới xảy ra chuyện, còn liên lụy đến Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng một ít người. Thứ hai Triệu Quốc Đống mới tới, nhất định cần phải có gì đó tạo điểm sáng. Hơn nữa Tiêu Phượng Minh lần này cũng cố ý tránh khỏi việc cùng Triệu Quốc Đống đi xuống quận, huyện. Dù sao y bây giờ chức chủ yếu là trưởng ban tổ chức cán bộ, chức trưởng ban thư ký thị ủy chỉ là kiêm nhiệm tạm thời, chỉ chờ Triệu Quốc Đống chọn mà thôi. Lục Kiếm Dân cùng Tiêu Phượng Minh cũng đại khái biết mục đích xuống quận, huyện lần này của Triệu Quốc Đống. Bí thư huyện ủy Thổ Thành không thể để trống quá lâu, Triệu Quốc Đống lần này đi trên thực tế là đi tìm hiểu nên để ai làm bí thư huyện ủy Thổ Thành. Hắn không đến ba quận, huyện Vân Lĩnh, Tây Giang, Phong Đình. Hai người đều mơ hồ đoán được Triệu Quốc Đống không định chọn người làm bí thư huyện ủy Thổ Thành từ ba nơi này. Bí thư, chủ tịch huyện Vân Lĩnh năm trước mới điều chỉnh. Bên Tây Giang thì Tiêu Phượng Minh cũng biết rõ Tằng Lệnh Thuần tất nhiên không thể tới Thổ Thành, mà chủ tịch quận Tông Kiến nghe nói không được Triệu Quốc Đống hài lòng. Còn Phong Đình thì Cung Tự Thành xảy ra vấn đề, bí thư chủ tịch huyện bây giờ còn đang phải làm kiểm điểm. Từ hành trình của Triệu Quốc Đống thì Tiêu Phượng Minh có thể thấy ý đồ của hắn. Triệu Quốc Đống sẽ không chọn bí thư huyện ủy Thổ Thành từ ban ngành trên thị xã. Mà Tiêu Phượng Minh thậm chí có thể phán đoán quận, huyện nào rơi vào cuối cùng đợt khảo sát này thì chủ tịch hoặc bí thư huyện ủy huyện đó sẽ được điều tới Thổ Thành. Quyển 13, chương 23. Ừ, dựa theo ý của các anh thì các huyện có tình hình thực tế của mình. Vừa có thể học tập kinh nghiệm của bạn, đồng thời cũng phải căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra từng giai đoạn trong công việc. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Sau khi thị sát tập đoàn Quang Minh ở Thương Hóa, tâm trạng hắn khá vui vẻ. Thương Hóa vì thu hút tập đoàn Quang Minh, tập đoàn lớn trong sản xuất sữa mà tốn không ít tâm tư. Nhất là khi tập đoàn Elis cùng Tây Hoa đã đầu tư vào Hoa Lâm, Thương Hóa nếu muốn thu hút được tập đoàn Quang Minh thì gặp phải không ít áp lực. Nhưng bí thư huyện ủy Cao Xuyên và chủ tịch huyện Ngụy Hiểu Lam đã rất nhiệt tình nên làm tập đoàn Quang Minh cảm động. Hơn nữa Thương Hóa còn cố gắng xây dựng trụ sở trồng cỏ trong huyện. Thậm chí còn chấp nhận bỏ tài chính ra hỗ trợ các hộ nông dân trồng cỏ trước, giúp đỡ nông dân mua bò sữa, cuối cùng mới khiến tập đoàn Quang Minh đầu tư vào Thương Hóa. Tập đoàn Quang Minh tiến vào đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Thương Hóa. Năm 2001, tập đoàn sữa Thái Tử cũng là hạng mục thu hút đầu tư lớn nhất của Thương Hóa. Tập đoàn sữa Thái Tử dựa vào trụ sở trồng cỏ và lượng sữa nguyên liệu càng lúc càng lớn của Thương Hóa mà xây dựng nhà máy sản xuất sữa chua. Dự tính cuối năm nay có thể đi vào sản xuất. Thương Hóa đang phát triển theo con đường trước đây Hoa Lâm đã chọn.
trụ sở trồng cỏ ở Hoa Lâm thậm chí còn lan sang cả huyện Tây Hà, thị xã Thông Thành, ngành thực phẩm đã thành sản nghiệp trụ cột lớn nhất của Hoa Lâm. Mấy tập đoàn sản xuất sữa, chế biến thịt và đông đảo công ty chế biến đồ gia khiến tổng GDP của Hoa Lâm nhanh chóng bay lên thứ hai và chỉ xếp sau Tây Giang. Bởi vì Hoa Lâm phát triển nhanh nên đã kích thích thương hóa nằm bên. Nhất là sau khi Ngụy Hiểu Lam thành chủ tịch huyện đã cùng Cao Xuyên cẩn thận phân tích tình hình hiện tại của thương hóa. Bọn họ cho rằng điều kiện thương hóa tương tự Hoa Lâm, có đủ cơ sở để phát triển như Hoa Lâm. Vì thế thương hóa liền bắt đầu học tập phát triển trụ sở trồng cỏ như ở Hoa Lâm, cùng với việc chủ động tìm kiếm công ty, tập đoàn có thể đầu tư vào thương hóa. Tránh trường hợp thương hóa lại trở thành nơi cung cấp sản phẩm cho Hoa Lâm như vài huyện khác. Rất nhanh tập đoàn Quang Minh, tập đoàn sữa Thái Tử đã đầu tư vào thương hóa. Nhưng thương hóa không chỉ hài lòng với ngành công nghiệp thực phẩm này, bọn họ còn lợi dụng tài nguyên thuốc phong phú của thương hóa mà mời các công ty dược từ tỉnh ngoài tới. Trước mắt đã có một công ty đầu tư vào thương hóa. Ngoài ra huyện cũng đang đàm phán với một công ty từ Sơn Đông tới về việc xây dựng nhà máy đường ở đây, lợi dụng khu vực thung lũng thương hóa mà trồng mía. Hợp đồng ký kết có giá trị 20 triệu, giá trị sản lượng hàng năm đạt đến 50 triệu. Bí thư Triệu, thương hóa có trụ cột quá yếu, bí thư Cao và tôi hai năm qua tốn không ít tâm trí. Nhất là bí thư Cao, ngài nhìn một chút, khi tôi tới thương hóa thì bí thư Cao tóc vẫn đen. Bây giờ đã lấm tấm hoa dâm. Triệu Quốc Đống có chút hứng thú nghe hai người giới thiệu tình hình thương hóa. Căn cứ tình hình thực tế hắn biết thì năng lực của Cao Xuyên có hạn, biểu hiện mấy năm ở thương hóa đều khá bình thường. Chẳng qua Ngụy Hiểu Lam lại là người có nhiều ý tưởng mới trong vấn đề kinh tế. Nhưng đúng như Cao Xuyên nói, trụ cột của thương hóa quá kém khiến con đường phát triển của huyện gặp rất nhiều khó khăn. Khi Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã tập trung chính vào khu khai phát, cũng ít chú ý đến quận Tây Giang cùng quận Đông Giang chứ đừng nói các huyện khác. Điều này làm Ninh Lăng phát triển theo con đường của Miên Châu trước kia, khu khai phát thị xã phát triển rất nhanh làm đầu tàu kéo kinh tế ả thị xã tiến lên, nhưng làm chênh lệch kinh tế giữa huyện và nội thành càng lúc càng lớn. Ngoài Hoa Lâm còn có thể duy trì liên tục phát triển ra, bây giờ chỉ có huyện Khuê Dương miễn cưỡng đuổi theo. Còn Vân Lĩnh, Thổ Thành, Phong Đình, Tào Tập thậm chí Đông Giang đều bị bỏ xa. Làm Triệu Quốc Đống khó hiểu nhất chính là Đông Giang. Đông Giang có điều kiện tốt, mặc dù không nói vượt qua khu khai phát và quận Tây Giang nhưng nó có vị trí địa lý tốt vậy mà sau khi Triệu Quốc Đống rời đi 3 năm ở đây vẫn không có thay đổi gì lớn. Tình hình Tây Giang chỉ có thể nói là tạm được. Mặc dù khu Lâm Cảng cùng khu Hà Nam đang được khai thác nhưng năng lực của Mạc Vinh tập trung chính vào việc xây dựng, khi cơ sở vật chất xây dựng xong cũng còn cần có các công ty đến đầu tư vào đó. Ở điểm này Tây Giang không có nhiều hành động đột phá. Hoắc Vân Đạt phụ trách công nghiệp nhưng một bản thân Tằng Lệnh Thuần lại không giỏi về kinh tế. Còn Tông Kiến là chủ tịch quận nhưng không có gì để nói. Chỉ một câu, tình hình Tây Giang không thể làm Triệu Quốc Đống hài lòng. Trong mắt Triệu Quốc Đống, Tây Giang có khu Lâm Cảng cùng khu Hà Nam thì có thể nói đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, bảo sao thị xã muốn thu khu Hà Nam về để thị xã quản lý. Đương nhiên việc này bị Tây Giang kiên quyết phản đối. Thị xã cũng chưa hạ quyết tâm nên việc này để đó. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy nếu tình hình phát triển của Tây Giang vẫn như cũ thì đừng nói là Hà Nam, mà ngay cả khu Lâm Cảng cũng rất có thể thu lên thị xã, do thị xã quy hoạch và phát triển chung. Có lẽ điều duy nhất làm Triệu Quốc Đống hài lòng là biểu hiện ở khu khai phát. Mặc dù vẫn có khuyết điểm nhưng không thể không thừa nhận hơn 3 năm qua khu khai phát đã thay đổi gần như hoàn toàn. Từ 10 công ty do hắn kéo vào, đến bây giờ khu khai phát đã có 80 công ty, nhiều công ty có quy mô không nhỏ. Điều này làm khu khai phát gần như tháng nào cũng có thể công ty xây dựng xong. Giai đoạn mở rộng thứ hai của khu khai phát cũng đã kết thúc, nó càng cung cấp sân khấu lớn hơn nữa cho sự phát triển của khu khai phát. Chuyến đi này mặc dù nhanh nhưng Triệu Quốc Đống vẫn tự nhận có chút thu hoạch. Mặc dù không thể nào nắm rõ tình hình thực tế các quận, huyện nhưng ít nhất hắn cũng có cảm nhận trực quan về lãnh đạo các quận, huyện đó. Tiêu Phượng Minh đoán không sai. Triệu Quốc Đống lần này đi là vì vị trí bí thư huyện ủy Thổ Thành còn để trống, việc này cần phải giải quyết nhanh. Thoạt nhìn thì đơn giản, Ninh Lăng có 7 huyện, 2 quận, 1 khu, thêm cả các ban ngành, số lãnh đạo không hề ít. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng không muốn quyết định một cách sơ sót. Lục Kiếm Dân cùng Tiêu Phượng Minh chắc cũng có thể thấy mục đích chuyến đi này của mình, như vậy cũng tốt đỡ khiến mọi người phải suy đoán nhiều. Hiện nay theo hắn thấy Ngụy Hiểu Lam đi Thổ Thành là thích hợp nhất. Phải nói 3 năm qua Hoàng Lăng không có động tác quá lớn về nhân sự ở các huyện, nhất là huyện có kinh tế lạc hậu.
Có lẽ đây là chỗ hay của Hoàng Lăng, y dựa vào khu khai phát Ninh Lăng mà đánh thiên hạ, dồn tất cả tài nguyên vào đây, tạo ra một điểm sáng là đủ. Lãnh đạo hầu hết đều đến xem điểm sáng, nếu không được thì quận Tây Giang và huyện Hoa Lâm cũng có thể chia sẻ gánh nặng. Về phần sự nghèo khó phía sau thì ai thèm hỏi. Về văn phòng, Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Đây là sự thật phía sau ánh sáng. Đúng là khu khai phát Ninh Lăng có xu thế phát triển mà mấy thị xã khác của tỉnh không thể so sánh, nhưng các huyện thì sao? Đây là một vấn đề, Triệu Quốc Đống không hy vọng thấy Ninh Lăng có chênh lệch quá lớn giữa thành thị và nông thôn. Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn nữa, hắn cũng hy vọng hai bên không thể xuất hiện khe rãnh khổng lồ. Mặc dù có thể phát triển kinh tế nội thành để thúc đẩy phát triển kinh tế ở huyện, nhưng quyết không thể vì phát triển kinh tế nội thành mà giảm đầu tư vào phát triển kinh tế ngoại thành. Theo Triệu Quốc Đống thấy ở điểm này thì Ủy ban Ninh Lăng đã sai. Quyển 13, chương 24. Đại hội Đảng thị xã Ninh Lăng diễn ra thắng lợi. Triệu Quốc Đống nhìn tin đầu tiên trên báo rồi để sang bên. Cuối cùng đã xong việc này, 56 đại biểu đã được chọn, trong đó bao gồm cả Ngụy Hiểu Lam, bí thư huyện ủy Thổ Thành mới nhận chức. Ở tình hình hiện nay, Triệu Quốc Đống không muốn lên tiếng trong các loại hội nghị này. Nhưng hắn biết điều này không thể do hắn quyết định, hắn còn phải kích thích lòng dân. Trong 2 tuần nhận chức, ngoài việc 3 ngày đến 6 quận, huyện ra, Triệu Quốc Đống không xuống nữa. Vấn đề đầu tiên cần giải quyết là ổn định thành viên bộ máy thị xã, chỉ khi bộ máy ổn định thì mới nói tới việc khác. Khi chọn trưởng ban thư ký thị ủy, Triệu Quốc Đống đã nói chuyện với Trung Dược Quân, Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh. Tăng Lệnh Thuần là người có tác phong cẩn thận, ôn hòa, năng lực phối hợp mạnh là sự lựa chọn khá chính xác. Vì thế khi Triệu Quốc Đống đưa Tăng Lệnh Thuần ra thì mấy người kia đều thật lòng đồng ý. Nhưng sau khi Tăng Lệnh Thuần làm trưởng ban thư ký thì ai sẽ nhận chức bí thư quận ủy Tây Giang cũng là vấn đề rất khó khăn. Triệu Quốc Đống tạm thời chưa đưa vấn đề này ra, dù sao liên tục có vài động tác cũng cần người ta có thời gian tiêu hóa. Việc bổ nhiệm Ngụy Hiểu Lam và Tăng Lệnh Thuần đều được hội nghị thường ủy nhất trí thông qua do những biểu hiện của bọn họ. Nội dung cuộc hội nghị thường ủy đầu tiên rất đơn giản, chỉ là đề cử người làm trưởng ban thư ký thị ủy và lựa chọn ai làm bí thư huyện ủy Thổ Thành, phó bí thư, quyền chủ tịch huyện Thương Hóa. Triệu Quốc Đống chỉ mất 45 phút để kết thúc hội nghị, hiệu suất làm việc có thể nói rất nhanh chóng. Triệu Quốc Đống ngồi văn phòng và thấy mình khá cô đơn. Sau khi hắn về Ninh Lăng, cấp dưới ở quận, huyện cũ thật ra vẫn nhiệt tình, đã đến chỗ hắn ngồi nhưng mấy vị ở thị xã hình như còn chưa quen với thân phận hiện nay của hắn. Những người khác không nói, ngay cả Vưu Liên Hương cùng Lam Quang hình như đều cố giữ khoảng cách với hắn. Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu cho tâm trạng của đối phương, dù sao hắn vốn là cấp dưới của bọn họ, bây giờ lại thành lãnh đạo. Vưu Liên Hương tuy nói chuyện khá thẳng thắn nhưng hắn về sẽ làm cô có cảm xúc trong lòng. Người với người là khác nhau, chỉ mong bọn họ có thể hiểu được điều này. Bí thư Triệu, bí thư Tăng tới. Thư ký Vân Duệ mở cửa thò đầu vào cẩn thận nói. Ừ, mời anh ta vào. Triệu Quốc Đống nói. Tăng Lệnh Thuần được đề cử làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy đã được báo lên tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng đã gọi cho qua tỉnh mời chị ta nhanh chóng xác minh việc này. Việc này bình thường đều chỉ theo trình tự, ban tổ chức cán bộ cần xuống khảo sát rồi về báo lại ban, rồi trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định. Thời gian có lẽ không đến 2-3 tháng nhưng tình hình Ninh Lăng khá đặc biệt nên Triệu Quốc Đống hy vọng trong một tháng là xử lý xong việc này. Tăng Lệnh Thuần vào văn phòng liền cảm nhận rõ sự thân thiết. Sau 3 năm, Triệu Quốc Đống vẫn không khác mấy. Chẳng qua vị trí của hắn đã thay đổi hẳn. Trước hắn là thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy, mình là phó bí thư, chủ tịch quận. Bây giờ đối phương đã lên vài cấp mà mình chỉ đi lên một bước, khoảng cách càng lúc càng xa. Từ khi Triệu Quốc Đống lên làm phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh, y có cảm giác Triệu Quốc Đống còn có thể về nhưng tốc độ nhanh như vậy làm Tăng Lệnh Thuần không ngờ đến. Y vốn đoán 3-4 năm sau Triệu Quốc Đống về Ninh Lăng với thân phận thị trưởng, không ngờ chưa đầy 4 năm Triệu Quốc Đống đã lấy thân phận bí thư thị ủy về Ninh Lăng. Trên đời này gì cũng có thể diễn ra, nhất là xảy ra trên người Triệu Quốc Đống càng không có gì là lạ. Triệu Quốc Đống ra tận cửa đón Tăng Lệnh Thuần, hai người đều có cảm giác thân thiết. Trên thực tế sau khi Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng, hắn chỉ gặp Tăng Lệnh Thuần có 3 lần. Hai người thậm chí chưa chính thức ngồi nói chuyện một mình với nhau. Tăng Lệnh Thuần đương nhiên biết việc mình được đề cử làm thường vụ thị ủy là do Triệu Quốc Đống. Trước đó khi Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Tăng Lệnh Thuần cũng đã từng nghĩ đến vị trí này nhưng rất nhanh y bỏ qua.
Bởi vì Hoàng Lăng có ấn tượng bình thường với y, có thể nói là căn bản không nghĩ đến y. Thị xã từng có lời đồn Hoàng Lăng muốn y đến thay thế Phó Chủ tịch Châu Trì Trường, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã, như vậy cũng là chỗ tốt để dưỡng già. Đương nhiên bây giờ đã khác hẳn. Rất nhiều người đều có chút kinh ngạc khi Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần lại hợp tác tốt như vậy lúc còn ở Tây Giang. Theo bọn họ thấy tính cách của Triệu Quốc Đống quá cố chấp, quyết đoán, mặc dù Tằng Lệnh Thuần có tính cẩn thận ôn hòa nhưng cũng không phải người chỉ biết vâng dạ. Nhưng điều bọn họ thấy chính là Triệu Quốc Đống phối hợp tốt với Tằng Lệnh Thuần, thậm chí ngay cả cán bộ Triệu Quốc Đống đề bạt lên còn có khi không đồng ý quan điểm của hắn, nhưng Triệu Quốc Đống hình như chưa bao giờ có gì không thoải mái với Tằng Lệnh Thuần. Sau khi về Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống phát hiện mình lại thích uống chè sao, loại chè này làm hắn thêm tỉnh táo, có hiệu quả tốt hơn chè xanh. Bí thư Triệu, người xưa có câu rất chính xác, thời gian như thoi đưa, chỉ trong nháy mắt mà ngài đã lại thành lãnh đạo của tôi. Tằng Lệnh Thuần cười nói, trong lòng vừa cảm động và cảm kích rất muốn thể hiện ra. Nhưng y biết Triệu Quốc Đống không phải người khách sáo như vậy nên chỉ có thể dùng lời này để nói. Ha ha, lão Tằng, chẳng lẽ không chào đón tôi về, hay là cảm thấy khó làm việc với tôi? Triệu Quốc Đống cười ha hà nói. Đâu có, thực ra bắt đầu khi ngài rời Ninh Lăng, tôi có cảm giác ngài sẽ về. Nhưng tôi không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. Tằng Lệnh Thuần nói. Sau khi tin ngài sẽ quay lại Ninh Lăng, cảm giác đầu tiên của tôi là phấn chấn. Phấn chấn. Triệu Quốc Đống nghe mà thấy rất thoải mái, không phải cao hứng, không phải khiếp sợ mà là phấn chấn. Đây là lời thật lòng của đối phương. Phấn chấn có nghĩa gì? Có nghĩa đây là tìm được người lãnh đạo. Đây là giải thích của Triệu Quốc Đống. Lão Tằng, nói thật là tôi cũng rất mong về Ninh Lăng. Mặc dù tôi tới Hoài Khánh, lên bộ năng lượng nhưng vẫn cảm thấy Ninh Lăng mới là căn bản của mình. Cán bộ quần chúng Ninh Lăng mới là người luôn ở bên tôi. Về Ninh Lăng, tôi thấy như mình đi một vòng ở ngoài, cuối cùng đã về đến quê hương. Làm việc ở Ninh Lăng dù có mệt mỏi khó khăn đến đâu tôi cũng chấp nhận. Triệu Quốc Đống thành tâm nói. Tằng Lệnh Thuần không khỏi có chút giật mình, Triệu Quốc Đống có thể nói thật suy nghĩ trong lòng ra đủ để chứng minh tin tưởng y. Điều này cũng làm Tằng Lệnh Thuần thấy ấm áp trong lòng. Bí thư Triệu, tôi tin hơn 600.000 cán bộ, quần chúng quận Tây Giang luôn mong chờ ngày ngày về Ninh Lăng, một lần nữa lãnh đạo Ninh Lăng tiến lên. Tằng Lệnh Thuần cố làm mình bình tĩnh nói. Tôi cũng tin cán bộ, quần chúng toàn thị xã dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Tằng Lệnh Thuần là người luôn nói chuyện đầy hàm xúc mà nói được như thế này đúng là hiếm có, trừ khi là xuất phát từ nội tâm. Tôi cũng mong chờ có thể cùng mọi người cộng tác để phát triển Ninh Lăng chúng ta lên. Anh cần phải giúp tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Triệu, ngài nói gì vậy, tôi và ngài cùng làm việc là duyên phận, tôi cũng muốn cảm ơn ngài. Tằng Lệnh Thuần mới nói tới đây đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Lão Tằng, đề cử anh làm thường vụ thị ủy là khẳng định công việc của anh, không phải ý đồ cá nhân của tôi. Năng lực của anh tôi thấy là thích hợp nhất để làm trưởng ban thư ký thị ủy, anh phụ trách vị trí này sẽ phát huy được trí tuệ tập thể của thị ủy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tằng Lệnh Thuần cười cười không nói tiếp ở việc này nữa. Triệu Quốc Đống không thích nhiều lời ở những chuyện như thế này là điều Tằng Lệnh Thuần đã quen từ hồi còn ở Tây Giang. Quyển 13, chương 25. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất nhanh sẽ đến khảo sát, anh cần phải chuẩn bị cho tốt. Triệu Quốc Đống cầm chén trà lên nhấp một ngụm và nói. Vẫn là chè sao Ninh Lăng chúng ta uống ngon, có thể làm cho người ta tỉnh táo lại. Bí thư Triệu, chè sao Bích Phụ Sơn chính là do ngài dẫn tập đoàn Dụ Thái vào Hoa Lâm nên mới tạo thành danh tiếng như vậy. Bây giờ đó đã là thương hiệu vàng của chè sao An Nguyên chúng ta. Nhật báo Ninh Lăng khi bình chọn 10 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thị xã, chè sao Bích Phụ Sơn đã đứng đầu, vượt qua cả dược liệu nổi tiếng ở Tào Tập. Chẳng qua tôi không thích uống chè sao vì người có tuổi như tôi tối uống một chén sẽ mất ngủ. Được rồi, anh đừng có nói với giọng như mình già lắm rồi đó. Ha ha, anh mới trung niên mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Tôi còn mong anh giúp tôi nhiều nữa đó. Ha ha bí thư Triệu, người khác tôi không dám nói. Trước mặt ngài tôi cũng miễn cưỡng nói một chữ già mà. Ừ, lão Tằng, tôi đã gọi điện cho trưởng ban qua, hy vọng trưởng ban cân nhắc tình hình thực tế Ninh Lăng chúng ta mà nhanh chóng làm xong trình tự. Dù sao mức độ quan trọng của chức trưởng ban thư ký thị ủy không cần tôi nói thì mọi người đều biết. Anh có lẽ cũng biết việc tôi đề cử anh làm trưởng ban thư ký thị ủy đã được tất cả thường vụ thị ủy nhất trí.
theo tôi thấy đây là mọi người vừa chào đón tác phong làm việc của anh, về điểm khác có phải do tác phong của tôi quá đột xuất nên mới có thể khiến mọi người hy vọng cần một người ở giữa cân bằng. Triệu Quốc Đống tuy cười nói nhưng ý tứ là rất rõ ràng. Hắn tung ra câu hỏi sắc bén như vậy làm Tằng Lệnh Thuần trong lúc nhất thời cũng khó có thể trả lời. Tằng Lệnh Thuần cũng loáng thoáng cảm nhận ra được một ít lãnh đạo thị ủy có vẻ khẩn trương khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Khi Triệu Quốc Đống còn làm thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang đã có biểu hiện không kiêng nể ai, điều này làm nhiều vị thường vụ vẫn ghi nhớ. Tuy nói hắn đã đi mấy năm nhưng bản tính khó thay đổi. Hơn nữa hắn lần này về làm bí thư thị ủy, làm người đứng đầu nên càng khác. Hơn nữa Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng để lại rất nhiều sự tự tin. Mà thị trưởng Trung Dược Quân lại mới tới, uy tín chưa tạo lập được nên càng dễ khiến Triệu Quốc Đống đi vào con đường của Hoàng Lăng trước đây. Không phải nói Triệu Quốc Đống sẽ phạm sai lầm như Hoàng Lăng, mà là chỉ tác phong làm việc của hắn còn bá đạo hơn Hoàng Lăng, có xung đột mạnh với các vị thường vụ. Cho nên có một vị trưởng ban thư ký thị ủy đã từng công tác khá tốt với Triệu Quốc Đống đứng giữa cũng là lựa chọn chính xác. Tằng Lệnh Thuần cũng không ngờ Triệu Quốc Đống phản ứng lại nhanh như vậy. Một phản ứng nhỏ của các thường vụ mà hắn cũng có thể nhận ra. Nhưng như vậy cũng là tốt, ít nhất chứng minh Triệu Quốc Đống biết được nhược điểm trong tính cách của mình. Bí thư Triệu, tôi thấy như thế này. Có thể do tác phong làm việc và cách thức làm việc của tôi có thể hòa hợp với mọi người, nhưng đây không phải phương thức tốt nhất. Ít nhất tôi tự nhận khi mình làm bí thư quận ủy Tây Giang đã làm không được tốt. Trong quận mặc dù không có mâu thuẫn nhưng công việc lại không tiến bộ mấy. Đây thực ra là nhược điểm của tôi. Tằng Lệnh Thuần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Quốc Đống mà lại nói về mình. Tác phong làm việc của ngài là quyết đoán, nhanh gọn, đây vốn là việc tốt nhưng khi ngài làm lãnh đạo chủ yếu thì sẽ dễ bị phóng đại. Các đồng chí khác có thể vì ngài là bí thư mà không dám hoặc không muốn tỏ ý kiến khác, điều này dễ xuất hiện cái gọi là mất tập trung dân chủ. Tôi thấy ngài nên chú ý điểm này. Bây giờ ở thị ủy có phó bí thư Lục Kiếm Dân, phó thị trưởng Vưu Liên Hương đã từng công tác với ngài, khá hiểu ngài. Tôi thấy bọn họ có thể hiểu và giúp đỡ ngài. Tôi tin bộ máy thị ủy sẽ hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ. Triệu Quốc Đống nghe xong Tằng Lệnh Thuần nói liền không nhịn được cười. Được, anh rất tự nhiên nhắc nhở tật xấu của tôi đúng là phải khâm phục. Xem ra anh sẽ làm tốt công việc trưởng ban thư ký. Cuộc nói chuyện này làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Tằng Lệnh Thuần so với người khác thì thoải mái hơn, cũng không hề có vẻ ngưỡng mộ, kính sợ Triệu Quốc Đống quá nhiều, cũng không kiêng kỵ hắn mấy. Triệu Quốc Đống cũng thuận miệng hỏi Tằng Lệnh Thuần nếu y đi thì ai sẽ thay thế làm bí thư quận ủy. Tằng Lệnh Thuần cũng rất thản nhiên nói hiện nay trong quận không có người thích hợp, đề nghị thị ủy điều từ ban ngành hoặc quận, huyện khác tới. Vấn đề nhân sự là rất nhạy cảm, dù là Tằng Lệnh Thuần cũng không thể dễ dàng nói ra quan điểm của mình với Triệu Quốc Đống. Theo Tằng Lệnh Thuần thấy chức bí thư quận ủy Tây Giang không chỉ dựa vào vấn đề năng lực, còn cần lý lịch và tác phong làm việc. Hiện nay bộ máy ủy ban Tây Giang không quá tốt, tạo chướng ngại trong phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng còn chậm hơn Hoa Lâm, Khuê Dương. Ở điểm này Tằng Lệnh Thuần cũng hiểu rất rõ. Tông Kiến cùng Hoàng Lăng có quan hệ mật thiết nhưng sau khi Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành bị bắt mà Tông Kiến không dính vào, Tằng Lệnh Thuần cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua vấn đề nhạy cảm này không ai tiện hỏi nhiều, chỉ có thể ngồi mà xem tình hình. Nhưng ai vào chức bí thư quận ủy thay mình, Tằng Lệnh Thuần tin Triệu Quốc Đống sẽ không bao giờ chọn Tông Kiến. Vân Duệ rất cẩn thận quan sát từng lời nói, cử động của bí thư Triệu. Số người bí thư nói chuyện dần tăng lên, từ cuộc nói chuyện với lãnh đạo quận, huyện, đến bây giờ là chủ động gọi người tới nói chuyện. Phó thị trưởng Trúc Văn Khôi và bí thư Triệu đáng lẽ không quen mới đúng, nhưng bí thư nói chuyện với người này rất hòa hợp. Văn phòng bí thư thị ủy của Triệu Quốc Đống được bố trí khá thích hợp. Bên ngoài là phòng thư ký. Giữa là phòng khách rộng, bên trong còn có thư phòng và một phòng nghỉ nhỏ. Phòng thư ký cùng thư phòng khách thông với nhau bởi một hành lang, như vậy khi ở phòng khách, lãnh đạo có thể dễ dàng gọi thư ký, cũng có thể thông qua thư ký bố trí khách chờ một chút. Đương nhiên khách quan trọng hơn một chút có thể trực tiếp đưa vào thư phòng. Bí thư Tằng được đãi ngộ đúng là khác, bí thư Triệu tự mình ra cửa bắt tay mời vào, sự thân thiết là điều Vân Duệ chưa từng thấy, giống như bạn lâu năm. Nghe nói bí thư Tằng và bí thư Triệu trước công tác với nhau rất tốt. Lần này bí thư Tằng lên làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký, là lãnh đạo trực tiếp của mình, có lẽ đây là do bí thư Tằng có quan hệ tốt với bí thư Triệu. Trong thư phòng thi thoảng truyền ra tiếng cười của bí thư Triệu, đây là bí thư Triệu thực sự vui vẻ, nói rõ tâm trạng bí thư Triệu đang tốt.
Triệu Quốc Đống và Tằng Lệnh Thuần nói chuyện thoáng cái đã được 2 tiếng. Giữa cuộc có vài khách đến nhưng đều bị Vân Duệ từ chối khéo. Tằng Lệnh Thuần đi nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chìm trong suy nghĩ. Tình hình Tây Giang rất bình thường, Hoắc Vân Đạt cùng Mạc Vinh mặc dù cố gắng nhưng vẫn không thể thay đổi được vấn đề là mấy. Giống như điều Tằng Lệnh Thuần nhận ra vậy, y thiếu sự quyết đoán để giải quyết vấn đề khó khăn, nhưng đây không phải hoàn toàn do trách nhiệm của Tằng Lệnh Thuần. Tông Kiến có quan hệ mật thiết với Hoàng Lăng khiến ai cũng phải kiêng dè. Chẳng qua Tông Kiến bây giờ không thể động, thứ nhất không có chứng cứ, để y đi đâu cũng là vấn đề. Thứ hai Tằng Lệnh Thuần lập tức sẽ đi, hai lãnh đạo chủ yếu đồng thời điều chỉnh sẽ không thích hợp. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng nó ảnh hưởng mấy nhưng cũng phải cân nhắc tâm lý cán bộ. Muốn công việc Tây Giang thay đổi thì cần một bí thư có kinh nghiệm phong phú, giỏi làm công tác kinh tế, là người đủ để thị ủy yên tâm. Triệu Quốc Đống có chút đau đầu, điều một người từ ban ngành nào đó trên thị xã. Triệu Quốc Đống không cho rằng có thể đạt được mục đích. Điều từ quận, huyện khác sao? Như vậy chỉ có thể chọn trong các bí thư huyện ủy mà thôi. Nhưng hắn càng nghĩ càng không thấy ai thích hợp. Triệu Quốc Đống nhìn lướt qua số liệu kinh tế các quận, huyện, nhìn ở tờ đầu tiên và thầm nghĩ sao mình lại quên người này. Quyển 13, chương 26. Ra khỏi tập đoàn Trường Liên, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã hơn 4 giờ. Hắn đến xem 5 công ty của khu khai phát. Tập đoàn Trường Liên là công ty mà khi hắn còn làm bí thư đảng ủy khu khai phát đã thu hút vào, mấy công ty sau đều là hắn rời đi rồi mới tiến vào. Tình hình kinh doanh của các công ty đều khá tốt, đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng biết khu khai phát muốn giới thiệu mặt sáng với mình. Đánh giá khu khai phát dựa vào cái gì? Đó là xem có bao công ty tiến vào, tình hình kinh doanh các công ty ra sao, tác phong làm việc của ban quản lý, quan niệm tư tưởng, ý thức phục vụ của các công ty ra sao. Hai vế đầu tạm ổn nhưng mấy vế sau Triệu Quốc Đống không hài lòng mấy. Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương đều đang cẩn thận quan sát vẻ mặt của Triệu Quốc Đống. Đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống thị sát khu khai phát trên cương vị bí thư thị ủy. Đầu tiên hắn nghe ban quản lý báo cáo, sau đó xuống xem tình hình kinh doanh của các công ty, cuối cùng về nghe Triệu Quốc Đống đánh giá công tác của khu khai phát. Lý Đại Phú cũng đi sát theo sau Triệu Quốc Đống. Ninh Lăng và Hoài Khánh là khác nhau. Khu khai phát ở Hoài Khánh do phó thị trưởng thường trực phụ trách nhưng ở Ninh Lăng lại chỉ do thường vụ thị ủy, phó thị trưởng phụ trách. Lý Đại Phú cảm thấy Triệu Quốc Đống sợ có cái nhìn với khu khai phát. Theo lý thuyết khu khai phát Ninh Lăng phát triển tốt so với các nơi trong tỉnh, mặc dù không thể so sánh với khu khai phát Hoài Khánh liên tục đưa các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử thông tin thì cũng đáng để tự hào. Nếu như Triệu Quốc Đống vạch lá tìm sâu ở khu khai phát Ninh Lăng, muốn so sánh với Hoài Khánh hay An Đô, vậy Lý Đại Phú không còn gì để nói. Dù sao khu khai phát Hoài Khánh cũng do một tay Triệu Quốc Đống tạo thành như vậy, hắn có đủ cơ sở để tự hào. Đoàn người lên xe chạy đến cửa ban quản lý khu khai phát. Trụ sở ban quản lý vẫn như cũ không thay đổi nhiều, chỉ là trong sân trồng nhiều cây hơn. Vào phòng hội nghị quen thuộc, Triệu Quốc Đống vô thức muốn ngồi lên chính giữa, nhưng khi đi đến bên cạnh hắn mới có phản ứng. Mình đã không còn là bí thư đảng ủy khu khai phát. Mà mình là bí thư thị ủy. Sờ sờ chiếc ghế, hắn vô thức lắc đầu nói. Như Hoài, chiếc ghế này ngồi không dễ phải không? Lưu Như Hoài không ngờ Triệu Quốc Đống vừa vào phòng hội nghị đã hỏi như vậy. Y nói, bí thư Triệu, chỉ ngồi vào ghế này mới có thể cảm nhận khó khăn và áp lực của ngài năm đó. Ừ, ngồi đi, Đại Phú, ngồi bên này, bọn họ là chủ, chúng ta là khách. Nhưng chúng ta không phải khách tốt mà là khách ác, thấy gì nói đó. Triệu Quốc Đống nói. Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương nhìn nhau đầy lo lắng nhưng lúc này bọn họ có thể làm gì khác. Sao, sợ ư, ngồi đi, chỉ nói chuyện thành tích đúng là làm lòng người phấn chấn. Tôi nói với các anh, ngọt không thể tin, lời thật không đẹp. Hơn 2.000 năm trước Khổng Tử đã đưa ra câu này cho chúng ta đó. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Bí thư Triệu, chúng tôi không có ý đó. Nếu trong công việc có gì làm không tốt đương nhiên sẽ chịu phê bình. Lưu Như Hoài đầu tiên là hơi cúi đầu tỏ thái độ. Như Hoài, tôi thấy anh và Lô Miễn Dương sợ là không nghĩ như vậy. Có phải cảm thấy tôi tới khu khai phát vạch lá tìm sâu, quan cao một bậc đè chết người không? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Thực tế mà nói khu khai phát tốt hơn nhiều so với các thị xã khác, điểm này tôi phải thừa nhận. Lưu Như Hoài, Lô Miễn Dương thậm chí kể cả Lý Đại Phú đều muốn nghe xem sau câu này của Triệu Quốc Đống là gì. Tôi xem một chút.
thêm cả hiểu biết của tôi thì khu khai phát Ninh Lăng bắt đầu từ năm 1997 đã có tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trên 30%, thậm chí năm cao nhất đạt 60%. Đương nhiên đây là do mới đầu có xuất phát điểm thấp, GDP năm nay đạt 1,3 tỷ phải không? Triệu Quốc Đống cười nói. Nhìn thì rất bắt mắt, đây là thành tích của ban quản lý khu khai phát, đáng khen. Tất cả nhân viên tham gia đều nghiêm túc lấy sổ ra ghi chép. Nhưng hôm nay tôi tới không phải để khen ngợi thành tích, tôi tới là tìm vấn đề. Triệu Quốc Đống đổi giọng ngay. Mọi người đều biết 3 năm trước 2001, GDP Ninh Lăng đều đứng số 1 số 2 của tỉnh. Tôi không nói GDP thay thế tất cả nhưng đó là chỉ số chính quan sát sự phát triển kinh tế của một nơi. Điều này có nghĩa kinh tế Ninh Lăng có 3 năm phát triển với tốc độ cao. Nhưng năm 2001 khi kinh tế cả nước khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng lại tụt xuống thứ 5 của tỉnh. Theo tôi biết tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 của Ninh Lăng cũng chậm, vẫn xếp thứ 5. Có thể có một số đồng chí nói chúng ta không thể năm nào cũng đứng thứ nhất, hai, như vậy là không khách quan. Nhưng tôi phải nhắc mọi người một câu, GDP Ninh Lăng xếp phía cuối của tỉnh, nói cách khác xuất phát điểm thấp. Nếu chúng ta không thể phát triển vượt bậc ở giai đoạn này, chúng ta càng bị kéo xa hơn so với các thành phố, thị xã phát triển của tỉnh. Có đồng chí tự cao tự đại cảm thấy chúng ta so với mấy năm trước đã rất tốt, từ thứ 11 nhảy lên thứ 9, đi lên một bậc đã là bao tâm huyết. Lời này thì đúng nhưng không phải chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên hưởng phúc. Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp. Không từ công tác thực tế tìm ra chỗ thiếu sót và khuyết điểm, không nhìn vào vấn đề còn tồn tại, chỉ mong thành tích ngắn hạn, tâm trạng đó là rất nguy hiểm. Tôi đã đến vài quận, huyện thì thấy cũng tồn tại vấn đề này. Nhưng tôi muốn nói ở khu khai phát đặc biệt nghiêm trọng hơn. Lời tôi nói cũng có nguyên nhân. Thứ nhất khu khai phát mấy năm qua phát triển nhanh hơn quận, huyện khác khiến các đồng chí coi trời bằng vung, cảm thấy như thế này là đủ rồi, thiếu tâm lý muốn gây dựng sản nghiệp trụ cột thứ hai. Nhưng tôi phải nhắc các đồng chí rằng khu khai phát có thể phát triển nhanh như vậy là do thị xã dồn toàn bộ chính sách, tài chính vào đây ủng hộ, nếu như để các vị cạnh tranh công bằng với quận, huyện khác, các vị có thể đạt được thành tích như thế này không? Thứ hai, khu khai phát nếu là khu khai phát của thị xã thì nó sẽ khác với quận, huyện. Bởi vì nó không có chức năng quản lý xã hội, không có trách nhiệm xã hội như các quận, huyện. Đương nhiên theo khu khai phát tiến vào giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì chức năng quản lý xã hội cũng dần có. Nhưng ít nhất ở giai đoạn 1 thì các vị chỉ việc tập trung vào phát triển kinh tế. Ở điều kiện này các vị có lý do gì để không làm tốt? Triệu Quốc Đống nói tuy bình tĩnh, vẻ mặt thân thiện nhưng ánh mắt nhìn tới đâu là làm thành viên ban quản lý khu khai phát cảm thấy áp lực tới đó. Khi tôi còn làm ở Bộ Năng lượng đã trao đổi với Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong về phát triển kinh tế ở Ninh Lăng. Phó Chủ tịch cho rằng Ninh Lăng mấy năm trước phát triển nhanh là dựa vào hai sản nghiệp trụ cột chính. Một là trụ sở thiết bị ngành điện, một là công nghiệp thực phẩm. Về mảng công nghiệp thực phẩm, thị trưởng Đại Phú đã giới thiệu cho tôi thì thấy xu thế phát triển vẫn tốt, nhất là ngành chế biến thịt. Sữa của Hoa Lâm, Thương Hóa đã đi vào quỹ đạo. Tôi và Phó Chủ tịch Nhâm Vi Phong đã thảo luận về ngành thiết bị điện và sản xuất tài liệu. Ở điểm này Phó Chủ tịch cho rằng ngành thiết bị điện của Ninh Lăng vẫn còn tiềm năng khai thác nhưng đã xuất hiện xu thế giảm tốc, nguyên nhân từ đâu? Tôi hôm nay đã đến thăm mấy công ty, ngoài ra cũng kết hợp với việc nghe ban quản lý báo cáo. Triệu Quốc Đống vốn không muốn nói nhiều ở vấn đề kinh tế vì đây là chuyện của Lý Đại Phú, nhưng khi thấy tình hình thực tế của khu khai phát Ninh Lăng, hắn không nhịn được phải nói vài câu. Xu thế phát triển của khu khai phát Ninh Lăng khá tốt, nhưng Triệu Quốc Đống đặt kỳ vọng rất cao vào khu khai phát. Nếu khu khai phát không thể phát triển vượt bậc, trở thành động lực để kéo kinh tế Ninh Lăng phát triển thì hứa hẹn của hắn với tỉnh ủy là không thể thực hiện. Quyển 13, chương 27. Xe Kesida từ từ chạy ra khỏi cổng ban quản lý khu khai phát. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Nhân vật đi theo cảm thấy bí thư Triệu hôm nay không vui vẻ mấy nên biết điều trốn ra xe sau, chỉ có phó thị trưởng Lý Đại Phú ngồi cùng xe với Triệu Quốc Đống. Đại Phú, có phải anh thấy lời tôi nói hôm nay hơi nặng không? Lý Đại Phú ngẩn ra một chút rồi nói. Bí thư Triệu, khu khai phát mấy năm trước phát triển vẫn tốt nên khó tránh khỏi sự kiêu căng. Ngài nhắc nhở như vậy mới có lợi, hơn nữa mấy điều ngài nói đều chính xác cả. Tôi thấy mấy vị đó cũng chăm chú tiếp thu. Chỉ là cấp phó và cán bộ trung tầng thì hơi oán thán. Ừ Đại Phú, mặc dù mấy năm trước Ninh Lăng chúng ta phát triển rất nhanh nhưng trụ cột quá kém. Bây giờ mới xếp thứ 9 cả tỉnh,
chênh lệch tương đối lớn với mấy đơn vị phía trước, nhất là Ninh Lăng, Khắc Kiến Dương, Miên Châu cùng với Hoài Khánh. Chúng ta từ trước đến giờ là thị xã chú tâm sản xuất nông nghiệp, nhưng sản xuất nông nghiệp cũng không phải là mạnh, công nghiệp là điểm yếu của chúng ta, nếu không nắm chắc thời gian đuổi theo thì chỉ sợ càng lúc càng bị đuổi xa hơn. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói, thành tích của khu khai phát là rất đáng mừng nhưng chúng ta phải nhìn vào mặt trái của nó. Khi tôi làm việc ở Hoài Khánh, huyện Quy Ninh chủ động mời Ngân hàng Thương mại thành phố An Đô đến huyện lập chi nhánh. Ý thức này ở Ninh Lăng chúng ta còn rất thiếu. Đến bây giờ 4 ngân hàng thương mại lớn vẫn chưa có chi nhánh ở khu khai phát, như vậy sẽ khiến công tác tài chính của các công ty trong khu khai phát gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã xem mấy công ty, nhất là các công ty có quy mô lớn thì ngoài một nhà miễn cưỡng có cơ cấu nghiên cứu ra, hai công ty khác đều chỉ có mấy nhân viên kỹ thuật mà thôi. Nói cách khác bọn họ thiếu đầu tư vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới. Tôi cũng hỏi bọn họ nói sản phẩm mới dừng lại ở mức độ thị trường cần thì sản xuất mà không có nghiên cứu thị trường tương lai cần gì để đưa ra sản phẩm mới. Ban quản lý khu khai phát làm như thế nào để bồi dưỡng tăng năng lực của các công ty, làm như thế nào tăng khả năng phục vụ, những việc này cần làm rất nhiều nhưng tôi thấy ban quản lý khu khai phát không có ý thức về điểm này. Triệu Quốc Đống nói khá sắc bén làm Lý Đại Phú cảm thấy mình đêm nâu. Ai cũng nói vị bí thư thị ủy này giỏi nói, quả nhiên là chính xác. Hơn nữa mỗi một điểm đều trúng vấn đề. Theo lý thuyết tôi là bí thư thị ủy thì về quan điểm mà nói bí thư khóa trước làm tốt, tôi chỉ là người đến sau, như vậy cần phải dùng cách lung lạc lòng người mới là chính xác. Chứ còn mới lên đã chỉ ra điểm sơ sót trong công việc dễ làm mất đoàn kết, không có lợi cho công việc. Nhưng tôi không cho là như vậy, có vấn đề không sợ, quan trọng là phải thay đổi quan niệm, phải chủ động tìm ra điểm thiếu sót của mình, như vậy công việc của khu khai phát mới tiến thêm một bước nữa. Lý Đại Phú có chút khâm phục dũng khí cùng quyết đoán của Triệu Quốc Đống. Đúng như hắn nói, hắn mới nhận chức, nhất là Hoàng Lăng bị bắt thì càng cần ổn định cục diện chính trị, đoàn kết cán bộ, về các chuyện khác có thể để chậm lại. Hắn khi đi kiểm tra mấy quận, huyện vẫn giữ quy củ, chỉ có mỗi ở khu khai phát là khác, điều này khiến Lý Đại Phú không đoán ra tác phong của Triệu Quốc Đống. Đại Phú, tôi thấy sau khi Đại hội Đảng tỉnh kết thúc anh cần cân nhắc tổ chức hội nghị kinh tế công nghiệp toàn thị xã. Yêu cầu văn phòng thị ủy mở rộng ý của tôi với ban quản lý khu khai phát ra các quận, huyện, làm cho các quận, huyện kiểm tra trụ cột sản xuất công nghiệp của mình, đưa ra bản phân tích báo cáo và dự đoán trong tương lai, sau đó do từng quận, huyện lên tiếng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Văn phòng thị ủy cũng cần kết nối tốt với văn phòng ủy ban, phòng nghiên cứu chính sách phải đưa ra phân tích tình hình sản xuất công nghiệp của từng quận, huyện. Tôi đề nghị có thể mời một vài chuyên gia trên tỉnh xuống đánh giá một chút. Ý này tôi về sẽ trao đổi với thị trưởng Trung Dược Quân, đến lúc đó bên ủy ban thị xã còn mời anh chủ trì. Lý Đại Phú gật đầu, xem ra vị bí thư thị ủy này đúng là muốn làm việc thật lòng. Nhìn hắn có lẽ còn có hùng tâm hơn Hoàng Lăng. Hoàng Lăng là người quyết đoán nhưng ánh mắt kém Triệu Quốc Đống này. Triệu Quốc Đống thật sự cảm nhận rõ Ninh Lăng chênh lệch với các nơi phát triển khác ở trong tỉnh. Mặc dù mấy năm trước Ninh Lăng phát triển với tốc độ nhanh nhưng so sánh với mấy thành phố, thị xã xếp top 5 thì Ninh Lăng vẫn còn có chướng ngại khó có thể vượt qua. Chỉ riêng lực lượng giáo dục nghiên cứu khoa học, Ninh Lăng thậm chí còn không bằng 1/3, 1/5 của Miên Châu, Kiến Dương cùng Hoài Khánh. Ngoài một trường trung cấp sư phạm ở Ninh Lăng ra thì không có trường trung cấp, cao đẳng nào cả, không có một viện nghiên cứu khoa học nào hết. Chỉ riêng điểm này đã khiến sức cạnh tranh của Ninh Lăng giảm 2 bậc. Đây là chênh lệch làm anh muốn cũng không thể thay đổi. Mà chênh lệch này không phải mấy năm, thậm chí chục năm là không thể bù đắp được. Cho nên một thành thị muốn phát triển còn cần đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không phục. Thiên thời, Ninh Lăng miễn cưỡng chiếm, kinh tế Trung Quốc sắp tới sẽ có 6-7 năm tăng trưởng nhanh. Chính sách quốc gia cũng nghiêng về khu vực Trung Tây. Đương nhiên ưu thế này các nơi khác trong tỉnh đều có, nhưng Triệu Quốc Đống tin có thể nắm bắt tốt. Địa lợi, chính mình cũng không thiếu. Hắn làm việc ở Ninh Lăng gần 4 năm, Hoa Lâm, Tây Giang cùng khu khai phát đều là nơi hắn từng chiến đấu. Mà sau khi hắn rời đi, Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy cũng đã tạo trụ cột khá tốt. Hơn nữa mấy năm qua phương tiện trụ cột của Ninh Lăng được cải thiện nhiều, nhất là đường sắt và cảng Ninh Lăng được xây dựng xong, hơn nữa còn có cao tốc An Tương chạy ngang qua, đó sẽ là thứ để kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh chóng. Vậy vấn đề quan trọng nhất là nhân hào. Nếu như bộ máy thị xã, quận, huyện đồng tâm hiệp lực vào một mục tiêu chung, chẳng lẽ Ninh Lăng không thể thay đổi sao?
đương nhiên ý tưởng này mới chỉ có thể nằm trong đầu hắn. Để tạo ra thâm quyến mới là không thực tế, nhưng hắn có ưu thế về trí nhớ tương lai, hắn sẽ tạo ra một đô thị khác hẳn. Quốc Đống, cảm thấy sao? Tương Uẩn Hoa lần này dẫn đoàn thị xã mình tới tham quan học hỏi Ninh Lăng. Đây là lần đầu Triệu Quốc Đống đón tiếp đoàn đại biểu thị xã anh em trên cương vị bí thư thị ủy. Buổi sáng lãnh đạo hai thị xã ngồi nói chuyện ở phòng hội nghị ủy ban thị xã, sau đó đến khu khai phát Ninh Lăng, chiều Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cùng đi với bí thư thị ủy Tương Uẩn Hoa, thị trường Mễ Phái, thông thành đến Ninh Lăng. Sau khi đi khảo sát xong, Trung Dược Quân và đoàn đại biểu bên thông thành đi ngâm suối nước nóng Kỳ Lân Quan. Tương Uẩn Hoa lấy lý do hơi mệt nên không đi, Triệu Quốc Đống cũng ở lại cùng Tương Uẩn Hoa. Một lời khó nói hết. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bí thư Tương, đúng là không ngồi trên vị trí này thì không biết, ngồi lên mới thấy nó ấm như thế nào. Ha ha, cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được sự ngọt bùi cay đắng của cái chức vụ này, không phải luôn thấy làm phó bị người khác quản sao? Không phải suốt ngày thấy bị nghẹn trong lòng sao? Bây giờ thì hay rồi, cậu nắm quyền to, có thể nói muốn làm gì thì làm. Tôi muốn xem cậu làm như thế nào để đạt thành tích, sau đó tôi tới học tập. Tương Uẩn Hoa cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống cười cười không nói gì. Tương Uẩn Hoa khác với hắn, làm hết khóa này Tương Uẩn Hoa sẽ không thể tiếp tục ở lại thông thành, hình như đang cố cạnh tranh chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc trên tỉnh. Quyển 13, chương 28. Quốc Đống, làm bí thư thị ủy và thị trưởng là khác nhau, làm như thế nào còn cần cậu tự thích ứng. Cậu chưa làm phó bí thư nên thiếu nhiều kinh nghiệm, đương nhiên cậu cũng có ưu thế của mình. Tương Uẩn Hoa nói. Bí thư Tương, ngài có phải hết khóa này sẽ rời khỏi thông thành? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và thấy nên hỏi thẳng thì hơn. Nếu không Tương Uẩn Hoa biết mình đã biết còn che đậy thì lại phản tác dụng. Ừ, tôi còn tưởng cậu ngậm miệng không nói chuyện này nữa chứ. Tương Uẩn Hoa cười ha hả nói. Rời khỏi thông thành là tất nhiên, tôi tuổi không còn nhỏ. Làm hết khóa này tôi thấy mình không làm tỉnh ủy thất vọng, không làm dân chúng thông thành thất vọng. Mặc dù thành tích chưa được quá tốt nhưng tôi đã cố hết sức. Về phần sau đây như thế nào sẽ do tỉnh ủy bố trí. Triệu Quốc Đống cũng biết tuổi của Tương Uẩn Hoa không thích hợp ở địa phương nữa. Nhưng nghe nói bí thư thị ủy Tân Châu, Tôn Nghĩa Phu cũng đang cạnh tranh chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nếu có thể ngồi trên chức này 2 năm. Không chừng có thể chuyển sang làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh để làm rồi về hưu. Nghe nói bí thư Tôn Tân Châu cũng cạnh tranh chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Ồ, lão Tôn còn hơn tôi 2-3 tuổi nên càng gấp hơn. Tương Uẩn Hoa cười cười nhưng từ chối cho ý kiến. Không nói chuyện của tôi, tỉnh ủy tự có bố trí. Cậu thì sao, về Ninh Lăng thì vợ cậu không ý kiến gì sao? Việc này anh cũng biết đó. Nhược Đồng làm ở nước ngoài nên một năm có thể về mấy lần. Tôi ở đâu cũng không quá quan trọng đối với cô ấy. Triệu Quốc Đống không quá để ý nói. Hừ, vợ cậu không ở đây thì cuộc sống gia đình giải quyết như thế nào? Tương Uẩn Hoa nhắc. Quốc Đống, vị trí của cậu bây giờ đã khác, rất nhiều người chú ý tới cậu. Lúc còn trẻ phong lưu một chút thì tôi không nói, nhưng bây giờ cậu phải thu mình lại chút đi. Thấy Triệu Quốc Đống định giải thích, Tương Uẩn Hoa xua tay chặn lại. Cậu mới 30, vẫn còn trẻ, quanh năm suốt tháng trong nhà không có một người phụ nữ thì trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, có chuyện chỉ là sớm muộn. Nếu vợ cậu vì công việc không về được thì cậu càng phải cẩn thận. Cái khác tôi không nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu không nhịn được thì phải có lựa chọn, đừng tạo sóng gió gì ở Ninh Lăng này. Tuy thời này vấn đề tác phong không phải vấn đề, nhưng còn trẻ như vậy mà bị người nắm được nhược điểm về vấn đề này, hoặc có người muốn làm thối cậu không phải có lý do sao. Tương Uẩn Hoa cũng mơ hồ biết lời đồn đại về Triệu Quốc Đống ở điểm này. Nữ MC đài truyền hình Hoa Lâm trước có quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống, nhưng lúc ấy Triệu Quốc Đống chưa kết hôn nên không ai có thể nói gì. Sau đó người phụ nữ kia đã lên Ando, Tương Uẩn Hoa biết đối phương vẫn còn quan hệ với Triệu Quốc Đống, nhưng chỉ cần không ở Ninh Lăng là được rồi. Triệu Quốc Đống biết Tương Uẩn Hoa đây là suy nghĩ cho mình nên mới nói vậy. Mặc dù không nói rõ ràng nhưng Triệu Quốc Đống biết đó là nhắc mình cần cẩn thận. Đời có người vừa làm thầy vừa làm bạn như Tương Uẩn Hoa đúng là quá vui mừng. Phụ nữ đúng là một vấn đề với hắn, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận sự nghiêm trọng của việc này. Chẳng qua sau khi chút nữa bị Khổng Kính Nguyên theo dõi túm chúng nhược điểm nên hắn rất chú ý ở điểm này. Bình thường về Ando đến chỗ mấy người phụ nữ kia hắn đều đi vòng quanh nội thành vài vòng xem có ai theo dõi không.
sau đó không quan tâm có phát hiện cái đuôi nào thì hắn đều đột nhiên chạy ra vành đai hai hoặc là lên cầu rồi quay đầu chạy, cuối cùng là tăng tốc. Đương nhiên cách này chỉ đối phó được nhân vật bình thường, nếu gặp phải nhân viên chuyên nghiệp thì khó nói. Nhưng ít ra bây giờ Triệu Quốc Đống cho rằng chưa ai cần đối phó mình. Còn về phần vài năm nữa thì không rõ. Bây giờ công việc đã sang Thụy Sĩ, khí hậu bên đó rất tốt. Nhưng cô cũng đã tìm một bảo mẫu đáng tin bên Hong Kong đi theo chăm sóc cho mình. Hắn bây giờ chỉ có thể gọi điện nói chuyện với cô. Mặc dù vấn đề phụ nữ có thể mang không ít phiền phức cho hắn, nhưng Triệu Quốc Đống không hề hối hận. Làm việc tu thân là tốt, khống chế được nửa người bên dưới cũng tốt. Chẳng qua đâu phải ai cũng làm được như vậy. Hơn nữa tự bản thân Triệu Quốc Đống nhận mình không thể không bị nữ sắc hấp dẫn. Hắn cũng không muốn cố đi làm như vậy cho mệt mỏi. Trọng trách trên vai hắn bây giờ đã quá nặng, hắn không thể lúc nào cũng biến mình thành hoàn hảo, có vài điểm tùy ý, phóng túng coi như thả lỏng mình. Hoàng Côn một mình đứng ở hành lang hút thuốc và nhìn chằm chằm vào khu vườn trước mặt. Y không đi tiếp Trung Dược Quân mà bảo Đường Diệu Văn ra mặt. Y vốn nghĩ mình có thể ngồi trên chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm đến sang năm, đợi hai hội nghị của thị xã tổ chức rồi tìm chức phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã, hoặc kém lắm cũng là phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã mà ngồi, coi như tiến lên hàng cấp phó giám đốc sở. Đây vốn không phải yêu cầu quá đáng gì, nguyên bí thư huyện ủy La Đại Hải không phải cũng lên làm được phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã sao? Tuy nói lúc ấy là có cơ hội nhưng thành tích của mình bây giờ cũng không kém La Đại Hải mà. Nhưng Triệu Quốc Đống đến là dấu hiệu không tốt, bây giờ Hoàng Côn cảm thấy mình ngay cả thành phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã cũng là hy vọng xa vời. Mặc dù đây là lần thứ hai Triệu Quốc Đống tới Hoa Lâm trên cương vị bí thư thị ủy nhưng hắn không có cho Hoàng Côn bao nhiêu cơ hội giải thích, thậm chí nói chuyện một mình. Chẳng lẽ hắn lên làm bí thư thị ủy mà vẫn còn hẹp hòi như vậy? Chuyện mấy năm trước vẫn nhớ sao? Câu có thù tất báo là điều Hoàng Côn luôn suy nghĩ nhưng lại bất đắc dĩ. Lữ An Bang thậm chí còn biết cái gì bỏ hay cầm hơn cả Hoàng Côn. Chẳng qua Hoàng Côn muốn chức phó giám đốc sở. Hoàng Côn cười cười tự giễu, không biết Trần Đại Lực bây giờ có phải như kiến bò trên chảo hay không. Triệu Quốc Đống không đi ngâm suối nước nóng mà ở lại nói chuyện với Tương Uẩn Hoa. Lúc Tương Uẩn Hoa đi ra thì thấy Hoàng Côn đang đứng một mình hút thuốc trên hành lang. Ân oán giữa Triệu Quốc Đống và Hoàng Côn, Tương Uẩn Hoa cũng biết. Nhưng trong mấy năm Hoàng Côn làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm, kinh tế Hoa Lâm vẫn phát triển khá nhanh, chỉ kém hơn khu khai phát. Anh nói Hoàng Côn dập khuôn cũng được, không có sáng tạo cũng được, Đường Diệu Văn giỏi cũng được. Nhưng nếu bí thư huyện ủy không có năng lực thì dù bên ủy ban huyện có cố gắng đến đâu thì cũng không thể làm tốt được. Chỉ bằng điểm này cho thấy Hoàng Côn còn có năng lực, ít nhất hắn thành công khống chế cục diện huyện. Lão Hoàng, vào ngồi một chút, đứng đây một mình làm gì? Bí thư Tương, ngài và bí thư Triệu đã lâu không gặp nên có nhiều việc cần nói chuyện, tôi sao dám làm phiền? Tôi và cậu ta hay gọi điện, có bao chuyện cần nói chứ? Đi, vào nói chuyện. Tương Uẩn Hoa kéo Hoàng Côn đi vào trong. Thấy Tương Uẩn Hoa sau khi đi nhà vệ sinh còn kéo một người vào, Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy là Hoàng Côn nên có chút kinh ngạc, đồng thời hắn cũng hiểu ra đôi chút. Lão Hoàng! Vào ngồi đi, tôi đang tìm cơ hội nói chuyện với anh. Lần trước tôi tới Hoa Lâm mà không có cơ hội. Trước đó Tương Uẩn Hoa còn nói chuyện với hắn về việc huyện Hoa Lâm và Hoàng Côn. Triệu Quốc Đống cũng đang suy nghĩ. Ân oán giữa hắn và Hoàng Côn thì nhiều người ở Ninh Lăng biết, trong hội nghị thường ủy lần trước hắn đã cản đường Lữ An Bang, tát mạnh vào mặt Hoàng Côn. Nhưng bây giờ hắn đã làm bí thư thị ủy, ân oán đó có phải nên kết thúc không? Quyển 13, chương 29. Hai chiếc xe chở đại biểu Ninh Lăng đúng 5 giờ chiều có mặt ở khảo sát Bích Hồ, nơi tiếp đón của Đại hội Đảng tỉnh lần 9. Đây là khách sạn mới mở chưa lâu. Triệu Quốc Đống yêu cầu đại biểu các quận, huyện phải đi cùng xe của thị xã, không được đi xe riêng, đương nhiên chỉ cần đến nơi đăng ký là đủ, sau đó mọi người muốn đi đâu thì đi. Ninh Lăng có 6 huyện, 2 quận, 1 thị xã chia làm 9 tổ, còn các ban ngành thuộc xã và công ty trực thuộc, khu khai phát chia làm 4 tổ, tổng cộng 13 tổ. Theo yêu cầu của tỉnh ủy và ý kiến của Triệu Quốc Đống, đại biểu chủ yếu là nhân vật ưu tú ở các ngành nghề và cuộc sống. Từng quận, huyện ngoài bí thư ra còn có 2 hoặc 3 bí thư ưu tú ở xã, thị trấn. Lam Sơn, Ninh Lăng được bố trí ở khách sạn Bích Hồ này. Tiêu Phượng Minh đang bố trí các tổ trưởng đi nhận đồ sinh hoạt, Triệu Quốc Đống lại cùng Trung Dược Quân đứng thảo luận về bố trí thời gian của đại hội đảng.
Lúc này ở bên ngoài có hai chiếc xe tiến vào, một loạt người đi tới. Mặc dù sảnh khá rộng nhưng nhiều người tiến vào như vậy làm nơi đây trông khá lộn xộn. Nhân viên phục vụ ở khách sạn có lẽ do mới mở nên chưa có mấy kinh nghiệm, bọn họ trông khá luống cuống. Triệu Quốc Đống nhìn cái là nhận ra Kỳ Dư Hồng đang đi tới. Đây là đoàn đại biểu thành phố Lam Sơn. Bí thư Kỳ. Ồ, bí thư Quốc Đống đã tới rồi sao? Kỳ Dư Hồng đúng là không quen với thân phận hiện nay của Quốc Đống. Hai chữ bí thư thêm vào khá gượng ép. Ninh Lăng xa một chút mà lại đến sớm hơn chúng tôi. Ha ha, chim chậm phải bay trước, đường xa đi trước mà. Triệu Quốc Đống bắt tay Kỳ Dư Hồng và rất nhiệt tình nói. Bí thư Kỳ, mấy ngày này chúng ta ở cùng khách sạn, coi như hàng xóm. Nhìn sảnh hơi lộn xộn, Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói. Tỉnh bố trí như thế nào mà lại chọn nơi này? Khách sạn này xem ra mới khai trương chưa lâu nên không có kinh nghiệm. Triệu Quốc Đống cũng có thể nhận ra điều này. Sau khi đại biểu Lam Sơn tiến vào thấy đại biểu Ninh Lăng tới trước nên cũng vội vàng đi nhận đồ. Phượng Minh, anh bố trí một chút bảo người chúng ta tập trung sang bên kia đăng ký, bên này nhường Lam Sơn, mọi người thông cảm nhau một chút. Triệu Quốc Đống nói với Tiêu Phượng Minh. Được. Tiêu Phượng Minh nghe lời gọi người Ninh Lăng tránh sang bên. Hai cô gái ở văn phòng tỉnh ủy đến hỗ trợ có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống, không biết Triệu Quốc Đống là ai nhưng bọn họ biết người vừa được gọi là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ninh Lăng, có thể nói với giọng điệu như vậy, hắn là ai? Kỳ Dư Hồng không khỏi thầm than về Triệu Quốc Đống. Sự trưởng thành của hắn có thể nói là quá nhanh. 7 năm từ một phó chủ tịch huyện trở thành bí thư thị ủy, nếu không biết lịch trình trưởng thành của hắn thì ai cũng sẽ cho rằng gia đình hắn có lai lịch rất lớn. 4 năm trước hắn còn là bí thư huyện ủy phấn đấu vì thường vụ thị ủy, bây giờ đã là bí thư thị ủy ngang hàng với mình. Ăn tối xong, không ít đại biểu đi dạo quanh tỉnh thành, mọi người gọi nhau đi bộ, hoặc là lén lút ra khách sạn đi một vòng rồi có lái xe đến đón. Đương nhiên cũng có người ngại trời nóng, hơn nữa ban chiều ngồi xe mấy tiếng nên ở trong phòng nghỉ. Triệu Quốc Đống cũng nhân cơ hội này cùng đi với Tiêu Phượng Minh đến các tổ xem đại biểu làm gì, có đại biểu ở phòng liền ngồi nói chuyện vài câu, hỏi tình hình ở đơn vị. Triệu Quốc Đống đến từng phòng khoảng 5 phút, nói vài câu thế là mất một tiếng. Phượng Minh, xem ra tâm trạng các đại biểu khá thư thái, chúng ta hình như lo hơi thừa. Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Các đại biểu mặc dù không thể nói tuyệt đối đại biểu ý dân nhưng ít nhất cũng có thể có một phần. Đúng thế, Bí thư Triệu, các cán bộ ở quận, huyện có tố chất khá cao, cũng không quá mẫn cảm với chuyện ở thị xã. Bọn họ quan tâm tới lợi ích thiết thực đối với mình hơn. Tiêu Phượng Minh có chút đổ mồ hôi, đi một vòng và lúc nào cũng phải phối hợp hỏi đúng là không dễ dàng gì. Đây là điều rất bình thường, đại biểu cơ sở chính là có thể phản ánh vấn đề hiện thực, đáng để chúng ta chú trọng. Nhưng ý kiến của cơ sở còn cần phải tổng hợp, tìm quy luật chung, tìm ra vấn đề bọn họ quan tâm nhất. Chúng ta phát triển kinh tế nhằm mục đích gì, còn không phải là giải quyết các nhu cầu cấp bách của dân chúng sao? Ví dụ như vấn đề tăng thu nhập, hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, mấy vấn đề này lúc nào cũng cần giải quyết nhưng giai đoạn nào trọng điểm cái gì thì chúng ta cần phải suy xét. Triệu Quốc Đống gật đầu vừa đi vừa nói. Tiêu Phượng Minh khẽ gật đầu. Gần tháng qua, Tiêu Phượng Minh cũng dần tìm ra được tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống. Chỉ một câu đơn giản, y cảm thấy Triệu Quốc Đống không quá so đo chi tiết, chủ yếu nhìn vào trung tâm của vấn đề. Lấy ví dụ một việc nếu như hắn thấy có lợi cho công việc sẽ yêu cầu đẩy nhanh, mặc dù có lực cản cũng sẽ tìm mọi cách bài trừ đến khi đạt mục đích mới thôi. Về phần anh dùng biện pháp gì thì hắn không hỏi, theo hắn thấy đó là vấn đề của người chấp hành, anh không làm tốt là năng lực của anh có hạn. Đương nhiên hắn cũng sẽ tính tới điều kiện khách quan, nhưng hắn yêu cầu người chấp hành phải có tính năng động. Nói cách khác, Triệu Quốc Đống yêu cầu lãnh đạo có năng lực rất cao, nhưng cũng có can đảm ủy quyền cho cán bộ hắn tin. Đây một phần do hắn còn trẻ, lý lịch chưa đủ nhưng vẫn tạo được uy tín, sức ảnh hưởng ở Hoa Lâm, Tây Giang, thậm chí là Ninh Lăng không thua kém bất cứ lãnh đạo làm nhiều năm. Bởi vì hắn dám quyết định, dám ủy quyền, dám chịu trách nhiệm nên đã tạo thành uy tín của hắn. Nhìn Ngụy Hiểu Lam và Quế Toàn Hữu xem, còn cả trưởng ban thư ký thị ủy Tăng Lệnh Thuần sắp nhận chức, cùng với Mạc Vinh vốn là một trong bát đại kim cương của Trương Thiệu Văn trước đây đều đang làm rất tốt. Qua đó có thể thấy được tác phong làm việc của hắn. Đi theo lãnh đạo như vậy nếu là cán bộ chỉ ngồi lấy kinh nghiệm đó chính là khổ sở. Nhưng với người có năng lực, thích biểu hiện mình thì mặc dù anh có khuyết điểm, tên Triệu Quốc Đống này cũng có thể bỏ qua cho khuyết điểm của anh.
vật họp theo loài, người chia theo thành phần. Phượng Minh, lịch sử giao cho chúng ta trách nhiệm và cơ hội, chúng ta có trách nhiệm và nhiệm vụ dẫn dắt hơn 5 triệu cán bộ, quần chúng Ninh Lăng tiến về phía trước. Mà muốn được như vậy thì nhân tài chính là quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống không quá để ý đến Tiêu Phượng Minh đang suy nghĩ đến câu trước của mình, hắn vẫn tiếp tục nói. Từ nhân tài có hàm nghĩa rất rộng, tôi nói không đơn thuần về nhân viên kinh doanh của các công ty, người nghiên cứu khoa học. Còn có cả cán bộ giỏi công tác trong đảng ủy, chính quyền. Những người này cũng cần có nhân tài. Anh phải tìm được những cán bộ xuất sắc trong phần đông cán bộ, anh cũng cần có đôi mắt sắc sảo nhận ra ai là kẻ chỉ mong lên chức rồi đục khoét của dân. Tiêu Phượng Minh hơi căng thẳng, y biết rõ đây là Triệu Quốc Đống đưa nguyên tắc dùng cán bộ của hắn nói với mình. Quyển 13, chương 30. Triệu Quốc Đống lẳng lặng đợi, chuyện gì mà Vương Phủ Mỹ khó mở miệng đến như vậy? Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ đoán ra được một chút. Mỹ ca, có phải vấn đề phụ nữ không? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Băng tỷ biết rồi sao? Vương Phủ Mỹ có chút giật mình khi Triệu Quốc Đống một lời đã đoán trúng. Một lúc sau y mới nói. Mẹ kiếp Quốc Đống, chú là CIA hay FBI vậy, chuyện gì chú cũng biết. Chẳng lẽ chuyện trên giường của anh và chị chú cũng biết? Chuyện đó của anh và băng tỷ thì em nhất định không biết, nhưng em có lẽ cũng đoán được anh và cô gái kia nhất định không muốn rời nhau hả? Triệu Quốc Đống trừng mắt nói. Nói đi, là tiên nữ nào có thể kéo Mỹ ca xuống nước vậy? Vương Phủ Mỹ lúc này mới cắn răng nói ra thiên tình sử của y. Tiếp viên hàng không hãng An Hàng, xinh đẹp, mẹ nó chứ, Triệu Quốc Đống không khỏi nhớ đến mấy bộ phim Nhật Bản về nữ tiếp viên hàng không. Chẳng lẽ Mỹ ca thích loại này? Nếu không được thì thuê con bé nào đó mặc đồ tiếp viên hàng không là ổn mà. Nữ tiếp viên hàng không nghe thì hay nhưng cái câu tiếp viên hơi giống với gái làng chơi. Cô gái đó bao tuổi rồi? Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Nhỏ hơn chú mấy tuổi, 27. Vương Phủ Mỹ vùi đầu vào mặt, theo Triệu Quốc Đống thấy đây là đối phương có tâm trạng khó chịu, muốn đối mặt cũng khó, muốn tránh cũng khó, ai bảo thân phận của Vương Phủ Mỹ không bình thường. 27. Mỹ ca này đúng là biết chọn, nhỏ hơn mình 16, 17 tuổi, cũng may chưa đến mức trâu già gặm cỏ non. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút, từ độ tuổi của cô gái này hắn cũng có thể đại khái hiểu ra suy nghĩ của Vương Phủ Mỹ. Nếu là cô gái 22, 23 thì Vương Phủ Mỹ có thể nói rõ nỗi khổ, bù đắp một chút là giải quyết được. Nếu trên 30 thì nhất định có mục đích gì đó, nếu không là vì tiền, hoặc là muốn chức vợ thị trường, như vậy có thể nghĩ biện pháp khác. Mỹ ca, anh định làm như thế nào? Triệu Quốc Đống cũng không muốn an ủi mà trực tiếp nói. Không biết. Triệu Quốc Đống thấy cũng bình thường, việc này ai trong cuộc cũng đâu dễ tìm biện pháp. Mỹ ca, anh dù sao cũng phải có suy nghĩ sơ bộ gì đó chứ. Anh cứ định để cô gái đó làm tình nhân của mình mãi sao? Hay là cô ta chỉ thích quan hệ tình nhân với anh? Đừng có nói anh muốn chia tay băng tỷ rồi tìm mùa xuân thứ hai đó. Vương Phủ Mỹ đúng là không biết nên trả lời sao với câu nói đầy châm chọc của hắn. Đối phương có vẻ cân nhắc ra gì đó nên mới nửa đùa nửa thật nhắc mình. Chơi có thể nhưng đừng có vượt quá mấu chốt. Quốc Đống, chú muốn nghe anh nói như thế nào? Vương Phủ Mỹ hỏi lại. Triệu Quốc Đống ngẩn ra nói. Mỹ ca, anh đừng nghĩ em nói đùa, anh không chơi nổi đâu. Quốc Đống, có một số việc thật sự đơn giản như chúng ta nghĩ sao? Vương Phủ Mỹ thở dài một tiếng nói. Cũng không phức tạp như chú nghĩ, anh chỉ là nói có một số việc lún quá sâu nên khó tự rút ra được. Khó rút ra, khó kìm lòng hay muốn ngừng cũng không được. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Chú nghĩ thế nào cũng được, bây giờ anh không nghĩ đến việc ly hôn nhưng Lâm Băng, ôi! Vương Phủ Mỹ lắc đầu nói. Băng tỷ muốn ly hôn với anh, cô gái kia lại muốn kết hôn. Triệu Quốc Đống đã dần bình tĩnh lạ, chuyện Vương Phủ Mỹ phức tạp còn hơn hắn nghĩ. Nếu bản thân Vương Phủ Mỹ đã lún sâu vào lưới tình thì không thể trách được ai. Không biết, có lẽ vậy, bây giờ còn chưa lộ ra nhưng chuyện này rất khó nói. Vương Phủ Mỹ nhún vai rồi cầm chén lên uống cạn. Vậy anh định làm như thế nào? Triệu Quốc Đống hỏi. Không biết. Vương Phủ Mỹ vẫn trả lời như trước. Mỹ ca, em nhắc anh một câu là phải suy nghĩ rất cẩn thận rồi hãy làm. Em không muốn đánh giá tình cảm của anh và cô gái tiếp viên hàng không kia là thật hay giả. Nhưng em phải nhắc anh thân phận của anh bây giờ đã khác, điều anh thấy chưa chắc là thật. Triệu Quốc Đống suy nghĩ kỹ rồi nói. Quốc Đống,
chú nghĩ đầu óc anh đơn giản đến mức không thấy mấy việc này sao? Vương Phủ Mỹ cười khổ một tiếng. Anh rõ mình mà, cũng biết vị trí của mình bây giờ nhưng rất nhiều chuyện không như chú nghĩ. Được rồi, em không nói gì về việc này nữa. Triệu Quốc Đống giơ tay nói việc khác. Nếu thật sự muốn, thật sự muốn ở bên nữ tiếp viên hàng không kia cả đời, anh không thể không đối mặt với việc tương lai chính trị của mình dừng lại, thậm chí bị phá hủy, điểm này em nghĩ anh không phải không nghĩ ra. Anh định hóa giải như thế nào? Triệu Quốc Đống rất lý trí tránh việc tranh chấp chuyện tình cảm với Vương Phủ Mỹ. Hắn muốn làm là nhắc nhở đối phương mà thôi. Vương Phủ Mỹ không phải là người vì tình cảm mà dám vứt đi mọi thứ. Hắn tin Vương Phủ Mỹ tìm mình nói chuyện thì có lẽ cũng chính là muốn phá giải việc này. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, chuyện tình cảm của hắn đang yên bình nhưng nó kéo dài được bao lâu thì hắn không biết. Anh nếu có biện pháp thì còn cần nói chuyện với chú sao? Vương Phủ Mỹ nói. Vậy anh và cô gái kia đến mức nào, tình cảm và thể xác đó? Triệu Quốc Đống hỏi. Tình cảm thì anh thấy mình về một bến đỗ mới, có thể để anh được nghỉ ngơi, có thể ngủ ngon lành. Về phần thể xác thì đối với hai người trưởng thành thì chú nói điều này rất quan trọng sao? Vương Phủ Mỹ nói với giọng chất vấn. Đương nhiên, tình cảm hòa hợp là một chuyện, em nghĩ anh và băng tỷ vốn cũng hòa hợp mà. Còn về thể xác hai người có thể hoàn toàn hòa hợp không? Đây là điểm mấu chốt để xem quan hệ hai người duy trì được bao lâu. Chồng già vợ trẻ không phải không được nhưng có một điểm rất quan trọng mà nhiều người bỏ qua không để ý, đó là cuộc sống vợ chồng không hòa hợp. Nhiều cặp chồng già vợ trẻ trước còn tốt, đó là khi sức người đàn ông vẫn còn khỏe, cho nên mới làm quan hệ vợ chồng hòa thuận. Nhưng nếu người đàn ông không khỏe thì sao? Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Anh hy vọng em đưa ra biện pháp và đề nghị, em đây đương nhiên muốn biết rõ tình hình. Bây giờ em là bác sĩ của anh đừng có giấu giếm. Vương Phủ Mỹ trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, chẳng qua hắn lại không thèm để ý. Tốt, tốt, chỉ đơn giản như vậy, vài ngày lần hay thích thì làm. Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt nói. Cô ta có yêu cầu đặc biệt gì với anh không, bình thường có hài lòng không? Đủ rồi Quốc Đống, chú đừng có ra vẻ với anh đi. Vương Phủ Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói tới đây thì Triệu Quốc Đống đã vội vàng dừng lại. Mỹ ca, em cũng không nói nhiều mà chỉ nói một câu thôi. Nếu anh không xác định thì em đề nghị anh quan sát thêm một thời gian nữa. Nếu cô gái đó thật sự yêu anh mà anh cũng không có thuốc chữa hết yêu cô ta, như vậy chờ một thời gian nữa, thậm chí tách ra một thời gian cũng tốt, cho cả hai tỉnh táo lại mà suy nghĩ. Em nghĩ nó sẽ cho hai người không gian riêng để phân tích, suy nghĩ cho đối phương. Như vậy có lẽ giúp cả hai phán đoán khách quan tình cảm của mình. Anh thấy sao? Vương Phủ Mỹ im lặng không nói. Mỹ ca, em đây là thực sự suy nghĩ cho anh, cũng suy nghĩ cho cô gái kia. Nếu tình cảm cả hai đạt trình độ đó, em nghĩ không ai có thể nói gì với đề nghị của em. Còn băng tỷ thì em nghĩ cũng là người hiểu biết, cũng sẽ có sự lựa chọn lý trí. Em chỉ lo anh và cô gái kia xúc động nhất thời nên. Triệu Quốc Đống chưa nói xong, Vương Phủ Mỹ đã cắt ngang. Quốc Đống, chú nói thật lòng xem nếu chú là anh thì chú sẽ làm như thế nào. Em không thể nào là anh, tình hình của anh và em khác nhau cho nên chỉ có thể do chính anh làm ra, em chỉ phân tích rồi đưa ra sự lựa chọn có thể nói là lý trí nhất. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vương Phủ Mỹ gật đầu nói. Anh biết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 13, chương 31. 9 giờ sáng có cuộc họp. Có lẽ là lãnh đạo tỉnh sẽ đưa ra mấy yêu cầu cơ bản trong đại hội đảng, Triệu Quốc Đống thầm nghĩ trong 14 thành phố, thị xã của tỉnh thì có lẽ không phải hắn là người đầu tiên tham gia hội nghị. Chỉ cần mang theo tai và sổ đi là đủ, điều cần chuẩn bị cũng đã được chuẩn bị. 10 giờ 30 cũng tổ chức cuộc họp đoàn đại biểu, thời gian không dài nhưng trình tự vẫn phải tiến hành, nội dung cũng là theo quy định. Triệu Quốc Đống mặc dù là lần đầu tham gia đại hội đảng nhưng cũng không e ngại. Anh ngồi ở vị trí này thì không cần phải lo mình mắc sai lầm gì. Mấy việc theo quy định này chỉ cần anh nói 2-3 câu là xong, các đại biểu sẽ cảm thấy anh ăn nói lưu loát, phong cách đơn giản. Nếu anh nói một tràng dài nhấn mạnh yêu cầu kỷ luật, các đại biểu có lẽ sẽ cảm thấy anh coi trọng cao độ về đại hội đảng. Nói tóm lại anh làm thế nào cũng được. Hội nghị buổi chiều có vẻ quan trọng hơn, đó là hội nghị chủ bị cho đại hội đảng, các thành viên đoàn chủ tịch đều phải tham gia. Theo trình tự là muốn thông qua danh sách ủy viên, thông qua đoàn chủ tịch và trưởng ban thư ký trình lên hội nghị, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy cũng phải tham gia.
Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu cũng nhất định có lời cần phát biểu. Ngày hôm nay có rất nhiều lịch trình, nhìn qua thì thấy không ít nhưng đều là theo quy định. Cuộc hội nghị đoàn đại biểu kết thúc, Triệu Quốc Đống liền đi theo Qua Tĩnh rồi chọn một nơi thích hợp gọi đối phương lại. Qua Tĩnh thấy Triệu Quốc Đống gọi mình lại thì biết là việc gì. Vì thế chỉ nói sau đại hội đảng sẽ diễn ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Tăng Lệnh Thuần vào thường vụ cũng sẽ được phê duyệt. Tỉnh ủy coi như không ai có ý kiến gì. Triệu Quốc Đống nhận được tin này là đủ để hắn hài lòng. Hắn cũng không muốn làm phiền Qua Tĩnh mãi ở việc này, nhưng Tăng Lệnh Thuần vẫn chưa được quyết định làm thường vụ thì chức trưởng ban thư ký thị ủy sẽ không tiện ngồi. Một trưởng ban thư ký không phải thường vụ thì đừng nói là Tăng Lệnh Thuần không thích hợp, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng khó chịu. Trên thực tế đại hội đảng lần 9 chỉ là sân khấu thể hiện bộ máy mới của tỉnh ủy An Nguyên lấy Ứng Đông Lưu làm trung tâm. Ứng Đông Lưu khi tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy đã có ý điều chỉnh phương hướng công việc của mình. Triệu Quốc Đống vẫn một mực cẩn thận quan sát từng biến hóa rất nhỏ của Ứng Đông Lưu. Y từ chú ý sự nghiệp dân sinh xã hội chuyển sang chú ý phát triển kinh tế. Đây là thân phận thay đổi khiến Ứng Đông Lưu cũng thay đổi quan niệm, hay là vì thích ứng với vị trí nên Ứng Đông Lưu không thể không thay đổi. Triệu Quốc Đống cảm thấy về sau chiếm đa số. Mấy tháng qua Ứng Đông Lưu dù đi khảo sát nơi nào vừa mở miệng đều nói đến GDP, thu nhập bình quân, đầu tư vào tài sản cố định, nếu không chính là mức độ tăng trưởng thu tài chính, đến đâu đều chọn xem vài công ty ở đó. Nhưng Triệu Quốc Đống khi nói chuyện thì thấy Ứng Đông Lưu rất hứng thú với chỉ số hạnh phúc mà mình nói. Không có bí thư tỉnh ủy nào dám nói mình không coi trọng phát triển kinh tế, dù cho thể hiện công bằng khách quan cũng tạo thành hiểu lầm. Hiện nay quan điểm GDP quyết định thành tích đang là phổ biến từ trung ương đến địa phương, Ứng Đông Lưu sẽ không dám mạo hiểm đi ngược lại. Ứng Đông Lưu thà đồng ý chấp nhận ẩn giấu thật sâu nhưng cũng không có nghĩa y không khi nào thể hiện quan niệm của mình. Cho nên Triệu Quốc Đống mới có thể kiên quyết yêu cầu Tiêu Phượng Minh khi khảo sát cán bộ thì cần phải chú trọng quan niệm này. Bản thân Triệu Quốc Đống đã thể hiện khá tốt khi phát triển kinh tế, vì thế còn cần phải thể hiện quan niệm mới mẻ độc đáo. Hơn nữa cũng phải phù hợp trào lưu phát triển của lịch sử. Chủ nghĩa GDP sẽ dần bị đào thải, sự phát triển khoa học và duy trì liên tục sẽ thay thế. Làm như thế nào để nắm bắt cơ hội này cũng là cơ hội của hắn. Đương nhiên không ai có thể bỏ qua GDP, cũng không thể bỏ GDP. Từ hiện nay mà nói đó là số liệu trực quan nhất cân nhắc thực lực kinh tế một khu vực. Làm như thế nào có thể đảm bảo GDP tăng tốc nhanh đồng thời tránh vì phát triển GDP mà có thể mang lại tác dụng phụ, lấy phát triển GDP để phục vụ lợi ích dân chúng, mà không phải phát triển GDP để vì phát triển, đây là quan niệm của lãnh đạo. Lợi dụng phát triển kinh tế mà tạo công ăn việc làm và thu nhập từ thuế, nâng cao thu nhập của dân chúng đô thị và nông thôn, duy trì hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, khiến cho đông đảo dân chúng bình thường có thể hưởng thụ lợi ích từ phát triển kinh tế. Đây là mục tiêu mà Triệu Quốc Đống đặt cho mình khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống tin rằng mình vừa có thể thỏa mãn yêu cầu phát triển kinh tế, vừa có thể đảm bảo thu nhập cho dân chúng. Khi ở Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống đã lợi dụng việc xây dựng đô thị để lấy lãi từ đất đai nhưng chưa thực hiện được bao đã đi. Bây giờ Triệu Quốc Đống cũng muốn làm như vậy ở Ninh Lăng. Hắn sẽ dùng càng nhiều cách hơn nữa để tiếp tục sự nghiệp. Mặc dù điều kiện tự nhiên và sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng không bằng Hoài Khánh, nhưng Ninh Lăng có ưu thế mà Hoài Khánh không có. Càng quan trọng hơn là hắn làm bí thư thị ủy chứ không phải thị trưởng, quyền lực trong tay nhiều hơn. Điều này càng có thể khiến thị xã Ninh Lăng đi theo quy hoạch mà hắn đặt ra. Triệu Quốc Đống thậm chí còn hy vọng mình có thể tiến hành hủy thuế nông nghiệp trong 2 năm tới ở cả thị xã. Ứng Đông Lưu phát biểu xong đã là 4 giờ 30 chiều, còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn cơm. Mặc dù không có yêu cầu bắt buộc mọi người phải cùng ăn cơm trong phòng ăn nhưng các đại biểu vẫn khá quy củ, ngoài có người cần ra đều xin phép Triệu Quốc Đống hoặc Trung Dược Quân, còn bình thường đều ăn lại trong phòng ăn. Dược Quân, cuộc thảo luận của chúng ta có trưởng ban Hàn Độ tham gia, chiều mai bắt đầu cuộc báo cáo của Đại hội Đảng khóa 8, tôi thấy hay là để Ngụy Hiểu Lam lên tiếng trước. Anh thấy sao? Triệu Quốc Đống ăn tối khá đơn giản, một bên gắp bánh bao, một bên lấy chút thức ăn. Bình thường nếu không thích ăn cơm thì có thể ăn cháo, bánh bao, hoặc có thể ăn trứng. Ừ, tôi thấy cũng được, việc cải tạo ở thị trấn Thổ Thành thiếu chút nữa phá hủy tòa thành cổ đã bị tờ Southern Weekend cuối tuần Phương Nam đưa ra ánh sáng. Cũng may việc Vương Bá Đạo bị bắt đã giảm chút ảnh hưởng, nếu không thì ủy đúng là không biết nên ăn nói như thế nào. Trung Dược Quân nói mà vẫn có chút tức tối.
Lúc trước khi Vương Bá Đào đưa ra ý tưởng cải tạo nội thành Thổ Thành, Trung Dược Quân đã nhắc đối phương cần phải tính đến giá trị lịch sử của Thổ Thành, tốt nhất mời Cục Di sản Văn hóa tỉnh đến tiến hành đánh giá, xem quy hoạch của bọn họ có thể thay đổi diện mạo của cổ thành không. Nhưng Vương Bá Đào lại làm theo ý mình, không coi lời Trung Dược Quân nói vào đâu, cũng không có báo cáo với tỉnh. May là Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Triệu Quốc Đống lên chức liền hỏi Trung Dược Quân về việc này, Trung Dược Quân cũng giới thiệu nên Triệu Quốc Đống đã quyết đoán yêu cầu Thổ Thành dừng việc cải tạo thành cổ, chờ cơ quan chuyên môn của tỉnh, thị xã tiến hành quy hoạch rồi mới tiến hành. Nhưng mấy hôm trước có người đưa vấn đề này lên Southern Weekend, tờ báo cũng phái phóng viên đến điều tra, cũng nhanh chóng đưa bài viết nói về việc cải tạo của Thổ Thành sẽ khiến phá vỡ công trình di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Bài báo này tạo thành tiếng vang rất lớn trong dân chúng, cũng khiến cho các ngành liên quan trong tỉnh rất chú trọng. Nhất là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ Liêm thậm chí còn gọi cho Triệu Quốc Đống hỏi về việc này. Thổ Thành bên kia thực ra đã ngưng lại, sau đó Vương Bá Đào bị bắt. Điều này làm không ít người hiểu lầm Vương Bá Đào vì tờ Southern Weekend viết nên mới bị bắt. Quyển 13, chương 32. Tôi thấy từ góc độ nào đó mà nói đây là việc tốt, nói rõ việc dư luận giám sát càng lúc càng có hiệu quả. Mặc dù chúng ta đã phát hiện và dừng hành vi này lại nhưng áp lực dư luận cũng khiến chúng ta phải nhìn nhận lại công việc của mình. Triệu Quốc Đống thật ra không cho là đúng. Vương Bá Đào đương nhiên không phải muốn phá hủy thành cổ mà y chỉ hy vọng đạt thành tích, điều này có thể hiểu. Chẳng qua ánh mắt của y hơi ngắn một chút mà thôi, nhưng bây giờ không phải là nói chuyện về Vương Bá Đào này. Nhưng mà bí thư Triệu, điều này phải trả bằng cái giá hình tượng Ninh Lăng chúng ta bị hao tổn. Trung Dược Quân lắc đầu nói. Bài báo có thể nói là rất sắc bén, miêu tả quan niệm của huyện ủy, ủy ban Thổ Thành là rất bảo thủ, điều này sợ rằng chúng ta có làm rất nhiều công việc cũng không bù lại nổi. Quan điểm này của anh, tôi tán thành. Hình tượng của một nơi cần tạo ra từ nhiều việc. Bây giờ cạnh tranh giữa các nơi không chỉ là do chính sách của anh tốt, ưu đãi của anh lớn mà là cạnh tranh toàn phương diện. Hình tượng thành thị chính là tấm danh thiếp rất quan trọng, tạo ra rất khó khăn nhưng muốn phá hủy lại rất đơn giản. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Hiểu Lam, bí thư Triệu điểm danh chị phát biểu đầu tiên, chị phải chuẩn bị tốt một chút. Các chuyên gia Cục Di sản Văn hóa tỉnh sẽ đến Thổ Thành nửa tháng, sau đó khi trao đổi với thị xã thì bí thư Triệu và tôi đều tham gia. Bọn họ rất tán thành việc thị xã quyết đoán đình chỉ việc cải tạo thị trấn Thổ Thành, đây là quyết định sau khi thị ủy, ủy ban nghiên cứu mà đưa ra. Trung Dược Quân nói với Ngụy Hiểu Lam. Các chuyên gia đều khen về di tích lịch sử ở Thổ Thành, nhất là khen Thổ Thành vẫn còn lưu lại được các di tích quân sự, nói là đi khắp cả Trung Quốc không thấy nơi nào bảo tồn tốt như vậy, nhiều nơi hơi cải tạo chút là khôi phục như cũ, rất có giá trị khảo cổ. Ngụy Hiểu Lam cũng lễ phép bỏ đũa xuống và nói. Thị trưởng Trung, huyện ủy, ủy ban huyện Thổ Thành kiên quyết ủng hộ và hiểu về quan hệ của thị xã, nhưng cũng mời thị ủy, ủy ban cân nhắc tình hình khó khăn của Thổ Thành. Chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được một nhà đầu tư, chỉ riêng khoản tiền 100 triệu để cải tạo là điều Thổ Thành không thể chịu nổi. Trung Dược Quân gật đầu tỏ vẻ cho sự khó xử của Ngụy Hiểu Lam. Cũng có chuyên gia đưa ý kiến theo tình hình kinh tế của Thổ Thành thì nếu muốn cải tạo sẽ cần rất nhiều tài chính, có thể thích hợp cân nhắc bảo vệ là chính. Khai thác là phụ, kết hợp phát triển ngành du lịch, lợi dụng việc này để lấy kinh phí duy tu và bảo vệ di tích lịch sử. Có lẽ thấy Ngụy Hiểu Lam đang chú ý và chờ đợi, Trung Dược Quân do dự một chút rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy quan điểm này có thể suy xét nhưng cần cân nhắc cẩn thận. Nếu như nhất định cần phát triển du lịch thì nhất định phải hiểu rõ nguyên tắc đó chính là không được ảnh hưởng đến di tích lịch sử, phải có phương án cụ thể và được Tổng cục Di sản Văn hóa Quốc gia và Cục Di sản Văn hóa tỉnh đánh giá. Thị trưởng Trung, huyện ủy, ủy ban Thổ Thành chúng tôi cũng có ý này và đang tích cực làm quy hoạch, đương nhiên chúng tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của thị xã. Ngụy Hiểu Lam cung kính nói. Theo ý kiến cá nhân tôi thì cái gọi là du lịch văn hóa hay du lịch lịch sử đều không nên làm, như vậy nó ít nhiều đều phá hỏng di tích lịch sử. Bí thư Triệu, ngài thấy sao? Trung Dược Quân cười cười nhìn Ngụy Hiểu Lam rồi vứt đề tài sang cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cảm thấy quan hệ giữa mình và Trung Dược Quân đã dần đi vào trạng thái bình thường. Bí thư thị ủy có quyền lực của mình, thị trưởng cũng có quyền lực của mình, hai người về cơ bản đảm bảo sự hòa thuận. Trung Dược Quân tuổi không cao, tư tưởng cũng khá thoáng. Triệu Quốc Đống đã nói chuyện với y hai lần và thấy y cũng muốn làm thật ở Ninh Lăng, điều này là tốt. Chỉ cần muốn làm việc là tốt, quan điểm không giống nhau cũng không sao. Ở phương diện nhỏ Triệu Quốc Đống cũng có thể bỏ qua.
vấn đề lớn hắn tin rằng có biện pháp làm cả hai nhất trí. Đương nhiên nếu là vấn đề nguyên tắc không thể thuyết phục Trung Dược Quân, như vậy hắn không tiếc dùng quyền lực tối thượng của bí thư thị ủy. Dược Quân, quan điểm của anh rất có lý nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc hoàn cảnh thực tế. Điều kiện kinh tế Ninh Lăng chúng ta còn kém, thổ thành cùng không cần nói tới. Tôi đã hỏi các chuyên gia thì theo cách bọn họ nói thì kinh phí cải tạo hàng năm cho di sản văn hóa là không hề nhỏ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua cũng cần các cuộc cải tạo lớn, chúng ta phải dùng biện pháp khoa học để giữ gìn các di sản văn hóa nhưng cũng cần tài chính. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình cần tỏ rõ quan điểm nếu không quan điểm của Trung Dược Quân rất dễ bị cấp dưới hiểu lầm. Nhất là khi y nói quan điểm cá nhân làm Triệu Quốc Đống có chút khó chịu. Anh là thị trưởng, quan điểm cá nhân của anh người khác nghe sẽ là quan điểm của ủy ban thị xã. Điều kiện của chúng ta bây giờ có hạn, đầu tư bảo vệ di sản văn hóa rất có hạn. Vì thế tôi cảm thấy phương án kết hợp phát triển du lịch và bảo vệ do các chuyên gia đã nói là có thể áp dụng. Triệu Quốc Đống nhìn Trung Dược Quân rồi nói tiếp. Có một quan điểm của thị trưởng Trung mà tôi rất đồng ý đó chính là chúng ta khi khai thác cũng cần thực hiện nguyên tắc bảo vệ di sản văn hóa, đây là nguyên tắc cơ bản, tuyệt đối không thể vượt qua. Hiểu Lam, Thổ Thành cần phải đưa ra quy hoạch có khả năng áp dụng. Ngày mai trong cuộc thảo luận chỉ cần phát biểu quan điểm của mình để làm trưởng ban Hàn thay đổi cái nhìn về cán bộ Thổ Thành. Triệu Quốc Đống rất muốn dùng câu nói ăn nhiều sẽ nghẹn để nhắc nhở Trung Dược Quân nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn. Vì đó là điều không cần thiết, hơn nữa một chút ý tưởng của Trung Dược Quân ở góc độ nào đó là chuyện tốt, ít nhất có thể hạn chế một chút quan điểm biến di tích lịch sử thành mồi câu cho sự phát triển kinh tế. Nhưng yêu cầu của hắn đối với Ngụy Hiểu Lam lại khác, cần phải nói rõ ràng. Trước mặt Hàn Độ, anh nói quá cao thì sẽ không ổn, cần phải kết hợp tình hình thực tế của Thổ Thành, không chừng còn được lãnh đạo tỉnh ủy đồng tình. Trung Dược Quân nghe vậy mà không khỏi run lên. Mặc dù giọng điệu của Triệu Quốc Đống rất ôn hòa, thậm chí còn tán thành quan điểm của mình, nhưng câu sau lại rất cứng rắn, nhất là yêu cầu Ngụy Hiểu Lam cần đưa ra thứ gì đó có thể áp dụng chính là hời PJT chối bỏ quan điểm của mình. Đây là lần thứ hai Trung Dược Quân thử dò xét cũng là lần cuối cùng. Y muốn xem tính cách của Triệu Quốc Đống cứng rắn thì mình có thể kết hợp từ đâu, lúc nào hắn cứng rắn, lúc nào hắn cứng cỏi, mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng nó đủ để mình biết ý. Kết quả là rất rõ ràng, phương thức hợp tác chính là dùng thực tế công việc mà tiến hành, người này không giao dịch và thỏa hiệp trên vấn đề nguyên tắc. Đối mặt với mình là như vậy, không biết đối mặt với bí thư ứng cùng chủ tịch Tần sẽ là như thế nào. Ứng Đông Lưu đã tiến hành báo cáo với tư cách chủ tịch Đại hội Đảng tỉnh An Nguyên lần 8, Lưu Vĩnh Đào cũng đại biểu tư cách là ủy viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh An Nguyên để làm báo cáo, đây chính là nghị trình quan trọng nhất vào buổi chiều. Đoàn đại biểu thị xã Ninh Lăng có thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hàn Độ tham gia cuộc thảo luận. Đây cũng là lãnh đạo tỉnh ủy trực tiếp nghe ý kiến cán bộ đảng viên cơ sở nói, mỗi một đại biểu đều căn cứ công việc thực tế của mình mà nói. Mặc dù các đại biểu đều được lãnh đạo thị xã mình nhắc nhở chú ý giữ chừng mực nhưng các nhân vật lão luyện như Hàn Độ đều có thể từ lời nói của các đại biểu nhìn ra nhiều vấn đề, càng không cần phải nói đến việc một mình nói chuyện. Quyển 13, chương 33. Cuộc thảo luận diễn ra rất kịch liệt, các đại biểu cơ sở có thể dựa theo trình tự thống nhất mà tiến hành phát biểu ý kiến của mình, đương nhiên cũng kết hợp công việc thực tế để đưa ra ý kiến của cá nhân cũng được. Triệu Quốc Đống cũng cổ vũ các đại biểu căn cứ công việc thực tế mà phát biểu ý kiến cá nhân, không nên câu nệ trong hình thức, chỉ cần quanh chủ đề chính là đủ. Ngụy Hiểu Lam đưa ra việc lợi dụng tài nguyên di tích lịch sử để phát triển du lịch cũng được Hàn Độ khen ngợi. Việc Thổ Thành hủy thành cổ để cải tạo lại đã khiến không ít chuyên gia khảo cổ trên tỉnh có ý kiến, Hàn Độ cũng rất chú ý đến việc này. Bí thư huyện ủy mới của Thổ Thành đã đưa ra quan điểm rất mới, hơn nữa rất phù hợp thực tế. Kết hợp thành tường cổ cùng với mảng dân sự mà tạo thành thương hiệu du lịch. Đây chính là vừa bảo vệ, cải tạo di tích lịch sử vừa đạt được chính quyền địa phương đồng ý vì mang lại lợi ích kinh tế. Quốc Đống, bí thư huyện ủy Thổ Thành rất được, nữ bí thư mà có quan điểm độc đáo như vậy đúng là đáng khen. Hàn Độ ngồi trên sofa cười nói. Làm như thế nào vừa phát triển du lịch vừa bảo vệ di tích lịch sử? Các nơi đều hô khẩu hiệu nhưng áp dụng vào thực tế lại chỉ vì lợi ích trước mắt rồi phá hoại di tích lịch sử, sau đó xây dựng mấy thứ hiện đại. Tôi nói đó là sự thiển cận. Triệu Quốc Đống biết Hàn Độ nói chính là một số nơi ở Trung Quốc tiến hành cải tạo với quy mô lớn nhưng trên thực tế đó chỉ là một trào lưu. Sau khi Thâm Quyến thành danh, các nơi đều noi theo. Huyện ủy, ủy ban Thổ Thành đã nghiêm túc kiểm điểm lại cách làm trước đây của mình.
thị xã cũng yêu cầu bọn họ khi khai thác và cải tạo cần được Cục Di sản Văn hóa tỉnh phê chuẩn. Trong quá trình khai thác phải thành lập tổ giám sát do Cục Di sản Văn hóa tỉnh cùng ban ngành liên quan của thị xã, huyện tạo thành. Tổ giám sát nếu cho rằng việc khai thác nguy hiểm đến di sản văn hóa thì sẽ có quyền trực tiếp đình chỉ hoạt động khai thác. Triệu Quốc Đống nói rất cương quyết làm Hàn Độ nở nụ cười. Xem ra Triệu Quốc Đống này đúng là đã rất cứng rắn ở điểm này. Quốc Đống, cậu có quyết tâm rất lớn đó. Chính quyền địa phương các cấp bây giờ rất xúc động khi khai thác, phát triển, cậu cấp quyền cho tổ giám sát là đúng. Điều này nói rõ cậu thật lòng muốn bảo vệ các di sản văn hóa, không giống một số nơi ngoài thì nói hay nhưng sau lưng lại khác. Đến khi phát hiện ra thì đã thành họa lớn khó có thể bù đắp. Đối với hành vi này chỉ cảnh cáo sơ sơ thì lãnh đạo chính quyền địa phương sẽ không sợ. Hơn nữa bọn họ lấy lý do vì phát triển kinh tế nên mới làm như vậy. Trưởng Ban Hàn, việc cải tạo ở Thổ Thành mặc dù không tạo thành tổn thất gì nhưng lại có sức ảnh hưởng rất xấu, khiến cho huyện ủy, ủy ban Thổ Thành thành con chuột bị mọi người kêu đánh, thị ủy, ủy ban Ninh Lăng công tác cũng rất bị động. Triệu Quốc Đống cười cười giải thích. Đương nhiên chúng tôi không phản đối dư luận giám sát, tôi cũng rất cảm ơn tờ Southern Weekend đã nhắc nhở Ninh Lăng. Chúng tôi thực ra hy vọng khi Thổ Thành cải tạo xong sẽ mời chuyên gia Tổng cục Di sản Văn hóa Quốc gia và phóng viên của Southern Weekend đến thăm Thổ Thành, đánh giá hiện trường xem chúng tôi có thể thực hiện được lời hứa hay không. Được, ý này rất hay. Hàn Độ vui vẻ nói. Truyền thông nên phản ánh vấn đề một cách khách quan, thể hiện mặt xấu là trách nhiệm của bọn họ. Thể hiện mặt tốt đẹp là nghĩa vụ của bọn họ, không thể chỉ vì thu hút độc giả mà nói đến điểm xấu. Tôi tin tờ Southern Weekend sẽ phản ánh vấn đề một cách công bằng, khách quan. Ha ha, chỉ hy vọng như vậy, tôi chỉ sợ trên tỉnh một gậy đánh chết Thổ Thành, Ninh Lăng chúng tôi, cả đời không thể xoay người nữa chứ. Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Bí thư Đông Lưu và tôi đều thích đọc Southern Weekend. Bí thư Đông Lưu thậm chí chỉ thị nhật báo An Nguyên của chúng ta có nên học tập cách viết sắc bén của Southern Weekend hay không. Nếu hàng tuần không được thì hàng tháng, như vậy có thể cho đảng ủy, chính quyền địa phương các nơi luôn bị dư luận giám sát. Hàn Độ thở dài nói, ở điểm này thật ra Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu là khá giống nhau, không sợ truyền thông xen vào. Ứng Đông Lưu thậm chí còn thấy rõ ràng hơn cả Ninh Pháp. Ha ha, trưởng Ban Hàn. Bí thư Đông Lưu cùng ngài đều ở tầm cao nên hy vọng lúc nào cục chiêu thương thấy vấn đề của chúng tôi. Nhưng người bên dưới lại khác, rất nhiều người đều lo cho cái mũ trên đầu mình. Nếu lúc nào cũng bị truyền thông nhìn chằm chằm vào thì ai có thể sống nổi cứ. Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Hừ, cậu không làm gì sai thì sợ quỷ gõ cửa nhà sao? Chính là phải cho các cậu cảm giác nguy hiểm, các cậu mới có thể cẩn thận suy nghĩ khi đưa ra từng quyết định, đây là giảm cơ hội phạm sai lầm. Hàn Độ cười ha hả nói. Trưởng Ban Hàn, ngài đừng hiểu lầm, tôi giơ hai tay tán thành. Nói thật chuyện ở Thổ Thành thì sau khi tôi tới Ninh Lăng đã nói chuyện với thị trường dược quân và lập tức yêu cầu Thổ Thành tạm thời đình chỉ khó hiểu hỏi, không ngờ Southern Weekend đã phỏng vấn xong. Sau đó đến hôm sau Vương Bá Đào bị ủy ban kỷ luật bắt, thoáng cái mới tạo ra nhiều tin đồn như vậy. Thực ra thị ủy ban đã sớm tham gia trước dư luận, cũng không phải là chúng tôi bù đắp lại công việc như lời đồn. Ồ, Hàn Độ có chút ngạc nhiên, tất nhiên là có chút không tin. Là thật sao? Là thật, lúc ấy tôi còn ở trên bộ, lúc đến Ninh Lăng tham gia hội thảo vừa lúc đến Thổ Thành thì bị tắc đường nên nói chuyện với mấy bác tài mà biết chuyện này. Không ngờ tôi đến Ninh Lăng họp lại thành mình về Ninh Lăng nhận chức. Sau khi nhận chức tôi hỏi thị trường dược quân cũng đã sớm thông báo với Thổ Thành. Chẳng qua Vương Bá Đào vì đạt thành tích nên rất cố chấp nên mới làm ra chuyện lớn như vậy. Triệu Quốc Đống giải thích. Là như vậy à, tôi biết rồi. Hàn Độ như vẻ tùy ý nói. Quốc Đống, nhận chức một tháng rồi, cậu thấy sao? Cũng được. Triệu Quốc Đống nói. Cũng được, từ này giải thích như thế nào? Hàn Độ nói. Trưởng Ban Hàn, trước mặt ngài tôi sao dám nói sai? Tôi chỉ có thể nói Hoàng Lăng tạo trụ cột tốt nhưng Ninh Lăng phát triển không cân bằng. Nội thành và một hai huyện có xu thế phát triển tốt. Cũng chính là khai phát cùng quận Tây Giang, huyện Hoa Lâm phát triển nhanh. Nhưng mấy quận, huyện khác lại kém xa. Ví dụ như Đông Giang, Phong Đình, Thổ Thành, Vân Lĩnh, Tào Tập, Thương Hóa đều không thể làm người ta hài lòng. Nhất là Phong Đình, Vân Lĩnh cùng Tào Tập, ba huyện này không thay đổi mấy so với ba năm trước. Thị xã không chú ý mấy tới các huyện này. Vì thế người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Tôi cảm thấy phát triển kinh tế các huyện ngoại ô chính là điều đầu tiên tôi cần làm.
làm cho một bộ phận dầu lên trước rồi mọi người cùng dầu, chiến lược này đã từ nửa đoạn trước chuyển thành nửa đoạn sau. Nói cách khác càng chú trọng mọi người cùng dầu, đây là nhận thức chung của Trung ương cùng trong tỉnh. Tỉnh An Nguyên chúng ta và thị xã Ninh Lăng đều tồn tại hiện tượng phát triển không cân bằng này, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. An Đô, Miên Châu, Kiến Dương chiếm tỷ lệ tổng sản lượng kinh tế cả tỉnh càng lúc càng lớn, mấy nơi như Hoài Khánh, Vĩnh Lương phát triển càng lúc càng nhanh. Mà Thông Thành, Thiên Châu, Nam Hoa, Vinh Sơn, Đường Giang, Lô Hóa lại giảm xuống trong tổng GDP của tỉnh. Trên tỉnh đang chú ý và tích cực tìm ra biện pháp. Triệu Quốc Đống gật đầu thừa nhận quan điểm của Hàn Độ. Thông Thành, Thiên Châu cùng Nam Hoa là thị xã truyền thống về nông nghiệp, sản xuất công nghiệp không phát triển. Mặc dù mấy năm nay cũng phát triển nhưng bởi vì phương tiện trụ cột lạc hậu nên việc thu hút đầu tư không thể cạnh tranh với các nơi khác. Lô Hóa, Đường Giang cùng Vinh Sơn trước là đô thị công nghiệp nhưng vì không thích ứng thời đại mà phát triển chậm. Quyển 13, chương 34. Đại hội Đảng Toàn quốc rất nhanh sẽ diễn ra. Về phần quốc lui dân tiến và cùng giàu có là đề tài đang được cạnh tranh rất mạnh, nhưng tôi đoán về cơ bản không thay đổi. Hệ thống kinh tế Trung Quốc đang có cục diện trăm hoa đua nở, lấy nền kinh tế nhà nước làm chính kết hợp với các nền kinh tế khác đã dần hiện ra. Quốc doanh, đầu tư nước ngoài và dân doanh sẽ dần phát triển thành thế chân vạc. Làm như thế nào để nắm bắt cơ hội lịch sử này khiến kinh tế tăng vọt, tỉnh ủy và bí thư Đông Lưu rất mong chờ vào cậu. Hàn Độ nói làm Triệu Quốc Đống cảm thấy áp lực lớn. Sau đại hội đảng tỉnh, An Nguyên sẽ chính thức đi vào thời đại Ứng Đông Lưu. Xem ra quan hệ giữa Hàn Độ và Ứng Đông Lưu là rất thân thiết. Vừa nãy khi cùng Hàn Độ bình luận về mấy thị xã khác, Triệu Quốc Đống chỉ không nhắc đến Ninh Lăng, Tân Châu cùng Lam Sơn. Tân Châu cùng Lam Sơn mấy năm nay phát triển ở tầm trung, địa vị kinh tế trong tỉnh không thay đổi mấy nên hắn không nhắc đến. Nhưng Ninh Lăng biến hóa không nhỏ, gần như mỗi năm tăng một bậc, từ vị trí thứ 13 nhảy lên thứ 9, theo lý thuyết phải được khen mới đúng. Nhưng Hàn Độ không nhắc đến đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Như bây giờ thì Triệu Quốc Đống có thể nhận ra Hàn Độ mong chờ rất cao vào hắn. Hiện nay vị trí của Ninh Lăng không thể làm Ứng Đông Lưu hài lòng. Triệu Quốc Đống vẫn cân nhắc Ứng Đông Lưu có thể là muốn so sánh với Ninh Pháp hay không. Ninh Pháp đề bạt Hoàng Lăng khiến Ninh Lăng từ cuối tỉnh nhảy lên hàng 2, như vậy Ứng Đông Lưu tôi cũng có thể khiến Triệu Quốc Đống kéo Ninh Lăng lên nhóm 1 của tỉnh. Ứng Đông Lưu nếu có tâm tư này thì sẽ giúp nhiều hắn, nhưng cũng tạo ra áp lực rất lớn đối với hắn. Làm tốt anh sẽ có tương lai tốt, nhưng làm không tốt thì không phải không thể bị đổi vị trí. Trưởng Ban Hàn, tình hình Ninh Lăng cũng không tốt như tưởng tượng. Lúc tôi làm việc trên bộ đã nói chuyện với Phó Chủ tịch Nhâm Vi Phong. Hệ thống kinh tế Ninh Lăng quá nghiêng, quá dựa vào một hai sản nghiệp trụ cột chính. Ví dụ như thiết bị điện và công nghiệp thực phẩm có vẻ giống cơ cấu kinh tế Lô Hóa, Đường Giang cùng Vinh Sơn trước đây. Một khi kinh tế quốc gia thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng. Hàn Độ rất coi trọng quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Trước khi tham gia cuộc thảo luận với đoàn đại biểu Ninh Lăng, Ứng Đông Lưu đã trao đổi với y. Hàn Độ cũng cảm thấy Ứng Đông Lưu có vẻ coi trọng quá Ninh Lăng, điều này có lẽ quan hệ lớn đến việc Hoàng Lăng bị bắt. Hoàng Lăng bị bắt xảy ra chuyện tạo thành chấn động lớn đối với toàn tỉnh, nhất là khi Ninh Pháp vừa đi chưa lâu nên Ứng Đông Lưu rất bị động. Một ít lời đồn ám chỉ Ninh Pháp vừa đi, Ứng Đông Lưu đã trở mặt bắt Hoàng Lăng, hơn nữa còn bắt bằng cách này. Điều đó đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với uy tín của Ứng Đông Lưu. Phái Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng chính là nước cờ hiểm của Ứng Đông Lưu. Nếu như trong 2-3 năm Triệu Quốc Đống không thể duy trì xu thế phát triển kinh tế liên tục của Ninh Lăng, như vậy Ứng Đông Lưu sẽ bị công kích càng lúc càng nhiều hơn. Đương nhiên đó chỉ là lén làm chứ không thể cụ thể hóa ở bề ngoài. Dù sao vấn đề Hoàng Lăng là quá rõ, không ai có thể đặt câu hỏi cả. Nhưng ảnh hưởng về tâm lý lại khác. Đây cũng là nguyên nhân mà Ứng Đông Lưu đồng ý thỏa hiệp để Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy An Đô. Nếu không khi Nghiêm Lập Dân làm bí thư thị ủy Ninh Lăng rồi để kinh tế Ninh Lăng thụt lùi đúng là đả kích không nhỏ đối với Ứng Đông Lưu. Khi Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Hàn Độ cũng đã nói chuyện với Ninh Pháp. Thực tế Ninh Pháp không phải người như mọi người nghĩ, y chỉ có chút nuối tiếc mà thôi, Ninh Pháp cũng hiểu không phải Ứng Đông Lưu muốn làm vậy để nhằm vào mình, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Trong điện thoại Ninh Pháp đánh giá rất cao Ứng Đông Lưu, cũng hy vọng Hàn Độ có thể cùng hợp tác tốt với Ứng Đông Lưu, tiếp xúc nhiều có lẽ thành bạn chính thức. Hàn Độ cũng không rõ ý thực tế của Ninh Pháp, nhưng mà Hàn Độ vẫn giữ quan hệ khá tốt với Ứng Đông Lưu,
nhất là ở vấn đề dư luận giám sát hai người có không ít điểm chung. Y cũng mơ hồ biết vị trí của mình sau đại hội đảng sẽ điều chỉnh. Đã có tin đồn Qua Tĩnh rời khỏi tỉnh An Nguyên, mà y rất có thể thay Qua Tĩnh làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Lần này Hàn Độ được Ứng Đông Lưu ủy thác đến tham gia thảo luận với Ninh Lăng cũng đã là ám chỉ một chút. Ừ, Phó Chủ tịch Vi Phong đã nói chuyện về việc này trong hội nghị thường ủy. Quốc Đống, cậu có ý tưởng gì cho việc này? Hàn Độ gật đầu nói. Tôi mới vừa quay lại Ninh Lăng nên còn cần tìm hiểu thêm tình hình. Nhưng ưu hóa cơ cấu sản nghiệp, tạo thêm điểm tăng trưởng kinh tế là quan điểm cơ bản. Ý này tôi đã trao đổi với thị trường dược quân, anh ta cũng đồng ý với tôi, cho rằng kinh tế Ninh Lăng quá đơn nhất. Bây giờ kinh tế đang phát triển tốt thì chưa thấy gì nhưng khi kinh tế biến động sẽ gặp ảnh hưởng lớn. Cho nên thị xã đang muốn tìm điểm đột phá thứ hai cho Ninh Lăng, chỉ khi tìm đúng điểm đột phá thì kinh tế Ninh Lăng mới đứng vững trong mưa gió. Ừ Quốc Đống, xem ra cậu khá tỉnh táo, không hồ đồ. Nhưng cậu phải nhớ một điểm đảng ủy làm gì, chính quyền làm gì, nắm rõ chức trách, phân công công việc mới là đúng đắn. Hàn Độ cảm thấy hôm nay mình đã đạt được mục đích, vừa hiểu rõ tình hình trước mắt của Ninh Lăng, cũng mơ hồ nắm giữ tình hình trước mắt của bộ máy Ninh Lăng. Xem ra Triệu Quốc Đống đã vào trạng thái rất nhanh, về cơ bản đã khống chế được tiết tấu bộ máy thị ủy, điều này là rất quan trọng. Ứng Đông Lưu bảo mình tham gia cuộc thảo luận này chính là xem Triệu Quốc Đống có thể thành công khống chế cục diện hay không. Ở điểm này Triệu Quốc Đống đã làm được. Giáo sư Bùi. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ lại gặp Bùi Hoài Viễn ở đây. Ồ, Tiểu Triệu, ôi bây giờ phải gọi cậu là Bí Thư Triệu mới đúng. Bùi Hoài Viễn còn có chút ấn tượng với Triệu Quốc Đống, người trước đây được Thái Chánh Dương đưa đến gặp y. Ngài đừng gọi tôi như vậy, ngài gọi tôi là Tiểu Triệu, như vậy tôi thấy thoải mái hơn. Sao vậy giáo sư Bùi, cuộc thảo luận bên ngài kết thúc rồi sao? Triệu Quốc Đống nhìn sang người bên cạnh Bùi Hoài Viễn. Ừ, coi như xong. Đây là đồng nghiệp của tôi, giáo sư Tiêu Hoa. Lão Tiêu, đây coi như đã từng là sinh viên của đại học chúng ta, Triệu Quốc Đống, bây giờ là bí thư thị ủy Ninh Lăng. Bùi Hoài Viễn cười nói. Ồ, giáo sư Tiêu, ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Quốc Đống vội vàng đưa tay ra. Ồ, bí thư Triệu cũng biết tôi, sợ là nói trái lương tâm. Tiêu Hoa kia cười nói. Ha ha, giáo sư Tiêu cảm thấy tôi là khen ngài sao? Giáo sư Tiêu ngài đạt thành quả như thế nào trong việc nghiên cứu vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường tôi cũng đã xem ra và có ấn tượng rất sâu. Triệu Quốc Đống nói không phải là giả. Tiêu Hoa là chủ nhiệm khoa công trình gỗ của Đại học An Nguyên, cũng có chút danh tiếng trong cả nước. Ồ, Tiêu Hoa có chút kinh ngạc, y không ngờ Triệu Quốc Đống lại biết lĩnh vực nghiên cứu của mình. Ha ha lão Tiêu, đừng coi thường Tiểu Triệu. Tiểu Triệu tiếp nhận sự việc mới rất nhanh, không giống quan chức bình thường đâu. Bùi Hoài Viễn cười ha hả nói. Giáo sư Bùi, ngài quá khen, tôi nghe nói giáo sư Tiêu hình như vẫn nghiên cứu vật liệu xây dựng mới bằng tre, không biết có đột phá gì không. Điểm này lúc Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh đã biết, lúc ấy huyện Lâm Giang có nhiều tre trúc nên hy vọng có thể tiến hành gia công nên mới liên lạc với khoa gỗ công trình của Đại học An Nguyên. Hả? Lúc này ngay cả Bùi Hoài Viễn cũng có chút kinh ngạc. Y trước đó còn tưởng Triệu Quốc Đống biết Tiêu Hoa. Không ngờ Triệu Quốc Đống còn biết cả điểm này. Tiêu Hoa càng kinh ngạc khó hiểu nhìn Bùi Hoài Viễn, đây là nghi ngờ Bùi Hoài Viễn tiết lộ ra hạng mục mình vừa nghiên cứu thành công, mới thảo luận ở trong nhà trường mà thôi. Quyển 13, chương 35. Thấy hai người đều rất kinh ngạc, Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Giáo sư Bùi, giáo sư Tiêu, tôi không phải là nịnh bợ chứ. Giáo sư Bùi không cần phải nói, đó là giảng viên của tôi. Bên giáo sư Tiêu thì bởi vì tôi vẫn rất hứng thú với việc dùng tre thay vật liệu xây dựng hiện có trong nghiên cứu của ngài, nhất là trong xây dựng hiện đại dùng rất nhiều sỏi đá, sắt thép, xi măng gây ô nhiễm môi trường, hơn nữa còn có nhiều lúc đạt hiệu quả kém. Nếu có thể dùng tre gỗ thay cũng là xây dựng theo hướng bảo vệ môi trường. Bùi Hoài Viễn cùng Tiêu Hoa nhìn nhau, Tiêu Hoa cười nói. Bí thư Triệu, thật không ngờ cậu là quan chức mà cũng hứng thú với việc này, đúng là nằm ngoài suy đoán của chúng tôi. Ha ha, giáo sư Tiêu không nên nhìn tất cả quan chức chính phủ đều như nhau mà. Xem ra giáo sư Tiêu đã đạt thành công trong nghiên cứu. Triệu Quốc Đống thử hỏi, lúc ở Hoài Khánh hắn biết Tiêu Hoa đạt tiến triển lớn trong nghiên cứu. Ừ, cũng có tiến triển khá lớn, đang định báo cáo lên Bộ Khoa học Công nghệ để xin lĩnh thưởng. Bùi Hoài Viễn trả lời giúp đồng nghiệp. Sao thế Tiểu Triệu, cậu có hứng thú như vậy làm gì?
Giáo sư Bùi, ngài biết tôi bây giờ đã đến Ninh Lăng. Ninh Lăng chúng tôi có rất nhiều tre, diện tích rừng tre trên 2,2 triệu mẫu. Chỉ riêng huyện Phong Đình đã có 700.000 mẫu, Vân Lĩnh, Thổ Thành, Đông Giang, Khuê Dương cũng có trên 200.000 mẫu, là nơi phân bố rừng tre chủ yếu của tỉnh, chiếm diện tích 1/4 của tỉnh. Tôi đang cân nhắc nên dùng cách gì để khai thác một cách tốt nhất tài nguyên này. Triệu Quốc Đống cười nói. Bây giờ việc khai thác tre là thấp, giá trị không cao, không phải là cách làm lâu dài. Tiêu Hoa có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua đồng nghiệp rồi nói. Bí thư Triệu, cậu có hứng thú với nghiên cứu của tôi như vậy, có phải là cảm thấy nghiên cứu của tôi có hy vọng thay đổi việc gia công sản xuất tre hiện nay? Giáo sư Tiêu là nhà khoa học đi tiên phong trong lĩnh vực này, nếu như có thể may mắn mời giáo sư Tiêu đến Ninh Lăng chúng tôi chỉ điểm việc khai thác tài nguyên tre, đây là phúc cho dân chúng Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống nhìn thấy Bùi Hoài Viễn đang cười cười với mình nên khá khiêm tốn nói. Ninh Lăng chúng tôi năm nay dự định phát triển ngành bảo vệ môi trường. Ồ, Ninh Lăng coi ngành bảo vệ môi trường làm ngành phát triển chiến lược sao? Tiêu Hoa nở nụ cười miễn cưỡng có vẻ không tin. Giáo sư Tiêu, Ninh Lăng chúng tôi có thể có trụ cột thấp một chút nhưng chúng tôi cũng có trụ cột nhất định, đồng thời thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng tôi rất coi trọng và ủng hộ việc bảo vệ môi trường, đã thu hút một vài công ty lớn trong lĩnh vực đến Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống không quá để ý đến vẻ mặt đối phương mà tiếp tục nói theo ý của mình. Ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn máy hút bụi Neo, nước Đức đã lựa chọn đặt trụ sở ở Ninh Lăng chúng tôi. Máy hút bụi và thiết bị thông gió của bọn họ chiếm trên 40% thị trường tỉnh An Nguyên, cũng chiếm giữ thị phần số 1 ở các tỉnh thành lân cận. Tiêu Hoa hơi đổi sắc. Công ty Neo Y mặc dù không quá rõ nhưng đây là công ty nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường, không ngờ lại đầu tư vào Ninh Lăng. Bùi Hoài Viễn dù sao cũng tiếp xúc nhiều với quan chức chính quyền nên cười nói xen vào. Tiểu Triệu, giáo sư Tiêu Hoa quả thực có đột phá trong nghiên cứu. Nếu Ninh Lăng thật sự có hứng thú trong điểm này thì đợi sau khi đại hội đảng kết thúc cậu đến trường gặp giáo sư Tiêu. Lão Tiêu, anh thấy sao? Tiêu Hoa gật đầu. Triệu Quốc Đống cũng cười cười bắt tay chào tạm biệt hai người. Có thú vị chính là vị giáo sư Tiêu có vẻ rất coi trọng thành quả nghiên cứu của mình, xem ra nó có giá trị thực tế. Chuyện này Triệu Quốc Đống quyết định ghi nhớ, chờ xong đại hội đảng sẽ đến gặp và trao đổi. Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh lần đầu tiên làm hội trường diễn ra đại hội đảng. Đại hội đảng 8 thì nơi này chưa xây dựng xong, mà bây giờ quy mô hội triển lãm quốc tế An Đô còn có quy mô, vị trí địa lý tốt hơn. Chỉ sợ các hoạt động chính của tỉnh sẽ diễn ra ở đó. Hội nghị toàn thể đại biểu lần thứ 2 đã kết thúc, thông qua hội nghị lần này sẽ xác định ủy viên tỉnh ủy cùng với ủy viên dự khuyết. Triệu Quốc Đống ra khỏi trung tâm không trực tiếp về khách sạn mà đến Ngự Đình. Ngự Đình là một câu lạc bộ sang trọng hàng đầu đầu An Đô, nó chủ yếu phục vụ uống trà và cà phê, ngoài ra còn có một quán bar. Đây là hạng mục kinh doanh của Thiên Phu An Đô. Sau khi xây dựng xong Lan Khê Ngự Uyển đã thừa một khu đất nhỏ, Hứa Minh Viễn liền động tâm nên mới xây dựng khu này với kiến trúc cổ và thành câu lạc bộ. Do nó nằm sát Lan Khê Ngự Uyển, thêm phong cách đặc biệt nên cũng thành nơi mà người giàu có hay đến. Giá cả ở đây rất cao, câu nói không cần tốt nhất chỉ cần đắt nhất chính là phù hợp nơi này. Ồ, đúng là người bận bịu, đúng là hiếm khi thấy được chú. Sao, cuộc thảo luận chưa xong ư? Dương Thiên Bồi thấy Triệu Quốc Đống vừa vào liền cười nói. Y và Kiều Huy đã ngồi đợi được một lát. Em không có việc gì còn có thể đến câu lạc bộ này xông hơi massage cho thoải mái sao? Triệu Quốc Đống ngồi xuống và nói. Đây là đốt tiền đó. Quốc Đống, chú đừng có phỉ báng danh tiếng Ngự Đình, đây là nơi đặc sắc mà Thiên Phu An Đô làm ra đó. Mặc dù không phải ngành kinh doanh chính nhưng ít nhất đại biểu phong cách An Đô chúng ta. Chỉ riêng thiết kế, bố trí này thôi các câu lạc bộ bình thường sao có thể so sánh. Chú đây là châm biếm, cẩn thận Minh Viễn tìm chú lý luận đó. Kiều Huy cười ha hả nói. Bồi ca, anh phải chú trọng cơ hội tham gia đại hội đảng lần này. Anh là đại biểu công ty tư nhân, anh phải đại biểu quần thể của mình phát biểu cái gì nên tiến hành. Triệu Quốc Đống nhìn Dương Thiên Bồi và nói. Hừ, ai thích phát biểu thì cứ việc, Thiên Phu cũng không quá cần. Việc cải cách của Thiên Phu khi trước còn quy phạm hơn nhiều so với các công ty nhà nước hiện nay. Bây giờ có một số nơi rất to gan nên gây loạn. Còn Thiên Phu thì anh khá yên tâm. Dương Thiên Bồi đắc ý nói. Vậy cũng chưa chắc, bây giờ nhiều người đều mở rộng phạm vi nghi ngờ, tất cả công ty tư nhân đều bị xăm soi rất kỹ, ai dám nói mình tuyệt đối trong sạch chứ.
Bồi ca, anh dám nói Thiên Phu thật không có chút tì vết nào sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Điều này anh không dám nói, nhưng anh có thể vỗ ngực nói Thiên Phu sạch hơn nhiều so với công ty tư nhân khác, thậm chí là công ty nhà nước. Nếu không anh cũng không dám tự ưỡn ngực mình là đại biểu đại hội đảng tỉnh. Dương Thiên Bồi cười nói. Cũng đúng, Bồi ca đúng là làm được. Báo cáo tài chính của Thiên Phu chúng ta đều rõ ràng, ngoài việc trốn thuế trong phạm vi hợp lý ra, những cái khác đáng thì chúng ta đều nộp, Thiên Phu cũng không ăn chặn. Bên kiểm toán đến Thiên Phu đều phải giơ ngón tay lên nói công ty xây dựng Thiên Phu chúng ta là sạch sẽ nhất, đây là nỗ lực lớn hơn nhiều so với các công ty khác. Kiều Huy từng tranh chấp nhiều lần với Dương Thiên Bồi ở điểm này, nhưng Dương Thiên Bồi không chịu nhường. Bây giờ xây dựng Thiên Phu sắp lên thị trường chứng khoán, nhờ việc minh bạch tài chính nên công việc dễ dàng hơn. Bồi ca, xây dựng Thiên Phu lúc nào lên thị trường chứng khoán? Sang năm có thể không? Triệu Quốc Đống cười nói sang việc khác. Chắc là được, hiệu quả kinh doanh của xây dựng Thiên Phu mấy năm qua rất tốt nên anh thực sự không muốn lên thị trường chứng khoán. Dương Thiên Bồi thở dài nói. Nhưng làm ngành này anh biết tâm tư đó là hạn hẹp. Lên thị trường chứng khoán không chỉ mang tới tài chính cho Thiên Phu, còn mang tới áp lực và động lực, phải có trách nhiệm với cổ đông, hơn nữa còn bị kiểm toán nghiêm ngặt, nhưng như vậy cũng có cái lợi của nó. Quyển 13, chương 36. Nếu công ty nào cũng có trách nhiệm như Bồi ca, em nghĩ đó là phúc của cổ đông. Triệu Quốc Đống cười nói. Câu này là hắn nói thật lòng, bởi vì tính cách cẩn thận của Dương Thiên Bồi nên mới tạo ra Thiên Phu như hôm nay. Hừ, không phải cậu hay dạy chúng tôi làm kinh doanh chẳng những muốn kiếm tiền còn phải có trách nhiệm xã hội sao? Tôi có trách nhiệm với từng cổ đông cũng là một trong số đó. Dương Thiên Bồi nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Thiên Phu cái khác không làm được, nhưng đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của nó thì sẽ làm được. Đối với câu nói châm chọc của Dương Thiên Bồi, Triệu Quốc Đống không quá để ý. Hắn hỏi sang Kiều Huy. Huy ca, tình hình bên Thượng Hải thế nào rồi? Cái gì mà thế nào, vẫn theo kế hoạch trước đây. Thời này muốn no bụng phải to gan, nhát gan chết đói. Bây giờ chỉ cần tay cậu có đủ tài chính thì cậu cứ việc cầm đất, xây dựng, bán qua tay đều lãi lớn. Tôi muốn xây dựng hết đống đất đang có, bán đi rồi lại mua đất. Kiều Huy nói chuyện công việc của mình mà khá tự hào. Năm nay tiền kiếm lại đúng là dễ hơn. Thiên Phu Thượng Hải cũng là một công ty bất động sản đầy nghiêm túc. Huy ca, nếu như thật sự muốn bán trạm xăng đi thì bây giờ là cơ hội đó. Mấy công ty năng lượng lớn của quốc gia bắt đầu tranh đoạt thị trường bán lẻ. Một vị trí tốt một chút đều được cạnh tranh mạnh, anh hoàn toàn có thể bán ra với giá gấp 5, 10 lần trước đây. Đây là thời cơ tốt nhất để lợi dụng tâm lý của các công ty mà kiếm tiền. Triệu Quốc Đống cười nói. Đương nhiên nếu muốn kiếm cá lớn thì cũng có thể. Tôi đoán sang năm công ty nhà nước sẽ chiếm trên 50% thị trường bán lẻ xăng dầu, sau đó đến lượt các công ty tư nhân bán lại trạm của mình. Đến lúc đó có lẽ trạm xăng của anh càng có sức hấp dẫn hơn. Nếu không phải cân nhắc tới việc bán trạm xăng không được bao tiền để mua đất thì tôi đúng là sẽ bán đi. Nghe cậu nói thì tôi cứ để đó, coi như dành chút việc cho Đại Phong làm để đỡ gây chuyện xấu. Kiều Huy là người niệm tình cũ. Mặc dù y bây giờ đã không dính vào xã hội đen nhưng còn có nhiều anh em đi theo nên nếu bọn họ không có việc dễ đi vào con đường cũ. Vì thế nên có một công ty kinh doanh xăng dầu để nuôi bọn họ. Chẳng qua Kiều Huy đã đưa ra ba quy định không dính đến xã hội khi làm việc này, đám người đó mỗi tháng lấy tiền lương là được, không cần biết các anh tiêu gì với khoản đó. Triệu Quốc Đống khá tán đồng với suy nghĩ này của Kiều Huy. Có thể làm như vậy chứng minh anh là người đáng tin. Được rồi Quốc Đống. Tiểu Cù bây giờ thế nào rồi? Dương Thiên Bồi nói. Mọi việc đều tốt. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Quốc Đống, cậu đúng là đã làm chuyện xấu liền làm tới cùng, không biết sao Cù Vận Bạch cứ một mực theo cậu. Kiều Huy lắc đầu nói. Tuần trước tôi gọi điện hỏi thăm, cô ấy nói chuyện với giọng vui vẻ. Không biết cậu cho Tiểu Cù uống thuốc gì nữa? Huy ca, Bồi ca dậy thì tôi không phản đối. Nhưng anh hình như không có tư cách này thì phải. Triệu Quốc Đống hơi nóng mặt. Anh hình như cũng không tốt hơn tôi là bao. Hay là chúng ta thảo luận một chút về cuộc sống tình cảm. Được rồi Quốc Đống, chuyện này không nói tới nữa. Tôi chỉ hy vọng Tiểu Cù sớm khỏe lại rồi về tập đoàn. Tiểu Cù không ở đây tôi và Bồi ca đúng là nhiều việc lên. Nhất là năm sau xây dựng Thiên Phu sẽ lên thị trường chứng khoán. Tập đoàn có một bộ phận sang bên xây dựng nên càng thiếu người hơn nữa.
Kiều Huy vội vàng giơ tay xin hàng. Nói chuyện với bạn bè luôn khiến thời gian trôi nhanh. Ba người thậm chí ăn cơm ở trong phòng, gọi vài món ăn, uống vài chén là đủ. Thiên Phu đã dần chuyển hình. Theo kế hoạch xây dựng, Thiên Phu sẽ lên thị trường chứng khoán thành công ty công chúng. Tập đoàn Thiên Phu mặc dù cũng phái người đến làm lãnh đạo cao cấp của xây dựng Thiên Phu nhưng về sau sẽ dần giảm cổ phần. Nhất là mấy năm tới khi thị trường chứng khoán phát triển mạnh nên tập đoàn Thiên Phu sẽ quyết định chuyển hướng sang đầu tư. Đây là điều mà Kiều Huy và Dương Thiên Bồi đều nhất trí. Đương nhiên bất động sản Thiên Phu là mảng mà Kiều Huy và Dương Thiên Bồi đều chú trọng. Nhất là bây giờ bất động sản Thiên Phu đang khá thành công ở Bắc Kinh, Thượng Hải cùng An Đô, còn thuận lợi tiến vào Thiên Tân cùng Hàng Châu. Quốc Đống, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có phải một người phụ nữ họ Qua? Từ Xuân Nhạn một bên lấy nước tắm cho Triệu Quốc Đống, một bên nói. Chị hỏi việc này làm gì? Triệu Quốc Đống đang cởi quần áo liền có chút kinh ngạc. Từ Xuân Nhạn hình như chưa bao giờ hỏi về vấn đề này, sao hôm nay lại đột nhiên hỏi vậy? Hôm nay có hai người phụ nữ trong câu lạc bộ nói chuyện với nhau. Bọn họ nói họ Qua không được vui vẻ mấy hôm nữa đâu, rất nhanh sẽ đi. Chị loáng thoáng nghe là trưởng ban tổ chức cán bộ. Từ Xuân Nhạn không ngờ Triệu Quốc Đống lại chú ý đến việc này như vậy nên vội vàng nói. Thu Nhạn, có phải hay không? Từ Thu Nhạn mặc áo ngủ tơ tằm nghe tiếng vội vàng chạy đến, theo bước chân của cô mà cặp vú bên dưới không khỏi lộ ra. Triệu Quốc Đống thấy thế liền khô lưỡi. Là như thế này, hai người phụ nữ đó bọn chị mặc dù không rõ lai lịch nhưng có thể khẳng định đều là cán bộ nhà nước, hơn nữa chồng cũng là cán bộ. Từ Thu Nhạn nói, tin này tạm thời áp chế ngọn lửa trong lòng Triệu Quốc Đống. Mặc dù không thể đoán khả năng thật sự của hai người phụ nữ kia nói, nhưng tin này cũng làm Triệu Quốc Đống buồn bực. Triệu Quốc Đống vội vàng tắm và đi ra, chị em Từ Xuân Nhạn một người lau tóc cho hắn, một người đổi dép cho hắn. Lúc này Triệu Quốc Đống không có phúc hưởng thú vui, mặc dù là Từ Xuân Nhạn khi khom người lấy dép cho hắn thì đã lộ cả mảng đỏ sẫm bên dưới áo ngủ cũng chỉ làm hắn hơi rung động mà thôi. Trưởng ban Quyền, tôi nghe đồn nói trưởng ban Qua sẽ đi, anh có tin gì không? Mặc dù đã hơi muộn nhưng Triệu Quốc Đống vẫn hy vọng đạt được tin tức chuẩn xác một chút, như vậy hắn mới có thể ngủ ngon. Qua Tĩnh mấy năm nay là người giúp hắn nhiều nhất ở tỉnh An Nguyên sau khi Thái Chánh Dương đi. Dù là bổ nhiệm làm phó thị trưởng thường trực, thị trưởng ở Hoài Khánh, hay là từ bộ năng lượng về Ninh Lăng làm bí thư thị ủy đều do Qua Tĩnh dốc sức ủng hộ. Bên kia trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm thấy Trang Quyền ở bên kia đang lẳng lặng suy nghĩ xem có nên trả lời mình không. Quốc Đống, bây giờ còn chưa xác định, tôi chỉ biết lúc này trong các ủy viên và thường vụ tỉnh ủy thì có tên trưởng ban Qua. Nhưng tôi cũng nghe thấy tin nói ban tổ chức cán bộ trung ương đang khảo sát trưởng ban Qua nên thấy khá mâu thuẫn. Nếu không phải trưởng ban Qua thay vị trí bí thư Yến hoặc bí thư Miêu thì có thể là trưởng ban Qua sau đại hội đảng sẽ đi. Trang Quyền có lẽ đang cẩn thận phân tích khả năng này, nhưng việc điều chỉnh nhân sự là rất khó phán đoán, có lúc sớm lộ tin nhưng có lúc lại giấu kín. Anh chưa hỏi trưởng ban Qua. Triệu Quốc Đống không nhịn được nói. Hỏi rồi. Hai hôm trước tôi nghe đồn nên hỏi nhưng trưởng ban Qua nói rất hàm hồ. Trưởng ban Qua nói muốn ở lại nhưng còn có ẩn số. Một câu là đợi quyết định. Trang Quyền bên kia thở dài nói. Nếu thật sự lên chức thì tôi đoán khả năng trưởng ban Qua đi là rất lớn. Dù sao trưởng ban Qua ở tỉnh An Nguyên quá lâu, hơn nữa làm thường vụ khá lâu rồi, từ góc độ ở tư mà nói thì có lẽ cân nhắc điều đi. Triệu Quốc Đống cũng biết thông lệ này nhưng nó chưa chắc sẽ là như vậy. Tất cả phải xem cái nhìn của Trung ương. Quyển 13, chương 37. Nằm trên giường nhưng Triệu Quốc Đống mãi không ngủ được. Từ Thu Nhạn nằm xuống sát bên Triệu Quốc Đống. Cô biết chuyện hôm nay có lẽ là rất quan trọng khiến hắn không thể yên tâm mà ngủ. Điều này làm cô có chút hối hận không nên nói ra, nhưng nếu thật sự làm nỡ chuyện quan trọng của hắn thì cô sẽ hối hận cả đời. Qua Tĩnh nếu thật sự rời khỏi An Nguyên, như vậy Triệu Quốc Đống biết mình cần nắm chặt thời gian mà hành động. Việc Tăng Lệnh Thuần vào thường vụ nhất định phải giải quyết trước khi Qua Tĩnh đi. Trước đại hội đảng 16 toàn quốc nhất định sẽ có một cơn sóng điều chỉnh lớn, bao gồm cả Thái Chánh Dương thì cũng có một nhóm cán bộ lớn sẽ điều chỉnh khỏi vị trí. Qua Tĩnh nếu đi thì chắc sẽ vào đợt đó. Nói cách khác hắn còn nửa năm. Trong nửa năm ấy hắn ít nhất phải ổn định bộ máy thị ủy theo ý đồ của mình, đây là trụ cột quan trọng nhất để sau này hắn tiến hành công việc. Lục Kiếm Dân và mình chưa bao giờ hòa hợp. Trung Dược Quân cũng là ẩn số, Triệu Quốc Đống không thể không chuẩn bị trước.
hắn không hy vọng vì mình quá tự tin nên đi vào vết xe đổ ở Hoài Khánh. Như vậy hắn tuyệt đối phải nắm thị ủy trong tay. Theo suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, sau khi Tăng Lệnh Thuần đi thì chức bí thư quận ủy Tây Giang hắn sẽ phải nghĩ cách đưa vào thường vụ thị ủy. Đương nhiên điều kiện chính là bí thư quận ủy Tây Giang phải là người hắn tin được. Ngoài ra cũng cần phải lập tức nắm chức trưởng ban tuyên giáo, như vậy hắn cần nhanh chóng điều Mao Bình đi. Nếu như không thể thực hiện trong nửa năm này, như vậy sau đó dễ bị tỉnh ủy có ý kiến. Nếu có thể để bí thư quận ủy Tây Giang vào thường vụ thị ủy, sau đó nắm được vị trí trưởng ban tuyên giáo, Triệu Quốc Đống cũng không sợ ai khiêu chiến quyền lực của mình trong thị ủy. Triệu Quốc Đống không muốn đối đầu với ai nhưng hắn không thể không đề phòng. Một bên tính toán, Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ thật nhanh các vị thường vụ. Vưu Liên Hương về cơ bản đứng về phía hắn, có lẽ có sự khác nhau trong vài vấn đề nhỏ. Nhưng Triệu Quốc Đống tin ở vấn đề lớn thì Vưu Liên Hương sẽ tuyệt đối kiên định đứng về phía mình, hơn nữa Triệu Quốc Đống có thể tự tin đảm bảo đối phương đứng cạnh mình. Lam Quang, sau khi hắn đến Ninh Lăng, hai người hình như chưa chính thức ngồi xuống nói chuyện. Đây là sai lầm của hắn, sau khi đại hội đảng kết thúc hắn quyết định dành thời gian nói chuyện xem có thể tìm được tiếng nói chung hay không. Tiêu Phượng Minh rõ ràng có hiện tượng dựa vào hắn, mà người này cũng có chút năng lực. Triệu Quốc Đống và Lưu Như Hoài vẫn giữ liên lạc, mặc dù không thân thiết như các cấp dưới cũ ở Hoa Lâm, Tây Giang. Nhưng Lưu Như Hoài vẫn có lấy thân phận bạn học mà gọi điện nói chuyện với hắn. Lúc hắn làm việc ở trên bộ thì Lưu Như Hoài cũng đã tới một lần. Toàn Lực Chí là người khó khống chế hoặc là nói muốn ảnh hưởng được là không dễ dàng. Đối phương có thể rất dễ dàng khiến Hoàng Lăng bị bắt, đây chính là lá bài tẩy của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đặt tại Ninh Lăng. Ngoài việc y mang theo một cán bộ từ thanh tra tỉnh xuống làm phó chủ nhiệm ra, trong Ủy ban Kỷ luật còn có nhiều cán bộ y chọn từ các quận, huyện lên, hoặc lấy từ bên cơ quan công an và viện kiểm sát. Điều này có nghĩa đối phương không cam lòng ngồi trên vị trí này, muốn đạt được thành tích. Triệu Quốc Đống tin con cái lớn Hoàng Lăng đủ để đối phương lên chức thành phó bí thư thị ủy. Xem ra mình còn cần tìm cơ hội trao đổi với đối phương. Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng Ủy ban Kỷ luật phát huy hết tác dụng sẽ ảnh hưởng gì tới mình. Ngược lại Ủy ban Kỷ luật sẽ là thanh đao để thị ủy diệt trừ ung nhọt trong cơ thể, đương nhiên điều này cần khống chế trong phạm vi nhất định. Nếu một bí thư thị ủy không có sức ảnh hưởng gì với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đó chính là thất bại. Hoàng Lăng tưởng y có thể khống chế Toàn Cực nên không thèm để ý tới Toàn Lực Chí, cuối cùng bị đâm sau lưng. Triệu Quốc Đống chưa từng coi thường ai, nhất là người giấu quá sâu như Toàn Lực Chí. Nhưng hắn không coi đối phương là kẻ địch hay đối thủ. Hiểu đối phương, ảnh hưởng đến đối phương rồi nắm giữ y, đây là kế sách của hắn. Toàn Lực Chí này hình như có quan hệ mật thiết với Cao Dương, đây cũng là một thứ có thể lợi dụng. Cao Dương làm viện trưởng Viện Kiểm sát Ninh Lăng trong thời gian khá lâu. Khi hắn đi đối phương đã làm viện trưởng, bây giờ vẫn không thay đổi. Còn hai người Lý Đại Phú cùng Lý Nguyên Khánh, Lý Đại Phú thì chưa rõ, trước đây trong công việc hai bên không tiếp xúc nhiều, lần này hắn về Ninh Lăng coi như chính thức gặp và nói chuyện vài lần. Hắn cảm thấy cũng được nhưng mới chỉ trong công việc mà thôi, còn nói chuyện ngoài lề thì có lẽ vẫn hơi sớm. Lý Nguyên Khánh là tư lệnh quân khu, đây là người ít tham gia việc trong thị xã. Khi không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân thì Triệu Quốc Đống tin đối phương sẽ hiểu rõ cục diện, không gây phiền toái cho hắn. Có lẽ đêm qua thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống không ổn nên Từ Thu Nhạn chỉ lặng lẽ dựa sát vào hắn mà ngủ, ngủ rất ngon. Tiếng hít thở của cô thậm chí thành khúc thôi miên của Triệu Quốc Đống, làm cho hắn không đành lòng đánh thức cô, mà muốn ôm cô ngủ. Có lẽ do tư thế ngủ không quá chuẩn nên khiến chiếc váy ngủ của cô vén lên lộ ra hơn nửa bờ mông. Chiếc quần lót màu lam khó có thể che khe danh kia, cũng không phải là do quần lót quá nhỏ mà do bộ mông của cô quá to. Do Từ Thu Nhạn tập luyện nhiều nên cặp mông khá vểnh, hơn nữa chị em Từ Thu Nhạn rất trắng. Một xanh một trắng làm người ta không nhịn được thò tay vào sờ. Mình không phải thánh sao có thể nhịn. Từ Thu Nhạn giật mình tỉnh giấc, bàn tay quen thuộc đang đặt trên mông cô làm cô khẽ mím môi nhịn rên để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi cuộc ân ái Từ Thu Nhạn thích nhất dựa đầu vào lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập, cảm nhận hơi nóng từ hắn truyền sang. Lúc này làm Từ Thu Nhạn cảm thấy yên bình nhất. Triệu Quốc Đống ôm chặt mỹ nhân vào lòng, có đôi khi hắn cũng nghĩ sao mình lại thành kẻ như vậy. Người khác có lẽ nói đây là hoang dâm nhưng hắn có suy nghĩ của mình. Hai chị em Từ Thu Nhạn gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, hắn tại sao không thể mang lại bình yên cho các cô. Chỉ đơn giản như vậy thôi,
về phần khác hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Nếu có một ngày các cô rời khỏi hắn, như vậy các cô đã tìm được cuộc sống thích hợp hơn với mình. Hắn có lẽ cũng nuối tiếc, buồn bã nhưng hắn sẽ chúc các cô hạnh phúc vì đây là duyên phận. Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, xã hội là đa nguyên hóa, con người theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh không thể nói anh bây giờ không phù hợp trào lưu hoặc là bị người khác lên án là anh sai hoàn toàn. Quyển 13, chương 38. Triệu Quốc Đống từ chối khéo việc Bối Thiết Lâm bố trí đài truyền hình tỉnh phỏng vấn cho mình. Bây giờ không phải lúc tạo thế, đến lúc cần lên hắn tuyệt đối không từ chối. Hắn vừa lên chức mà đã được vào ban ủy viên đảng ủy tỉnh, chẳng qua đây là điều mà vị bí thư thị ủy nào cũng được tham gia, không phải Triệu Quốc Đống có bản lĩnh gì hơn người. Đại hội đảng tỉnh lần 9 cứ thế kết thúc, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình có nhiều thu hoạch từ đại hội đảng lần này. Đầu tiên là quan hệ giữa hắn và Tiêu Phượng Minh đã được kéo gần. Ở tình huống cả hai bên đều cố gắng nên miễn cưỡng hòa hợp. Tiêu Phượng Minh là trưởng ban tổ chức cán bộ có hắn ủng hộ thì sẽ thuận lợi, mà mình có Tiêu Phượng Minh ủng hộ sẽ như hổ thêm cánh. Đương nhiên không có Tiêu Phượng Minh thì Triệu Quốc Đống vẫn khống chế được cục diện, nhưng nếu không làm khống chế được Tiêu Phượng Minh thì hắn sẽ nghĩ cách đổi người. Đồng thời hắn đã tiến hành với tất cả các vị đại biểu Ninh Lăng tham gia đại hội đảng lần này, nghe suy nghĩ thật của bọn họ, đồng thời cũng miêu tả về Ninh Lăng mới mà hắn muốn xây dựng với bọn họ. Rất nhiều đại biểu lần đầu gặp Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng cố gắng ghi nhớ mặt mũi bọn họ để khi gặp nói ra được tên ngay, đây là sự tôn trọng của cả đôi bên. Phải nói đây là cơ hội quá tốt cho hắn khi vừa lên nhận chức đã được gặp các vị đại biểu đảng viên xuất sắc, tránh cho việc hắn phải đến từng quận, huyện để khảo sát, để gặp bọn họ. Sau đại hội đảng lần này, tỉnh An Nguyên sẽ gặp biến động lớn về nhân sự, rất nhiều tin đã lộ ra. Bối Thiết Lâm muốn đến Thông Thành làm bí thư thị ủy, Trang Quyền đến Tân Châu làm bí thư thị ủy. Hai người quen trở thành hàng xóm của hắn, coi như là duyên phận. Bối Thiết Lâm cùng Trang Quyền đều đã mời hắn uống rượu, Triệu Quốc Đống cũng lập tức đáp ứng. Dù sao hắn còn nợ Bối Thiết Lâm vì đối phương đã giúp Trình Nhược Lâm và La Băng rất nhiều. Bối Thiết Lâm cũng chiếu cố nhiều đến hai cô khiến nhiều người tưởng La Băng và Bối Thiết Lâm có quan hệ mờ ám. Việc Tương Uẩn Hoa làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc coi như được xác định. Tôn Nghĩa Phu không được vị trí này nhưng vì bồi thường y được làm một chức khác ở trên tỉnh, hơn nữa sau hai hội nghị tỉnh sang năm y sẽ được tuyển làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, coi như là bù đắp. Mai Triệu Quốc Đống vẫn ở lại An Đô tham gia cuộc họp lần thứ nhất đại hội đảng khóa 9 để thông qua đề cử và bầu cử phó bí thư. Bí thư, các ủy viên ủy ban kỷ luật, sau đó nghe bí thư tỉnh ủy mới nhận chức phát biểu. Lúc này tình hình là rất rõ ràng. Tần Hạo Nghiên, Yến Nhiên Thiên, Miêu Trấn Trung vẫn như cũ làm phó bí thư tỉnh ủy. Phó chủ tịch tỉnh Tề Hoa muốn vào thường ủy có lẽ thay thế công việc mà Nhâm Vi Phong phụ trách trước đó. Còn phó bí thư đảng ủy Đại học An Nguyên Dương Kính Quang sẽ vào thường vụ, có lẽ thay Hồ Liêm để nhận chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống nghe nói Dương Kính Quang từng có quan hệ mật thiết với Ứng Đông Lưu khi Ứng Đông Lưu làm phó bộ trưởng Bộ Giáo dục, có lẽ lần này Dương Kính Quang vào thường vụ tỉnh ủy chính là có liên quan đến Ứng Đông Lưu. Tất cả đều trong dự định và chỉ có một chút bất ngờ nhỏ. Triệu Quốc Đống nhận được tin tức thì biết Trần Anh Lộc vốn nghĩ rằng có thể thay Hoàng Lăng mà vào thường vụ, bản thân Trần Anh Lộc cũng cố gắng hoạt động. Nhưng bây giờ xem ra đã có biến hóa, Tề Hoa vào thường vụ coi như thay vị trí đã định cho Hoàng Lăng. Còn Hồ Liêm lui lại do Dương Kính Quang thay thế, có lẽ kết quả tốt nhất của Trần Anh Lộc là làm phó chủ tịch không phải thường vụ tỉnh ủy. Người tính không bằng trời tính, thường một việc vốn nghĩ không quan hệ với mình lại ảnh hưởng lớn đến mình. Trần Anh Lộc cố gắng công tác ở Hoài Khánh nhưng lại không thể vào thường vụ tỉnh ủy. Tin Qua Tĩnh sẽ đi cũng đã truyền ra ở trên tỉnh. Nhưng sau khi Qua Tĩnh được xác định làm thường vụ tỉnh ủy khóa mới khiến tin này dần biến mất. Điều này cũng có nghĩa Qua Tĩnh tiếp tục làm ở chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không dám xác định Qua Tĩnh có đi hay không. Nghĩ đến đây, Triệu Quốc Đống liền có quyết định một khi trên tỉnh phê cho Tằng Lệnh Thuần vào thường vụ, hắn sẽ lập tức điều chỉnh bí thư quận ủy Tây Giang, ngoài ra cũng phải làm Mao Bình ngoan ngoãn giao chức trưởng ban tuyên giáo ra. Do tình hình cấp bách nên hắn mới làm như vậy. Nếu Qua Tĩnh đi, Triệu Quốc Đống không biết ai sẽ làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu gặp người cản trở. Gây hấn với hắn như Yến Nhiên Thiên thì việc xác định bộ máy thị ủy Ninh Lăng theo ý đồ của hắn sẽ không thể thực hiện nổi. Lúc này Đàm Lập Phong và Trần Anh Lộc đang sóng vai nhau đi ra vừa vặn thấy Triệu Quốc Đống lên taxi. Bí thư xem kìa, bí thư Triệu bây giờ có vẻ rất nhàn.
Đàm Lập Phong cười nói. Đúng thế, đúng là không ngờ quốc đống lại về tỉnh An Nguyên chúng ta nhanh đến vậy. Điều này sợ là mọi người đều không ngờ đến. Trần Anh Lộc nói với giọng có chút nuối tiếc. Lúc Đàm Lập Phong còn làm phó bí thư thị ủy đã phối hợp tốt với hắn, mà cộng tác với Triệu Quốc Đống thì Trần Anh Lộc luôn không yên tâm. Nhưng Triệu Quốc Đống đi, Đàm Lập Phong tới làm thị trưởng, Trần Anh Lộc lại thấy Đàm Lập Phong không thích hợp với chức thị trưởng. So sánh với Triệu Quốc Đống, Đàm Lập Phong làm việc rất có trật tự, quy củ, rõ ràng. Nhưng Trần Anh Lộc lại thấy đối phương thiếu một sự mãnh liệt trong công việc. Đàm Lập Phong vững chắc thì thừa nhưng sự đổi mới lại thiếu, tầm nhìn còn kém so với Triệu Quốc Đống. Điều này có lẽ do Đàm Lập Phong đã làm ở bên công tác tổ chức quá lâu. Đàm Lập Phong trước đây đã từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ, phó thị trưởng thường trực rồi mới sang làm phó bí thư thị ủy, hơn nữa lúc ở huyện làm chủ yếu bên đảng ủy, ít dính dáng tới công việc bên chính quyền. Điều này có thể là nguyên nhân khiến tác phong làm việc của Đàm Lập Phong vững chắc, cẩn thận. Có lẽ Đàm Lập Phong thích hợp làm bí thư thị ủy hơn. Đối với một vị bí thư thị ủy thì có trật tự là ưu thế nhưng như vậy sẽ thành tầm thường hóa. Trong thời đại đầy cơ hội và biến động này, anh muốn vượt qua các nơi khác trong tỉnh thì sự vững vàng chưa đủ. Bí thư Triệu về Ninh Lăng làm bí thư thị ủy coi như cầu được ước thấy. Bí thư Triệu công tác ở Ninh Lăng nhiều năm nên chắc rất có tình cảm với nơi này. Nếu không y cũng không bỏ chức cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng mà về vùng đất xa xôi Ninh Lăng làm gì? Đàm Lập Phong nói. Đàm Lập Phong cười thầm trong lòng. Khi hai bên cạnh tranh làm thị trưởng, Triệu Quốc Đống thắng một lần nhưng mình cũng không bại. Chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy là bàn đạp để mình thành bí thư thị ủy. Bây giờ mình thành công đẩy Triệu Quốc Đống đi coi như hòa. Mà mình sau khi làm thị trưởng Hoài Khánh mới biết Triệu Quốc Đống này đã tạo trụ cột ở Hoài Khánh chắc chắn đến như thế nào. Chỉ riêng khu khai phát trong một năm đã có nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử thông tin tiến vào, quy mô đều lớn. Khi các công ty này xây dựng xong nhà máy thì kinh tế Hoài Khánh sẽ phát triển cực nhanh. Khi nói chuyện với Đàm Lập Phong, Trần Anh Lộc cũng nói thẳng Triệu Quốc Đống mặc dù ở Hoài Khánh không lâu nhưng đã có quyết định rất quan trọng đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Hoài Khánh, nhất là việc quyết đoán xác định ngành điện tử thông tin làm sản nghiệp trụ cột của Hoài Khánh. Đàm Lập Phong cũng phải công nhận điều này. Bây giờ Đàm Lập Phong cho rằng mình và Triệu Quốc Đống không xuất phát cùng vạch. Mình mặc dù là thị trưởng nhưng sang năm Trần Anh Lộc sẽ lên làm phó chủ tịch tỉnh, mình coi như được xác định làm bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống là bí thư thị ủy Ninh Lăng thì sao chứ? Điều kiện Ninh Lăng không thể so sánh với Hoài Khánh, dù là trụ cột sản xuất công nghiệp hay tiềm lực nông nghiệp, vị trí địa lý và quy hoạch đô thị đều không bằng Hoài Khánh. Bây giờ Hoài Khánh đang nhìn vào vị trí thứ hai toàn tỉnh sau An Đô, còn Ninh Lăng thì sao? Đàm Lập Phong nghĩ vậy không khỏi nở nụ cười đầy khinh bỉ. Quyển 13, chương 39. Triệu Quốc Đống tất nhiên không biết mình lên xe bị người khác thấy. Hắn không mang xe về An Đô, lần này hắn để Bành Trường Quý nghỉ. Hắn cũng có thể một mình đi đâu đó bắt xe là xong. Xe taxi đưa hắn đến quán Phong Tình Sena ở quảng trường La Mã, đây là một quán đồ Tây khá ngon miệng. Ăn cơm xong, Triệu Quốc Đống mới đưa một chiếc hộp trong tay cho Hàn Đông. Sinh nhật vui vẻ. Em còn tưởng anh quên sinh nhật em chứ. Mặt Hàn Đông đỏ lên, làn da cô trắng nõn như ngọc bây giờ thêm sắc đổ càng thêm bắt mắt. Hàn Đông cũng không mở xem quà là gì mà nhét vào túi của mình. Quà gì không quan trọng, chỉ cần hắn nhớ sinh nhật của cô là đủ rồi. Sao có thể chứ, anh có thể quên sinh nhật của mình nhưng không thể quên Tiểu Đông. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. 30 rồi, thời gian trôi quá nhanh. Hàn Đông có chút xúc động khuấy cốc cà phê nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm. Triệu Quốc Đống khẽ run lên. Hàn Đông bây giờ còn kiêu kỳ hơn xưa, cô nổi tiếng là đóa hoa hồng băng giá ở ban tuyên giáo An Đô. Mặc dù có rất nhiều người thèm muốn đóa hoa này nhưng ai cũng biết cô trưởng phòng này có trái tim băng giá. Từng có một thanh niên xuất sắc ở Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô theo đuổi nhưng liên tục bị từ chối mà vẫn không bỏ qua. Điều này làm Hàn Đông tức giận nên mắng cho tên này một trận ngay cửa. Cuối cùng tên thanh niên đó không dám bước vào ban tuyên giáo nửa bước. Tiểu Đông, anh nghĩ 10 năm sau chúng ta nếu có thể ngồi cùng nhau như thế này thì em cũng không thay đổi là bao. Triệu Quốc Đống cũng không biết an ủi Hàn Đông như thế nào. Nhưng hắn biết mình dù nói dối thì cô cũng rất thích nghe. Ồ, tại sao? Hàn Đông rất ngạc nhiên nói. Bởi vì theo anh thấy em là cô gái dậy thì sớm nhưng tuổi dậy thì qua mà em vẫn không biến hóa mấy.
có thể chính em không thấy chứ thực ra em không khác mấy so với 10 năm trước. Ngoài cách ăn mặc và tâm lý, giọng điệu, hành vi ra thì khuôn mặt em vấp thế. Triệu Quốc Đống cố bịa. Vậy anh thích em bây giờ hay trước kia hơn? Hàn Đông nghiêng đầu tinh nghịch nói. Ừ, nếu như Tiểu Đông không phải là cán bộ nhà nước mà là nhân viên công ty thì anh thích em mặc trẻ trung hơn. Dù sao tuổi trẻ làm người ta vui sướng, nhưng em là cán bộ nhà nước nên giở tay nhấc chân đều có dáng của lãnh đạo, giữ hình tượng bây giờ mới là chính xác nhất. Triệu Quốc Đống phát hiện mình đúng là thiên tài có thể trả lời dễ dàng vấn đề khó khăn đến vậy. Quốc Đống, anh sau khi làm bí thư nên ăn nói cũng giỏi hơn. Trước đây anh chỉ nói lý ở công việc, nhưng bây giờ đối mặt với phụ nữ cũng nói giỏi đến thế. Không biết có phải là do kết quả thực chiến sau thời gian dài không? Tâm trạng Hàn Đông tốt hơn chút, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhấp cốc cà phê. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trước mặt Hàn Đông, hắn thật sự không muốn nói gì nhiều. Hai người cách một tấm giấy mỏng, không ai muốn nói thẳng ra. Triệu Quốc Đống từng vài lần muốn khuyên cô nhưng cảm thấy khó có thể mở miệng nói. Mà Hàn Đông có vẻ cũng không muốn chấp nhận quan điểm của hắn. Nhược Đồng nhà anh vẫn ổn chứ? Còn có thể không sao. Cô ấy ở Kazakhstan, thời gian về nước không nhiều. Anh cũng bận việc nên một tuần chỉ gọi điện một hai lần. Triệu Quốc Đống đây là nói thật. Đợt Tết vốn đã tạo chút cảm giác nhưng do xa cách lâu nên dần nhạt đi. Bảo sao người ta nói thời gian và không gian là kẻ địch lớn nhất của tình cảm. Triệu Quốc Đống cũng không biết khi Lưu Nhược Đồng về nước thì hai người còn có được cảm giác như trước không. Hàn Đông khẽ thở dài một tiếng, cô thật sự không thể hiểu suy nghĩ của hắn. Hắn không chọn cô mà chọn một người phụ nữ làm hắn thấy xa lạ. Hàn Đông không tin mình kém cô gái kia, ngoài ra thế tốt hơn chút thì sao? Triệu Quốc Đống không phải là người dựa vào phụ nữ mà lên, nếu thật thì cô đã không coi trọng hắn. Người đàn ông nếu không muốn tiến bộ cô sẽ không thèm, dù anh theo đuổi gì anh cũng cần có mục tiêu phấn đấu. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở bộ năng lượng, Hàn Đông cũng thông qua con đường của mình mà biết. Biểu hiện của hắn làm cô thấy mình càng thêm si mê hắn, điều này làm cô kinh sợ và lại thấy có chút ngọt ngào. Cô ở bên nhìn hắn trưởng thành, hy vọng hắn có thể nhìn tới mình, không biết đây có phải một loại hạnh phúc không? Triệu Quốc Đống có chút mất tự nhiên khi Hàn Đông nhìn như vậy, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Có duyên không phận, đây là đánh giá của Triệu Quốc Đống về tình cảm của hắn và Hàn Đông. Hắn tự nhận mình làm không sai, có lẽ đây không phải biện pháp tốt nhất nhưng hắn chưa tìm ra cách nào tốt hơn. Nghiêm Lập Dân có chút ngẩn ra nhìn đôi nam nữ bên kia. Y thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại dám to gan như vậy. Có vợ rồi mà còn dám dụ dỗ cháu gái Hàn Độ. Y có thể nhìn ra sự thân thiết của đôi bên. Vợ Triệu Quốc Đống thì Nghiêm Lập Dân đã nghe nói là con của gia tộc cách mạng. Chẳng qua sau cải cách đời hai của Lưu Gia đã giảm sức ảnh hưởng đi trong quân đội. Nhưng mấy năm qua Lưu Gia có vài người bắt đầu lộ rõ bản lĩnh, Nghiêm Lập Dân mặc dù không rõ tình hình thực tế nhưng y biết Lưu Thác bây giờ làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu từ ban tổ chức cán bộ trung ương đi ra. Lập Dân, anh nhìn gì đó, chưa thấy người trẻ tuổi yêu nhau sao? Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhíu mày nói. Không có gì, Tiếu Mi, em không thấy người đàn ông kia hơi quen sao? Nghiêm Lập Dân cười cười rồi nói. Ồ, người phụ nữ nhướng mày nhìn sang nhưng không nhận ra. Ai thế? Bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất của tỉnh An Nguyên. Nghiêm Lập Dân nói. Triệu Quốc Đống. Người phụ nữ nhướng mày nói. Cô gái kia chắc không phải vợ hắn chứ? Đương nhiên không phải, đó là phó trưởng phòng văn nghệ ban tuyên giáo thành phố An Đô, là đóa hoa hồng băng giá, không ít người muốn hái nhưng bị gai đâm vào tay. Nghiêm Lập Dân cẩn thận quan sát đôi nam nữ kia, mình lúc trước phán đoán có thành kiến thì phải. Hàn Đông hình như có ý với Triệu Quốc Đống, điều này không giấu được mặt y. Nhưng Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh, giống như đối với bạn bè vậy. Điều này làm y không rõ quan hệ của đôi bên. Không phải chứ, Triệu Quốc Đống dám to gan như vậy sao? Người phụ nữ cũng cẩn thận quan sát, khả năng quan sát của chị ta không kém gì chồng vì đều là người từ cảnh sát hình sự đi ra. Ừ. Không giống quan hệ kia, em nói rồi mà, Triệu Quốc Đống đâu dám to gan như vậy, đây là nơi khá nổi tiếng ở An Đô, hắn không sợ người quen thấy sao? Ừ, nhưng anh có thể khẳng định Hàn Đông kia nhất định có ý với Triệu Quốc Đống. Nghiêm Lập Dân cười nói, Hàn Đông là cháu gái trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hàn Độ. Ồ, lợi hại, điểm này Triệu Quốc Đống có thể nói mạnh hơn anh. Người phụ nữ cũng nở nụ cười.
Già rồi sao theo kịp thời đại, ở thời này mọi thứ tồn tại là có lý của nó. Không từ thủ đoạn để tiến lên mà, phải không Tiếu Mi? Quyển 13, chương 40. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc khi gặp hai vợ chồng Nghiêm Lập Dân ở đây. Nhà hàng này đáng lẽ vợ chồng không thích mới đúng, không ngờ vợ chồng nhiều năm mà vẫn có hứng thú đến vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống chỉ có chút kinh ngạc trong nháy mắt rồi lập tức khôi phục bình thường. Triệu Quốc Đống bây giờ đã có thể luyện đến mức mặt không chút thay đổi nếu có bị bắt gian tại giường, càng không cần phải nói hôm nay hắn chỉ đi ăn cơm, uống cà phê với Hàn Đông. Bí thư Lập Dân, thư tỷ, thật trùng hợp. Bí thư Nghiêm. Từ cách gọi của Triệu Quốc Đống có thể nhận ra sự khác biệt thân phận giữa hai bên. Triệu Quốc Đống bây giờ đã là bí thư thị ủy một thị xã. Mặc dù Nghiêm Lập Dân cũng là phó bí thư thị ủy An Đô, cũng là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng so sánh với một bí thư thị ủy nắm giữ một nơi thì dù thành phố anh ở có địa vị tốt đến mấy cũng là khác nhau. Bởi vì Triệu Quốc Đống có thể đưa ra quyết định ảnh hưởng đến mấy triệu dân, đây là điều phó bí thư như Nghiêm Lập Dân không thể so sánh. Quốc Đống, Tiểu Hàn, đúng là trùng hợp. Nghiêm Lập Dân cũng cười cười một tiếng. Trước mặt Triệu Quốc Đống, y không thể nào thua về khí thế. Đấu hay cạnh tranh đều còn lâu mới kết thúc, thậm chí có thể nói mới là bắt đầu. Quốc Đống, đã lâu không gặp, không tới gặp thư tỷ là sao? Có phải là lên làm bí thư thị ủy nên quên tôi? Thư Tiếu Mi khẽ cười nói. Triệu Quốc Đống cũng không lạ gì người phụ nữ này. Làm một người phụ nữ mà Thư Tiếu Mi có thể leo lên chức phó tổng đội trưởng tổng đội cảnh sát hình sự sở công an, ngoài có chồng làm to thì chị ta cũng có một chút năng lực nghiệp vụ. Nghe nói chị ta giỏi thẩm vấn nạn nhân, có sức quan sát nhạy bén. Chị nói gì vậy, tôi đâu dám so sánh với bí thư Lập Dân. Tôi ở nơi xa xôi, lên tỉnh cũng mất gần 5 tiếng, lần này về tham gia đại hội đảng tôi cũng dự định tới thăm Thư Tỷ. Thư Tỷ lên chức phó tổng đội trưởng cũng nên mời khách mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Thư Tiếu Mi và Nghiêm Lập Dân cùng được bổ nhiệm đợt này, đây cũng là lý do mà Nghiêm Lập Dân rời khỏi đội ngũ công an. Dù sao Thư Tiếu Mi cũng lên làm cán bộ cấp chính huyện, hai vợ chồng ở cùng một đơn vị có vẻ không thích hợp. Ồ, chút chuyện nhỏ này mà cần mời khách, vậy cậu thì sao? Thư Tiếu Mi nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Ha ha, tôi mời khách cũng được nhưng mà phải ở Ninh Lăng. Thư tỷ nếu như có hứng thú tới Ninh Lăng thì tôi có thể mời bất cứ lúc nào. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng phản công. Được, hôm nào tôi tới Ninh Lăng sẽ bảo lão Mã mang tôi đến gặp vị hoàng đế ở Ninh Lăng mới được. Thư Tiếu Mi này ăn nói không thua kém gì nam giới, Triệu Quốc Đống có ấn tượng về chị ta nhiều hơn cả Nghiêm Lập Dân. Tiểu Hàn, cô và Quốc Đống quen từ trước sao? Nghiêm Lập Dân nói sang việc khác. Ừ, tôi và Quốc Đống quen được 10 năm rồi. Hàn Đông cười hì hì nói. Lúc ấy Quốc Đống còn làm cảnh sát nhỏ nhưng rất kiêu căng, không giống với những người khác. Tôi có ấn tượng tốt với cảnh sát là do biểu hiện của anh ta. Ồ, Nghiêm Lập Dân cũng có chút kinh ngạc. Y không biết hai người này quen nhau được chục năm rồi. 10 năm trước Triệu Quốc Đống bao tuổi, sợ mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Không ngờ hai người lại có quan hệ lâu như vậy. Ha ha, bí thư Lập Dân, thời này có rất nhiều chuyện không nghĩ ra mà. Giống như tôi thật không ngờ anh lại một lần nữa ra khỏi đội ngũ công an. Triệu Quốc Đống cười cười đâm một câu. Nghiêm Lập Dân gật đầu không nói tiếp nhưng ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Y bắt tay Triệu Quốc Đống rồi vẫy tay chào Hàn Đông. Nhưng thật ra Thư Tiếu Mi lại thân thiết nói chuyện vài câu với Hàn Đông rồi mới xoay người rời đi. Đây giống như một viên đá ném xuống biển tạo thành vệt nước rồi nhanh chóng mất đi. Bốn người gặp nhau rất bình thường, lễ phép chào tạm biệt rồi chia tay. Triệu Quốc Đống lên xe của Hàn Đông, còn Nghiêm Lập Dân lại vào xe của vợ chạy về hai hướng khác nhau. Triệu Quốc Đống rất có hứng thú xem bản quy hoạch đô thị của Ninh Lăng trong 2 ngày. Đúng là thú vị. Triệu Quốc Đống thật không ngờ chuyện khó đầu tiên mà mình phải giải quyết là phương án quy hoạch đô thị. Nó giống như việc lớn đầu tiên hắn làm khi bắt đầu với cương vị thị trưởng Hoài Khánh. Trung Dược Quân là cảm thấy mình vì nguyên nhân tình cảm nên đứng bên y, hay cảm thấy mình có thể hiểu được phương án này. Triệu Quốc Đống không tin Trung Dược Quân ngây thơ cho rằng hắn làm lớn ở Hoài Khánh, như vậy ở Ninh Lăng sẽ ủng hộ y. Vậy nói cách khác Trung Dược Quân tin có thể thuyết phục mình. Nghe nói phương án này Trung Dược Quân vừa đưa ra đã bị Vưu Liên Hương và một loạt người kiên quyết phản đối. Ngoài Trúc Văn Khôi ủng hộ ra thì Trung Dược Quân không còn ai ủng hộ. Bên thị ủy thì Trung Dược Quân cũng là người cô độc. Cả Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh đều không ủng hộ quy hoạch này của y.
Lý do Vưu Liên Hương phản đối chính là phương án này nghiêm trọng thoát khỏi thực tế Ninh Lăng. Bây giờ khu khai phát và khu Hà Nam cùng với khu lâm cảng của Tây Giang còn rất nhiều đất thừa, vậy mà Trung Dược Quân lại muốn nhìn về phía Đông Giang, đây là sốc nổi. Tài chính khó khăn cũng là một vấn đề. So sánh với Hoài Khánh, thu tài chính của Ninh Lăng thấp hơn nhiều. Cả Ninh Lăng chỉ có Tây Giang, Hoa Lâm và khu khai phát là thu nhập từ thuế cao, đây cũng là nguyên nhân mà trước đây Hoàng Lăng dốc sức phát triển khu khai phát, đồng thời cũng muốn nhận khu lâm cảng cùng khu Hà Nam của Tây Giang vào thị xã. Phải nói ý tưởng của Trung Dược Quân là đi trước thời gian. Diện tích khu Hà Nam cùng khu lâm cảng thực ra không lớn. Đây đang là động cơ phát triển kinh tế của Tây Giang, thị xã đề nghị sát nhập hai nơi này vào khu khai phát đã bị Tây Giang kiên quyết phản đối. Tăng Lệnh Thuần mặc dù là người khá ôn hòa nhưng ở vấn đề này đã tỏ thái độ rất kiên quyết. Cán bộ Tây Giang cũng rất đoàn kết ở việc này, ngay cả Tông Kiến cũng phản đối thẳng việc thị xã muốn hái đào. Bởi vì xây dựng cầu qua sông Tú Hà trước đây thị xã không bỏ vốn, sau đó quận thông qua đủ con đường gom góp tài chính, thị xã mới miễn cưỡng trợ cấp một chút. Bây giờ thị xã muốn nhận hết đương nhiên sẽ bị Tây Giang phản đối. Mà khu Hà Nam cùng khu công nghiệp Lâm Cảng không thể thu về thị xã sẽ khiến quy hoạch sông Tú Hà cùng Ô Giang của thị xã gặp ảnh hưởng. Mặc dù thị xã có thể lấy danh nghĩa thống nhất quy hoạch mà thu về, nhưng dù sao quận cũng có đảng ủy, chính quyền, tranh giành lợi ích quá mạnh cũng không hay. Vì thế Trung Dược Quân liền nhảy ra khỏi lối suy nghĩ phát triển nội thành về Tây Nam mà nhìn sang phía Đông Ô Giang, phía Nam quốc lộ 915 là Đông Giang. Nhưng điều này mang lại một vấn đề đó chính là phương tiện trụ cột ở Đông Giang gần như trống rỗng, nếu muốn phát triển nội thành về phái Đông thì sẽ phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất rất lớn. Đây là một trong các nguyên nhân mà Vưu Liên Hương kiên quyết phản đối. Nơi đặt trụ sở quận ủy, ủy ban quận Đông Giang chỉ có thể coi là một thị trấn bình thường. Cả Đông Giang gần như không có công ty nào ra hồn. Trụ cột công nghiệp và thu tài chính đều yếu kém, vì thế khi Ninh Lăng phân hai quận Tây Giang và Đông Giang, gần như không cán bộ nào muốn sang Đông Giang. Vì thế cuối cùng thị xã phải đưa ra quy định bắt buộc phải giải quyết. Hơn nữa còn có quy định chỉ cần hai vợ chồng cùng công tác ở Đông Giang thì đều được vào biên chế. Đông Giang hầu hết là một khu vực sản xuất nông nghiệp. Nó so với Tây Giang gần như là hai thế giới. Khi GDP của Tây Giang năm 2001 đã đột phá 2,8 tỷ, thu nhập bình quân của dân chúng là hơn 2.000 tệ, Đông Giang vẫn tranh thủ phấn đấu mục tiêu GDP 900 triệu, cuối cùng chỉ đạt 880 triệu, không bằng 1/3 của đối phương. Mà thu nhập bình quân của Đông Giang cũng mới là 1.730 tệ. Trung Dược Quân đưa ra ý tưởng phát triển về phía Đông chính là lợi dụng phát triển đô thị để thúc đẩy kinh tế Đông Giang tiến lên. Quyển 13, chương 41. Từ cảm giác cá nhân của Triệu Quốc Đống mà nói thì phương án quy hoạch đô thị này khá sáng tạo, thậm chí còn hơn cả tư tưởng của hắn làm ra ở Hoài Khánh. Trung Dược Quân này nghe nói đầu những năm 80 đã tốt nghiệp Học viện Kiến trúc Thiên Tân, mặc dù theo chính trị nên dần quên nghiệp vụ nhưng dù sao y cũng làm trong ngành xây dựng một thời gian dài, tiếp xúc nhiều với việc quy hoạch đô thị, vì thế có thể nói tầm nhìn và trình độ không thể thiếu. Đương nhiên cũng vì thế khiến cho bản quy hoạch này làm nhiều người thấy không thực tế, hoàn toàn bỏ qua nội thành cũ của Ninh Lăng mà nghĩ đến chuyển nội thành sang bên Đông Giang. Theo Trung Dược Quân thấy nội thành cũ của Ninh Lăng cần giữ lại nhất là các phong cách kiến trúc thời chiến tranh, nó có giá trị lớn đối với truyền thống khu vực Trung Nam. Nếu muốn cải tạo thành cũ và từng bước cải tiến thì thứ nhất nội thành cũ của Ninh Lăng khá đặc thù, nhiều khu nhà là tài sản cá nhân và được giữ gìn tốt, tỷ lệ phòng xuống cấp thấp, quy hoạch khu phố cũng khá tốt. Nếu như tiến hành giải tỏa thì chi phí đền bù là rất lớn, hơn nữa cũng có thể mang tới nhiều mâu thuẫn xã hội. Thứ hai nội thành cũ có phong cách kiến trúc như vậy mà bị phá hủy rồi xây dựng những tòa nhà cao tầng, điều này sẽ khiến sức hấp dẫn của Ninh Lăng giảm đi nhiều. Trung Dược Quân đứng từ góc độ bảo vệ diện mạo nội thành cũ và tính tới phát triển đô thị, điều này Triệu Quốc Đống cũng hiểu đôi chút. Khác với Hoài Khánh đó là nội thành cũ của Ninh Lăng khá tập trung, hơn nữa có nhiều khu vực có phong cách kiến trúc độc đáo, hơn nữa hầu hết là tài sản riêng, không tính tức việc bảo vệ thì cũng phải tính đến việc kinh tế khi giải phóng mặt bằng. Như Trung Dược Quân nói ánh mắt lãnh đạo phải càng lúc càng cao, phải hợp thời đại. Những vị lãnh đạo đó cho rằng kiến trúc cũ là lạc hậu, lỗi thời, thậm chí nó sẽ là bóng ma trong việc lãnh đạo muốn đạt thành tích, phải hủy bỏ mà xây dựng đô thị hiện đại hóa. Trung Dược Quân mặc dù khi giới thiệu phương án cũng không thêm dầu thêm mỡ gì vào nhưng Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không bị bề ngoài đánh động.
Hắn chủ yếu động tâm là việc Trung Dược Quân đưa ra quy hoạch giữ lại giá trị lịch sử của nội thành cũ, phát triển đô thị mới. Kiến trúc đô thị chính là một dấu ấn sâu sắc của lịch sử, một khi dấu ấn đó mất đi như vậy đô thị đó không có linh hồn. Mặc dù quan điểm này hơi quá nhưng vẫn khiến người ta phải suy nghĩ. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn quyết định chấp nhận ý của Trung Dược Quân, nhưng Triệu Quốc Đống đã nghiêng một chút. Hắn quyết định phải trao đổi với Trung Dược Quân, ít nhất ở điểm này hắn và Trung Dược Quân còn có chút sai khác. Làm như thế nào vừa giữ được phong cách lịch sử vừa xúc tiến phát triển kinh tế, điều này cần tính đến nhiều mặt. Theo Triệu Quốc Đống thấy Trung Dược Quân đưa ra phương án này nhất định sẽ bị nhiều người bác bỏ, thậm chí ngay cả Hoàng Lăng là người có tư tưởng khá thoáng mà vẫn bác bỏ thì đương nhiên có lý của bọn họ. Trung Dược Quân này khá thú vị. Đại hội đảng vừa kết thúc, Trung Dược Quân đã vứt phương án này cho mình là có ý gì? Biết rõ phương án này sẽ gặp nhiều phản đối như vậy, y vẫn còn thế. Là cảm thấy dùng vấn đề khó khăn để thử sự quyết đoán của mình, hay là muốn dùng chuyện nào tạo mâu thuẫn trong bộ máy, hoặc là y cảm thấy đây là công việc cần nhất và gấp nhất hiện nay. Triệu Quốc Đống mở cửa sổ, một cơn gió nhiệt ẩm ướt đập tới làm hắn ngồi lâu trong phòng điều hòa có chút không quen. Nhưng cơn gió đó làm cho hắn cảm thấy mình thực sự tồn tại ở thị xã Ninh Lăng này. Một đống công việc dồn trước mặt hắn, gần như việc nào cũng không chờ được, việc nào cũng quan trọng, gấp gáp. Chẳng qua nếu nói nó sẽ dần được giải quyết như trái đất vẫn quay, dân chúng Ninh Lăng sớm muộn cũng sẽ giàu lên. Nhưng vấn đề là hắn có thể dừng lại được không? Tất nhiên là không thể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 2 của tỉnh đã có. Hoài Khánh đứng đầu vượt xa các thành phố, thị xã khác, Vĩnh Lương đứng thứ 2, sau đó là Thông Thành, An Đô cùng Ninh Lăng. GDP của 5 thành phố thị xã đứng đầu càng lúc càng xa nhau, Hoài Khánh và Vĩnh Lương vượt trên 3 vị đứng sau tầm 10%. Hoài Khánh có tốc độ tăng trưởng là 30%, Vĩnh Lương là 28%, Thông Thành 21%, An Đô cùng Ninh Lăng 16%. Con số này làm Triệu Quốc Đống rất nôn nóng. Hoài Khánh như đi trêu tàu cao tốc, nhất là sau khi một loạt các công ty điện tử thông tin hoàn thành việc xây dựng và đi vào sản xuất đã tạo hiệu quả rõ rệt. Ngành điện tử thông tin đang phát triển nhanh cũng kéo theo kinh tế Hoài Khánh phát triển. Có lẽ tốc độ tăng trưởng GDP cả năm của Hoài Khánh sẽ đạt đến 35%, đây là con số tất cả các nơi trong tỉnh, thậm chí cả nước cũng không bằng. Vĩnh Lương cũng không hề thua kém. Theo thị trường bất động sản ấm lên, việc xây dựng ở các nơi cũng phát triển mạnh theo, điều này đã kéo ngành sản nghiệp trụ cột chính của Vĩnh Lương là vật liệu xây dựng phát triển theo. Về phần Thông Thành thì do nơi đây có tập đoàn dầu khí Trung Quốc đầu tư vào khai thác mỏ khí thiên nhiên, kéo theo ngành sản xuất thiết bị dầu khí và khí thiên nhiên đầu tư vào đó. Tạo ra đòn bẩy tăng trưởng kinh tế cho Thông Thành trong thời gian dài. Ninh Lăng thì sao? Ninh Lăng nên làm như thế nào? Triệu Quốc Đống chống tay trên bục cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài. Trụ sở thị ủy, ủy ban Ninh Lăng nằm ở bên cạnh dòng Ô Giang, cách quốc lộ 915 2,5 km về phía nam. Phía nam cách quận ủy ban quận Tây Giang 2 km. Thị ủy ban cách nhau một con ngõ nhỏ, ở giữa có một cánh cửa đi thông nhau đe thuận tiện cho nhân viên hai bên qua lại. Phát triển kinh tế luôn là chủ đạo. Với tình hình tài chính hiện nay của Ninh Lăng nếu muốn thực hiện việc nâng thu nhập bình quân lên thì phải tăng được thu tài chính. Từ góc độ nào đó mà nói phương án quy hoạch đô thị mới của Trung Dược Quân cũng là một cách xúc tiến thu nhập từ thuế. Chẳng qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng cần tài chính không hề nhỏ, tài chính thị xã không thể kham nổi. Đầu tư trên quy mô lớn vào cơ sở vật chất rồi thu thuế từ quỹ đất, thoạt nhìn đây là cách tốt để bù đắp lỗ thủng tài chính. Chẳng qua vấn đề nằm ở đầu tư ban đầu rất lớn, còn có thể thu được hiệu quả hay không cũng là điều làm người ta nghi ngờ. Khu khai phát khu Hà Nam cùng khu Lâm Cảng đều đang giảm về số lượng công ty đến đầu tư, đây là tín hiệu rất nguy hiểm. Nhất là khu khai phát. Khu Hà Nam, khu Lâm Cảng vẫn còn đủ diện tích thì cũng nên làm người ta lo lắng. Kinh tế quý 2 năm 2002 của Ninh Lăng có thể duy trì vị trí thứ 5 là do công trình trạm phát điện Cô Lỗ Câu, sông Kim Mã, cùng với việc đường sắt An Tương đi qua Ninh Lăng đang xây dựng, cao tốc An Tương nối từ Thổ Thành, Tây Giang cùng Hoa Lâm, Tào Tập đang toàn diện thi công, ba công trình xây dựng lớn này có tác dụng quan trọng nhất làm tăng trưởng kinh tế Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cũng đã cẩn thận nghiên cứu thì thấy ngoài khu khai phát, huyện Vân Lĩnh, huyện Hoa Lâm, quận Tây Giang có tốc độ tăng trưởng vượt 16% A, các quận, huyện khác đều không như ý. Nhất là quận Đông Giang, huyện Tào Tập, Phong Đình, Thổ Thành đều có tốc độ kém dưới bình quân chung của thị xã 5%.
Nếu bỏ qua ảnh hưởng do mấy công trình xây dựng lớn thì Triệu Quốc Đống càng thấy rõ sự phân hóa trong phát triển kinh tế của Ninh Lăng, đó chính là người đi trước nhanh khỏi bệnh, nơi lạc hậu càng lúc càng lạc hậu, người đi trước đang có xu hướng giảm tốc, đây là áp lực lớn trên vai hắn. Làm như thế nào để người đi trước phát triển mạnh, không bị bệnh, mà người lạc hậu cũng có thể đi được, đó chính là vấn đề trước mắt của hắn. Quyển 13, chương 42. Triệu Quốc Đống vốn không muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự trong năm. Thứ nhất sẽ làm người ta nghĩ hắn vừa lên đã có hành động, thứ hai kinh tế toàn thị xã phát triển không cân bằng cũng không phải do cán bộ lãnh đạo một quận, huyện nào đó gây ra, mà là tích lũy từ nhiều năm lại đây. Mấy năm trước Hoàng Lăng chú trọng phát triển khu khai phát và Tây Giang. Hơn nữa Ninh Lăng có khởi điểm quá thấp nên cần một điểm sáng để kéo kinh tế cả thị xã tiến lên. Nhưng bây giờ cách này đã gặp chướng ngại nên cần phải giải quyết. Muốn giải quyết vấn đề này chỉ dựa vào việc thay đổi người cũng không đạt được mục đích, mà còn cần thay đổi toàn bộ tư tưởng, quan niệm của thị xã, chỉnh đốn tác phong làm việc, thay đổi hệ thống không thích hợp với thời đại. Đây là công việc lớn mà tiến hành lâu dài, có thể nói mấy năm hắn ở Ninh Lăng chính là để tạo trụ cột cho công việc này. Công việc này chẳng những phải tàn nhẫn còn phải tiến hành lâu dài. Ở điểm này Triệu Quốc Đống thấy cần nói chuyện với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Toàn Lực Trí. Xem bên ủy ban kỷ luật làm như thế nào để thông qua việc giám sát mà đẩy mạnh công việc này. Nhưng bây giờ hắn gặp áp lực lớn, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể đoán được tốc độ tăng trưởng GDP quý 3, 4 của Ninh Lăng sẽ giảm xuống. Nếu như xuất hiện hiện tượng này Ứng Đông Lưu sẽ thấy sao, Tần Hạo Nghiên thấy sao, mà Yến Nhiên Thiên thấy sao? Một khi Qua Tĩnh rời đi, ai còn nói chuyện giúp mình ở trên tỉnh? Nhâm Vi Phong có thể nhưng phân lượng của y chưa đủ. Nhất là khi Yến Nhiên Thiên không ngừng châm biếm thì chỉ sợ đối phương khó có thể nói giúp mình. Nhất là khi Ninh Lăng không thể duy trì được tốc độ tăng trưởng như mấy năm trước. Cái gì mà kinh tế Ninh Lăng gặp chướng ngại, khuyết điểm lộ ra, chưa có động lực mới. Đây vốn là nguyên nhân khách quan nhưng cũng có thể được coi là lý do. Triệu Quốc Đống cũng biết lấy lý do này để giải thích nhất định không được ai chấp nhận. Cho dù hắn sớm đưa ra dự đoán nhưng lãnh đạo VNX khó có thể chấp nhận. Đây là vấn đề khó khăn, hắn phải có động tác để hóa giải hoặc rời áp lực đi. Triệu Quốc Đống tin trong nửa năm có thể gánh vác được áp lực vì không có vị lãnh đạo nào dễ dàng điều chỉnh một vị bí thư thị ủy mới nhận chức nửa năm, trừ khi hắn vi phạm pháp luật. Chủ yếu nhất chính là năm sau. Nếu sang năm kinh tế Ninh Lăng không khởi sắc thì Triệu Quốc Đống sẽ gặp phiền phức lớn. Hội nghị thường vụ kết thúc làm tâm trạng Lục Kiếm Dân rất phức tạp. Quan niệm của Triệu Quốc Đống đúng là hơn người một bậc. Y vốn tưởng rằng ở tình huống kinh tế Ninh Lăng rõ ràng đang suy giảm, Triệu Quốc Đống có thể sẽ đặt trọng tâm vào việc thu hút đầu tư tăng GDP lên, không ngờ trong hội nghị thường ủy mở rộng này lại thảo luận chính về việc thay đổi quan niệm, tư tưởng. Nhưng Lục Kiếm Dân không cho rằng Triệu Quốc Đống chỉ làm cho có ở việc này. Lấy danh nghĩa thị ủy đưa ra văn bản phát tới tay từng thường vụ, phó thị trưởng và phụ trách các ngành, hơn nữa còn cho một tuần chuẩn bị. Hội nghị thị ủy mở rộng lần này xe ra không hề đơn giản. Từng người tham gia hội nghị đều phải phát biểu, nó sẽ khác hẳn so với bình thường. Nếu ai chỉ nói hời hợt cho qua thì chắc không ổn với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đã không phải bí thư quận ủy Tây Giang hơn 3 năm trước, mấy năm hắn đã trưởng thành hơn nhiều. Vị trí của Ninh Lăng ở quý 2 vẫn xếp thứ 5 toàn tỉnh, nhưng khoảng cách với mấy vị trí dẫn đầu càng lúc càng xa, khoảng cách với vị trí thứ 6, 7 cũng thu nhỏ lại. Lục Kiếm Dân không tin Triệu Quốc Đống không nhìn ra điểm này. Y cũng không tin Triệu Quốc Đống dám không nhìn điểm này. Chỉ sợ Triệu Quốc Đống cũng đang rất lo lắng. Lục Kiếm Dân đương nhiên biết vấn đề kinh tế Ninh Lăng ở đâu vì trước đây y đã từng làm bí thư quận ủy Cảnh Hồ, quận có kinh tế phát triển nhất thành phố Kiến Dương. Cơ cấu kinh tế quá đơn nhất, trình độ phát triển thấp, nói khó nghe một chút đó là sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng chính là dựa vào trụ cột mấy năm trước Triệu Quốc Đống tạo ra. Trụ sở thiết bị ngành điện và ngành công nghiệp thực phẩm đều là do Triệu Quốc Đống kéo về khi hắn làm ở huyện Hoa Lâm, khu khai phát và quận Tây Giang. Hoàng Lăng sau đó chỉ là đẩy mạnh ngành này mà thôi. Mà bây giờ hai ngành này đã không tạo cho người ta cảm giác sẽ phát triển thêm nữa, nhất là ngành thiết bị điện càng thêm rõ ràng. Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường ủy cũng đã nói rõ vấn đề ở Ninh Lăng. Từ bản chất mà nói cán bộ Ninh Lăng vẫn chưa bỏ quan niệm cũ, thiếu ý thức với tình hình mới và thiếu ý thức phục vụ. Thậm chí bó tay chịu trói. Không ít ban ngành và cán bộ có tâm trạng tự thỏa mãn, đây là nguyên nhân khiến cho Ninh Lăng không thể thay đổi toàn diện. Từ vĩ mô mà nói kinh tế các huyện Ninh Lăng khá lạc hậu, các quận, huyện phát triển không cân bằng.
Từ vi mô thì thấy các quận, huyện không định vị rõ ràng, thiếu quy hoạch cụ thể, không tìm ra được ngành và hạng mục thúc đẩy kinh tế địa phương mình phát triển, vẫn hy vọng hết vào việc thu hút đầu tư. Trong hội nghị thường ủy Triệu Quốc Đống đã nói rất rõ ràng, rành mạch, tất cả thường vụ đều chăm chú ghi chép lại. Triệu Quốc Đống nói xong, các vị thường vụ tiến hành thảo luận khá nhiều với quan điểm của hắn. Tình hình này ở thời đại Kỳ Dư Hồng và Hoàng Lăng chưa bao giờ xuất hiện. Điều này làm Lục Kiếm Dân cảm thấy có chút ghen ghét. Đối với việc Triệu Quốc Đống đưa ra một tuần sau tổ chức hội nghị thị ủy ở rộng, yêu cầu lãnh đạo các ngành và quận, huyện đều phải phát biểu xem nên thay đổi quan niệm tư tưởng khi mình làm việc là như thế nào. Các thường vụ đều đồng ý và nói sẽ chuẩn bị. Lục Kiếm Dân nghĩ đến đây liền khẽ thở dài một tiếng. Cơ hội của từng người là khác nhau, y tự tin mình không kém gì Triệu Quốc Đống, nhưng không có cơ hội và người giúp như đối phương. Chủ tịch tỉnh Trương Nghiễm Lan đã rời khỏi An Nguyên, Lục Kiếm Dân biết sắp tới mình sẽ đi chậm hơn trước. Việc lấy kinh nghiệm để lên chức không phải điều Lục Kiếm Dân thích. Giống như y không thích làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật vậy. Nhưng bây giờ y mới là phó bí thư, chưa thể tự quyết định được gì mấy. Mà Triệu Quốc Đống chỉ dùng mấy năm đã từ cán bộ nhỏ nhảy lên làm bí thư thị ủy. Lục Kiếm Dân lắc đầu và yêu cầu mình tỉnh táo lại. Triệu Quốc Đống đến cũng tốt, ít nhất không cần phải đề phòng như khi còn Hoàng Lăng. Tính cách của Triệu Quốc Đống thì Lục Kiếm Dân cũng hiểu đôi chút. Mặc dù Triệu Quốc Đống có xử lý ai thì cũng dùng cách quang minh chính đại, làm cho đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Lục Kiếm Dân suy nghĩ một chút và thấy cần nhắc cũng phải nhắc. Thế Quân, anh nhận được văn bản của thị ủy chưa? Ừ, anh cẩn thận nghiên cứu một chút, không nên dùng con đường cũ. Anh biết tính của bí thư Triệu đó, không thích việc nói qua loa. Anh có một tuần thời gian suy nghĩ xem vấn đề của Vân Lĩnh là ở đâu, đưa ra mấy ý tưởng có thể thực hiện. Đừng tưởng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vân Lĩnh quý 2 đã qua cửa, tôi nói với anh cẩn thận đừng bị ngã trong hội nghị lần này. Bí thư huyện ủy Lang Thế Quần nhận được điện của Lục Kiếm Dân mới đầu không quá để ý, nhưng nghe Lục Kiếm Dân cố ý dặn thì cũng có chút giật mình. Tốc độ tăng trưởng của Vân Lĩnh trong quý 2 đứng đầu thị xã, đương nhiên đây chủ yếu là do việc xây dựng trạm phát điện, nhưng chỉ bằng việc này cũng không thể nào đứng mãi trên đầu được. Lục Kiếm Dân không phải người thích nói nhiều mà còn dặn đi dặn lại như vậy, đây là nhắc mình phải chú ý đến hội nghị này. Lang Thế Quần nghĩ thấy cũng đúng, đây là hội nghị đầu tiên không theo trình tự mà bí thư Triệu tổ chức, mặc dù chỉ là đề tài hư vô nhưng cũng cần phải cân nhắc ý đồ trong đó. Quyển 13, chương 413. Người nhạy cảm như Lục Kiếm Dân còn có Tằng Lệnh Thuần. Y bây giờ mặc dù đã có quyết định phê duyệt của tỉnh ủy nhưng vẫn kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang. Tằng Lệnh Thuần nghĩ xem ra Triệu Quốc Đống vẫn chưa chọn được ai thay mình. Bây giờ ứng viên được xác định là bí thư huyện ủy Khuê Dương Tằng Khả Phàm cùng với bí thư đảng ủy khu khai phát Lưu Như Hoài, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển thị xã, Triệu Thu Lập. Cũng có lời đồn phó thị trưởng Lỗ Năng sẽ làm bí thư quận ủy Tây Giang và vào thường vụ thị ủy. Bây giờ thị xã đoán chưa chắc đã là điều Triệu Quốc Đống nghĩ. Chức bí thư quận ủy Tây Giang không thể so sánh với các quận, huyện khác. Nếu là quận, huyện khác thì chủ tịch huyện Hoa Lâm, Đường Diệu Văn có cơ hội, nhưng bí thư Tây Giang lại khác, vị trí này quá mẫn cảm và quan trọng, chỉ có thể chọn từ bí thư quận, huyện khác hoặc là lãnh đạo ban ngành quan trọng nào đó trên thị xã. Tằng Khả Phàm có ưu thế vì kinh tế Khuê Dương mấy năm nay phát triển tốt, tổng GDP xếp thứ 3 thị xã. Mặc dù thư chí cao đi nhưng Tằng Khả Phàm vẫn dựa vào năng lực mà chứng minh mình xứng đáng ngồi trên vị trí này. Lưu Như Hoài cũng có thể, khu khai phát đang phát triển rất nhanh, hơn nữa y có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống, có quan hệ tốt với trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Phượng Minh. Đương nhiên Triệu Thu Lập cũng có thể, y có quan hệ mật thiết với phó thị trưởng thường trực Vưu Liên Hương. Mà Vưu Liên Hương lại có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Sau một năm cùng công tác, Tằng Lệnh Thuần coi như hiểu đôi chút về tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống chuyên môn tổ chức hội nghị thị ủy mở rộng về chỉnh đốn tác phong, hơn nữa còn đưa ra mấy quan điểm trong hội nghị thường ủy làm cho các thường vụ đều chấn động. Tằng Lệnh Thuần cũng cảm thấy hội nghị sắp tới dù không phải liên quan đến mũ của các vị lãnh đạo quận, huyện, ban ngành thì cũng là nơi để Triệu Quốc Đống quan sát phân tích người đứng đầu quận, huyện. Mặc dù đề tài nghe khá mờ mịt nhưng nếu anh cẩn thận đọc văn bản thị ủy gửi xuống thì anh có thể nghiền ngẫm ra nội dung phong phú trong đó. Điều này là để xem bí thư quận, huyện có sự nhạy cảm chính trị hay không, có năng lực chuyển đề tài này thành thực tế hay không. Cho nên sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Tằng Lệnh Thuần đã lập tức gọi điện thông báo quận ủy Tây Giang,
yêu cầu quận ủy thông báo tổ chức hội nghị thường ủy vào ngày mai để nghiên cứu bố trí công việc này. Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người và đi một bài quyền trong văn phòng. Đến khi mồ hôi thấm ra hắn mới dừng lại. Tháng 7 trời càng lúc càng nắng, Triệu Quốc Đống tính một chút thì thấy gần như cả ngày phải đến 12 giờ đêm hắn mới đi ngủ, 6 giờ sáng liền dậy, ngồi tập luyện gần tiếng để đảm bảo sức khỏe cả ngày. Đoàn đại biểu của giáo sư Tiêu Hoa cuối cùng đã hài lòng ra về. Triệu Quốc Đống yêu cầu Trung Dược Quân đặc biệt cùng đoàn đến khảo sát huyện Phong Đình về tài nguyên tre trúc phân tán và việc xây dựng nhà máy. Chiều qua Phó Thị trưởng Lý Đại Phú cũng đi cùng cả đoàn đến quận Đông Giang cùng huyện Vân Lĩnh. Nói chung đoàn của Tiêu Hoa rất hài lòng với chuyến đi đến Ninh Lăng. Đây là mở đầu rất tốt, Tiêu Hoa dẫn đầu tổ nghiên cứu về áp dụng vật liệu xây dựng mới từ tre đã đăng ký độc quyền ở hơn 10 hạng mục quốc tế, hơn nữa được tổ chức tre quốc tế tán thành. Hạng mục này rất đáng chú ý, Triệu Quốc Đống yêu cầu Lý Đại Phú phải chú trọng, cố gắng để hạng mục này đầu tư vào Ninh Lăng. Đã có nhiều công ty vật liệu xây dựng muốn đứng ra liên hợp khai thác với Đại học An Nguyên. Hơn nữa công ty vật liệu gỗ An Đô cũng có ý tham gia hạng mục này. Ngay cả Dương Thiên Bồi cũng gọi điện tới hỏi về hạng mục này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Công ty gỗ An Đô đã hợp tác khá lâu dài với tập đoàn Thiên Phu, giám đốc công ty này là bạn kinh doanh tốt của Dương Thiên Bồi. Y cũng chào mời Dương Thiên Bồi về tương lai tốt đẹp của hạng mục này. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu qua tương lai của hạng mục và ưu thế của Ninh Lăng. Hắn đề nghị tập đoàn Thiên Phu có thể lấy hình thức cổ phần để cùng công ty Gỗ An Đô và Đại học An Nguyên hợp tác thúc đẩy hạng mục này. Đây là hạng mục rất có tương lai. Tập đoàn Thiên Phu vẫn hy vọng có thể tiến vào ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Triệu Quốc Đống cũng đề nghị bọn họ không nên dễ dàng dính vào mấy ngành vật liệu xây dựng truyền thống như sắt thép, xi măng bởi đầu tư lớn, hơn nữa dễ bị chính sách ảnh hưởng. Bị việc bảo vệ môi trường ảnh hưởng cản trở. Hơn nữa thời gian thu hồi vốn lâu, nhất là bây giờ nhiều công ty đầu tư vào ngành này nên sự cạnh tranh là rất mạnh. Như vậy không bằng đầu tư vào vật liệu xây dựng tre, gỗ. Đương nhiên nếu có ngành vật liệu xây dựng có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao và bảo vệ môi trường tốt thì cũng có thể thử. Mà vật liệu xây dựng bằng tre để bảo vệ môi trường của Tiêu Hoa chính là phù hợp với ý đồ đầu tư của tập đoàn Thiên Phu. Bí thư Triệu, thị trưởng chúc tới. Vân Duệ vừa lên tiếng, Trúc Văn Khôi đã xuất hiện trước cửa phòng. Ồ, Văn Khôi đến à, vào ngồi đi. Triệu Quốc Đống nói. Bí thư Triệu, đến giờ ăn rồi, ngồi mãi ở văn phòng không có lợi cho sức khỏe. Thị trưởng Trung vừa gọi tới bảo tôi tới hỏi ngài xem có rảnh không, nếu có thì sang bên cạnh Ô Giang ăn. Trúc Văn Khôi nói khá tỉ ý. Ồ, bên cạnh Ô Giang, đây không phải sao? Triệu Quốc Đống chỉ ra cửa sổ và nói. Là phía đông Ô Giang. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Ừ, hiểu rồi, đi. Dược Quân nếu có hứng thú như vậy, còn bảo anh tới mời tôi sao có thể không đi. Triệu Quốc Đống cười nói. Đi xe của tôi đi, đi một xe là đủ rồi. Xe Audi A6 chạy dọc trên đê bờ đông Ô Giang. Từ cửa sổ nhìn ra thì thấy đây là vùng đất thấp, có vẻ như giống phía nam sông Tú Hà khi chưa khai thác. Nơi đây chạy dài về phía nam đến gần 4 km. Nơi đây đổ đầy vật liệu xây dựng bỏ đi, có thể nói nơi này rất tiêu điều, hoang vu. Bí thư Triệu, đây là bãi rác vật liệu xây dựng của thị xã chúng ta. Tất cả rác thải xây dựng của thị xã gần như đổ hết về đây, đội cảnh sát giao thông không quản được. Từ quốc lộ 915 chạy đến đây có nhiều chỗ rẽ, đội cảnh sát giao thông muốn chặn xe đổ trộm cũng không được. Bọn họ chuyên đổ đêm. Nếu không sẽ chạy trên đê mà đổ. Trúc Văn Khôi thở dài một tiếng bảo Bành Trường Quý dừng xe lại. Cơn lũ năm 1998 đã xé rách hệ thống đê điều ở gần đây, làm cho hai xã, thị trấn phía nam bị tai ương, nhưng nó cũng đã giảm lũ tràn vào nội thành. Nơi này hiện nay còn lưu lại không ít dấu vết của trận lũ đó. Bây giờ không chỉ có rác thải xây dựng, còn cả rác thải sinh hoạt cũng ném tới. Nếu không khống chế thì chỉ sợ không đầy 2 năm nơi đây sẽ bốc mùi. Trúc Văn Khôi nói thêm. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ý đồ hai người Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi. Mặc dù Trung Dược Quân hoặc sáng hoặc tối hỏi Triệu Quốc Đống về ý kiến với phương án quy hoạch đô thị, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chưa trả lời thuyết phục. Điều này làm Trung Dược Quân có chút uể oải. Nhưng thật ra Trúc Văn Khôi lại rất tự tin. Ngày đó khi trao đổi với Triệu Quốc Đống, y cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải người cầu ổn định. Đối phương là người có tầm nhìn xa, chẳng qua tại sao bây giờ chưa tỏ thái độ thì y không rõ, có lẽ thời cơ chưa thành thục. Dược Quân, Văn Khôi, các
Các anh xem nơi này thấp, hơn nữa gần sát bờ sông, nước sông Ô Giang chảy vào không nói, Ninh Lăng chúng ta mưa nhiều, gặp mưa to thì nơi này sẽ thành sông. Triệu Quốc Đống xuống xe đứng trên bờ sông nhìn một lúc rồi nói. Hả? Trung Dự Quân cùng Trúc Văn Khôi đứng sau nhìn nhau với vẻ vui mừng. Hai người không ngờ vào lúc này Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ là... Quyển 13, chương 414. Triệu Quốc Đống mấy hôm nay vẫn suy nghĩ một tin tức. Đàm Lập Phong đã một lần nữa trưng cầu ý kiến về bản quy hoạch đô thị, nghe nói nguyên nhân chủ yếu là do Tổng Giám đốc Công ty Khai thác Đô thị, Trúc Trung Nguyên không có cùng quan điểm với y. Mặc dù Triệu Quốc Đống không tin Đàm Lập Phong thiển cận như vậy, nhưng sự thật trước mắt chính là đại lộ Ngô Đồng đã dừng thi công. Đây là điều Quế Toàn Hữu gọi điện thông báo cho hắn biết. Hứa Kiều cũng gọi tới mơ hồ nói một chút, điều này làm Triệu Quốc Đống phải nghĩ đến câu người đi trà lạnh. Mình đi không nói, ngay cả phương án Ninh Pháp cho phép mà vẫn điều chỉnh, xem ra Đàm Lập Phong này đúng là rất cầu thị. Điều này cũng có nghĩa quy hoạch đô thị của Hoài Khánh sẽ một lần nữa được điều chỉnh, có lẽ sẽ giảm một chút công trình công cộng mà bọn họ cho rằng không cần thiết, một ít nơi trồng cây cũng được giảm. Nếu Hoài Khánh đã bỏ tư tưởng của hắn, vậy tại sao hắn không thể thực hiện nó ở Ninh Lăng? Thực tế mà nói quy hoạch của Trung Dược Quân còn khoa học, hợp lý hơn so với bản quy hoạch hắn đưa ra ở Hoài Khánh. Bây giờ đối phương chỉ thiếu đủ lực lượng áp dụng phương án này mà thôi. Mà hắn lại không thiếu lực lượng. Có lẽ do biết quy hoạch đô thị ở Hoài Khánh bị đình trệ nên Triệu Quốc Đống mới quyết định ủng hộ Trung Dược Quân. Mặc dù bây giờ có thể gặp rất nhiều khó khăn và cản trở, ví dụ như tài chính để chống đỡ, hơn nữa có thể làm cho Trung Dược Quân nhân cơ hội đạt được một chút tài nguyên mà ở thời Hoàng Lăng Y không đạt được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không cần. Nếu hắn là bí thư thị ủy mà suốt ngày lo vì công việc có thể khống chế được thị trưởng hay không, như vậy không bằng hắn sớm từ chức cho xong. Bí thư Triệu, tình hình không đến mức như ngài nghĩ. Ngài nhìn xem, vùng này địa thế mặc dù rất thấp nhưng đi dọc theo nơi này sẽ cao lên. Nếu như khai thác thì đầu tiên là phải tiến hành hệ thống thoát nước thật tốt ở nơi đây. Trúc Văn Khôi rất hưng phấn nên vội vàng giải thích. Y không hy vọng bởi vì chi tiết nhỏ này mà Triệu Quốc Đống thay đổi suy nghĩ. Đúng thế bí thư Triệu, vùng này ít nhất rộng gần 56 km vuông và được bỏ hoang như thế này. Mà giai đoạn 2 của khu khai phát đã chiếm hết khu vực ruộng tốt của thị xã. Mà khu Hà Nam, quận Tây Giang cũng cơ bản lấy hết đất ven sông, sang giai đoạn 2 cũng sẽ lấy tới ruộng là chính. Nếu như nội thành tiếp tục mở rộng và không tính tới cải tạo nội thành cũ thì chỉ có thể lấy ruộng. Vậy tại sao chúng ta không tính tới nơi này? Trung Dược Quân vui vẻ nói. Dược Quân, anh đừng có thêm mấy thứ đó để tôi động tâm. Con người của tôi anh tiếp xúc nhiều sẽ biết. Nếu tôi cho rằng quan điểm của anh là chính xác vậy tôi sẽ kiên quyết ủng hộ. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Nói thật trong quy hoạch của anh hấp dẫn tôi nhất không phải là mâu thuẫn xã hội và chi phí quá cao khi giải phóng mặt bằng nội thành cũ, cũng không phải là kéo kinh tế Đông Giang phát triển rồi mang tới lợi ích xã hội lớn. Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đều rất kinh ngạc nhìn hắn. Không vì hai nguyên nhân này còn có thể vì cái gì. Trung Dược Quân vẫn cho rằng làm Triệu Quốc Đống động tâm là do nguyên nhân kinh tế, không ngờ đối phương lại phủ nhận thẳng nguyên nhân này. Ừ, có thể nói quan điểm của tôi thì có lẽ hơi vì lợi ích cá nhân hoặc hư vinh. Tôi chú trọng lời anh nói đó là giữ lại phong cách kiến trúc lịch sử của Ninh Lăng chúng ta, đây chính là thương hiệu cho nội thành Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Chúng ta không thể làm tội nhân lịch sử, phát triển kinh tế chậm một chút cũng được, nhưng nếu chúng ta phá hủy lịch sử dân tộc và đặc sắc của một đô thị, chúng ta không bao giờ lấy lại được nó. Chỉ đơn giản như vậy sao, hoặc là rất có tinh thần dân tộc sao? Trung Dược Quân có chút không tin, hoặc là khí phách đột nhiên toát trên người của đối phương làm y không thoải mái nên y muốn chối bỏ đạo lý thoạt nhìn khá thô thiển này. Người nhỏ hơn y chục tuổi mà vừa nãy lại cho mình cảm giác như một ngọn núi đứng sừng sững ở đó. Điều này làm Trung Dược Quân có chút buồn bực, thậm chí làm y không còn hưng phấn khi đối phương ủng hộ bản quy hoạch đô thị của mình. Trúc Văn Khôi lại không nghĩ nhiều như Trung Dược Quân, cũng không phải y là kẻ không có suy nghĩ mà thân phận của y là phó thị trưởng đã quyết định y phải phục tùng dưới quyền lực của bí thư thị ủy. Dù y là phó thị trưởng có đủ tự tin đến đâu nhưng trước mặt bí thư thị ủy cũng phải thu mình lại. Bí thư Triệu, lão Trúc tôi là người thô lỗ nên không nghĩ nhiều như vậy. Tôi thấy ngài có vẻ nhất trí với quan điểm của thị trưởng Trung, nhưng tôi lại nói thẳng một chút. Muốn khai thác khu vực này thì cần rất nhiều tiền. Bên Đông Giang theo tôi tìm hiểu thì nơi này là đất tập thể,
một bộ phận thuộc về cơ quan thủy lợi nhưng sau khi điều chỉnh vẫn không có quyền thực sự. Nói đây là đất không có chủ quyền cũng không quá. Ha ha, Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, đây là việc làm ăn không vốn nhưng lãi to. Trúc Văn Khôi cười phá lên như con trồn đứng trước mặt con gà. Lão Trúc, là anh nghĩ có việc tốt như vậy, hay là muốn lừa tôi và thị trưởng Dược Quân? Triệu Quốc Đống cười nói. Dù Đông Giang tặng không khu đất này cho anh, tôi hỏi anh sẽ khai thác nó như thế nào? Khai thác ra rồi định làm gì? Là khu công nghiệp tập trung hay là nhà ở? Hay là anh cảm thấy nó có thể thành trung tâm thương mại của Ninh Lăng chúng ta? Giọng điệu trêu chọc của Triệu Quốc Đống làm mặt Trung Dược Quân hơi nóng lên, nhưng thật ra Trúc Văn Khôi lại không quá để ý. Bí thư Triệu, thời buổi này ngài đi câu cá cũng cần có mồi mà. Đầu tư cơ sở vật chất là không thể thiếu, nhưng đây là vụ làm ăn lâu dài, khu đất này nếu như chúng ta có quy hoạch rõ ràng thì tôi không tin ngài không thấy được lợi ích của nó. Triệu Quốc Đống khá thích thú với sự thẳng thắn của Trung Dược Quân. Lão Trúc, anh định đưa ra quy hoạch như thế nào? Anh không phải chỉ dựa vào quốc lộ 915 và cây cầu là muốn chuyển dân chúng nội thành sang đây chứ? Quận Tây Giang phát triển khu Lâm Cảng cùng khu Hà Nam đã phải thắt lưng buộc bụng để làm cầu qua sông Tú Hà. Nếu như muốn làm cầu thì đầu tư bao tiền anh đã tính chưa, tiền đến từ đâu? Tài chính thị xã chịu hay là muốn thông qua công ty khai thác đô thị đi vay? Bí thư Triệu, tôi nghĩ chắc ngài sớm tính đến việc này. Thị trưởng Trung và tôi vẫn còn đang đau đầu xem thuyết phục ngài như thế nào. Đúng thế Bí thư Triệu, khó khăn lớn nhất chính là cầu qua sông Ô Giang, tôi tính toán sơ bộ thì không có 200 triệu là không đủ, đây cũng là việc tôi và thị trưởng Trung đau đầu nhất. Trúc Văn Khôi cười ha hả và nhìn Trung Dược Quân. Dược Quân, nói một chút suy nghĩ của anh xem, đừng đẩy hết cho Lão Trúc như vậy. Triệu Quốc Đống nhìn Trung Dược Quân rồi nói. Bí thư Triệu, thực ra đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì, lúc ở Hoài Khánh không phải ngài đã làm sao. Ngài lợi dụng công ty khai thác đô thị thuộc Ủy ban xây dựng. Ở Ủy ban xây dựng Ninh Lăng không có công ty này nhưng tôi thấy thực ra có thể học tập một số thành phố phía đông là thành lập công ty đầu tư đô thị chuyên môn phụ trách giải quyết các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất khổng lồ của nội thành, nếu không được có thể vay vốn ngân hàng cũng được. Đương nhiên bởi vì không chỉ đơn giản là xây dựng một cây cầu, còn dính tới việc gia cố hệ thống đê điều của sông Ô Giang và khai thác khu đô thị mới nên tôi đoán nếu chính thức đầu tư xây dựng thì ít nhất cũng cần gần tỷ. Một tỷ. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh. Người này đúng là miệng rộng, còn chơi lớn hơn cả hắn khi còn ở Hoài Khánh. Nhưng Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận kế hoạch này làm người ta kích thích. Một tỷ là con số như thế nào? Dù là chia làm 2-3 năm đầu tư thì cũng là con số làm người ta sợ hãi. Có lẽ nếu thực hiện sẽ khiến kinh tế Đông Giang phát triển mấy bậc. Đây là đang mạo hiểm. Nếu không có trụ cột kinh doanh, thương mại, dịch vụ phát triển với tốc độ cao làm chỗ dựa, không có quá trình đô thị hóa với quy mô lớn làm cơ sở thì đây chính là xây nhà trên không, chỉ riêng khoản tài chính này đủ để kéo tài chính Ninh Lăng vào địa ngục. Triệu Quốc Đống nhìn Trung Dược Quân đang liếm môi, hắn có thể nhận ra trong mắt đối phương lộ rõ vẻ khiêu khích giống như đang muốn nhìn xem hắn có dám chơi trò này hay không. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, hắn thích mấy trò này. Quyển 13, chương 45. Ba người đứng trên đê thảo luận đến khi trời tối mới về nội thành. Có thể nói cả ba đều rất hưng phấn, chỉ là sự hưng phấn của ba người là khá khác nhau. Trúc Văn Khôi hưng phấn khá đơn giản, làm phó thị trưởng phụ trách, vốn được coi là người của Hoàng Lăng. Hoàng Lăng bị bắt Trúc Văn Khôi vốn nghĩ mình làm hết khóa phó thị trưởng đã là may. Nhưng bây giờ với suy nghĩ của Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân, khu Giang Đông này sẽ được xây dựng, mà mình càng phải tập trung tinh thần vào đó. Hai vị lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng có vẻ đã thay đổi cái nhìn với mình. Đây chính là thời cơ tốt nhất để mình thay đổi hoàn toàn. Nếu nắm chắc thì mình còn có thể tiến thêm. Trung Dược Quân vui vì lý do khác, làm nhiều năm trong hệ thống xây dựng, y vẫn luôn suy nghĩ xây dựng một đô thị khang trang, giàu đẹp. Mặc dù đến Ninh Lăng được hơn nửa năm nhưng do kinh tế Ninh Lăng còn kém phát triển, tài chính thiếu. Mà y vốn không giỏi làm kinh tế nên nếu muốn trong 2-3 năm đạt thành tích thì cũng cần có điểm đột phá. Đối với Trung Dược Quân mà nói việc đẩy mạnh xây dựng thành thị chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau khi đến y đã bị hắt một gáo nước lạnh, bản quy hoạch đưa ra bị người ta kiên quyết phản đối làm y tỉnh ngộ. Chẳng những bí thư thị ủy từ chối cho ý kiến, ngay cả các phó thị trưởng gần như đều phản đối hết. Trở ngại này đã ảnh hưởng nhiều đến tính tích cực của Trung Dược Quân. Hơn nữa Hoàng Lăng là kẻ độc đoán làm cho Trung Dược Quân là thị trưởng càng thêm nhún mình.
đến khi Triệu Quốc Đống tới thì cục diện mới có thể thay đổi. Triệu Quốc Đống tuy cứng rắn, thậm chí có nhiều điểm rất cố chấp nhưng tổng thể mà nói chung Dược Quân cảm thấy có thể hợp tác. Bởi vì hai người đều có mục tiêu chung là làm thế nào đạt thành tích chói mắt. Có lẽ sự nhận định thành tích của cả hai là khác nhau, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc hai người bắt tay hợp tác. Đây là điều mà hai người cũng hy vọng, mà Trung Dược Quân cũng hy vọng được Triệu Quốc Đống ủng hộ để đạt thành tích tốt đẹp khi làm thị trưởng ở Ninh Lăng. Việc xây dựng và khai thác khu Giang Đông này chính là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch của Trung Dược Quân. Cây ếch lớn như vậy gần như sẽ đặt tài chính Ninh Lăng vào hoàn cảnh rất nguy hiểm. Xây dựng khu Giang Đông không đơn giản chỉ là làm một cây cầu, vài con đường là được. Nếu như thực hiện một khu khai phát mới thì nó không có tác dụng. Theo ý của Trung Dược Quân chính là chuyển nội thành mới của Ninh Lăng về khu Giang Đông. Hai bên một nội thành mới với sự hiện đại, nội thành cũ là kiến trúc văn hóa đối lập sẽ hấp dẫn người tới nhiều hơn nữa. Tâm trạng Triệu Quốc Đống lại nửa mừng nửa lo, nhưng nói tóm lại hắn mừng nhiều hơn lo. Quy hoạch đẩy mạnh xây dựng khu Giang Đông này của Trung Dược Quân chính là điều Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ. Nhưng hắn cũng biết Trung Dược Quân cũng có một phần vì lợi ích cá nhân. Triệu Quốc Đống muốn biến Ninh Lăng thành đô thị hấp dẫn đặc biệt của tỉnh, thậm chí cả nước. Làm cho Ninh Lăng lắng đọng các công trình kiến trúc lịch sử, tỏ rõ truyền thống dân tộc, cũng có thể để tính lịch sử, truyền thống thành thương hiệu trong thời đại mới. Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu cho tâm trạng của Trung Dược Quân là muốn lợi dụng mình để đạt thành tích nhằm lên chức. Thậm chí trong bản quy hoạch của Trung Dược Quân cũng không nhắc nhiều tới một điểm quan trọng nhất là xây dựng đô thị quy mô lớn như vậy để làm gì, dùng cho kinh doanh hay là dịch vụ. Triệu Quốc Đống không tin đối phương không nghĩ đến điểm này. Có lẽ Trung Dược Quân cũng không nắm chắc nên cố quên đi, hoặc là nói y cảm thấy mình nắm chắc ở điểm này, vì thế Trung Dược Quân đẩy sang cho mình. Phát triển công thương nghiệp, thu hút đầu tư, nói thì anh cũng biết nhưng làm thực tế lại khác, đó là cần phải đưa được gì đó ra. Không phải anh chỉ dựa vào mồm mép hoặc mấy bài viết là lừa được người, thu tài chính hàng năm chính là con số chính xác nhất để nhận định. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không quá để ý đến việc này. Nguyên nhân chính là hắn muốn dùng động tác lớn như vậy để kích thích lòng người. Mấy năm tới kinh tế Trung Quốc, thế giới sẽ đón thời kỳ phát triển nhanh chóng, mà việc đô thị hóa ở Trung Quốc càng tăng tốc hơn nữa. Đô thị nhỏ như Ninh Lăng đúng là có cơ hội rất lớn. Chính xác mà nói trụ cột ở Ninh Lăng không bằng Hoài Khánh, nhưng nó lại có vị trí địa lý hơn Hoài Khánh. Hoài Khánh nằm sát An Đô, bị An Đô che khuất. Khoảng cách mấy chục km khiến cho Hoài Khánh dù phát triển như thế nào cũng chỉ là một điểm nhấn cho An Đô, nó không thể phát triển thành một đô thị độc lập, mà dễ thành vệ tinh cho thành phố An Đô. Bản thân Triệu Quốc Đống chưa bao giờ muốn làm bàn đạp cho kẻ khác, ở điểm này Ninh Lăng mới là sân khấu cho hắn thi triển. Đây chính là nguyên nhân cơ bản để hắn đồng ý với phương án của Trung Dược Quân. Ninh Lăng phải tạo dựng thành lá cờ đầu của đô thị hoàn mỹ ở khu vực An Đông, Tương Tây. Đương nhiên nó cũng cần có công thương nghiệp và dịch vụ hùng hậu để hấp dẫn khu vực xung quanh. Đường sắt Tây Liễu, cảng Ninh Lăng cùng với đường sắt An Tương, cao tốc An Tương chính là điều kiện quan trọng nhất để biến Ninh Lăng thành đô thị trung tâm của khu vực. Nếu như nói hình tượng đô thị là vẻ ngoài, như vậy trụ cột kinh tế chính là dòng máu. Mà linh hồn đô thị chính là sự khao khát tiến lên của toàn bộ dân chúng đô thị đó. Đối với rất nhiều cán bộ cấp chính huyện ở thị xã Ninh Lăng mà nói ngày 28 tháng 7 năm 2002 là một ngày cả đời bọn họ khó có thể quên. Hội nghị thị ủy mở rộng như vậy làm cho người ta hiểu tại sao Triệu Quốc Đống lại được gọi là Triệu Lão Hổ. Cũng trong hội nghị này chính thức xác định quyền lực tuyệt đối của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng, cũng làm cho danh xưng Triệu Lão Hổ chính thức thành lập. Vì thế sau này nhiều người ở Ninh Lăng gọi hắn là vậy. Theo yêu cầu hội nghị, đầu tiên do bí thư, chủ tịch các quận, huyện, trưởng ban ngành thị xã phát biểu về tình hình công việc hiện nay, sau đó chú trọng phân tích nguyên nhân khiến cho công việc không trôi chảy, cuối cùng là đưa ra biện pháp giải quyết. Lục Kiếm Dân thay mặt thị ủy yêu cầu mỗi người phát biểu không đầy 10 phút. Trong đó nói về tình hình công việc không quá 2 phút, phân tích nguyên nhân vấn đề không quá 3 phút. Nói về biện pháp giải quyết và ý tưởng trong công việc không quá 5 phút. Yêu cầu rõ ràng như vậy làm các vị đại biểu đều nhận ra hội nghị lần này khác trước. Lãnh đạo quận, huyện báo cáo xong sẽ do thị trưởng Trung Dược Quân bình xét, sau đó do bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống bình xét. Các thường vụ thị ủy cũng tiến hành cho điểm từng vị đại biểu, cuối cùng do văn phòng thị ủy thống nhất đánh giá và đưa vào số liệu khảo sát cuối năm. Mà các ngành báo cáo sẽ do lãnh đạo phụ trách đánh giá, rồi do thị trưởng và bí thư đánh giá.
Triệu Quốc Đống cũng bổ sung mọi người phải chú ý vừa nói đến công việc vừa có thể nói về sự phát triển kinh tế, cũng có thể nói đến việc đảm bảo dân sinh, có thể nói tới ổn định xã hội, phải nói rõ tình hình đột xuất nhất hiện nay ở đơn vị, không được nói mạnh miệng. Triệu Quốc Đống nói mặc dù rất nhẹ nhưng người nhạy cảm đều nhận ra câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống chính là có ám chỉ. Hội nghị tiến hành theo cách bốc thăm xem ai đứng ra nói trước. Đầu tiên do Cục Thống kê và Mặt trận Tổ quốc thị xã phát biểu. Hai đơn vị này báo cáo khá quy củ, được lãnh đạo phụ trách đánh giá tốt. Nhưng khi Trung Dược Quân và Triệu Quốc Đống đánh giá cũng nói khá đơn giản làm mọi người thở dài một tiếng nghĩ rằng hội nghị mở đầu tuy khó khăn nhưng cũng không đến mức khó vượt qua kiểm tra như mọi người nghĩ. Chẳng qua đến khi ban quản lý khu khai phát báo cáo, hướng gió đột nhiên thay đổi. Phải nói Lưu Như Hoài báo cáo khá thực tế, phân tích vấn đề tồn tại của khu khai phát, cũng đưa ra vài quan điểm mới nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không hài lòng. Hắn đã chuyên môn nhắc Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương cần phải phân tích các khó khăn ở khu khai phát một cách sâu hơn, mà không phải lấy việc nói việc, càng không thể đổ trách nhiệm do nguyên nhân khách quan. Nhưng bây giờ theo hắn thấy Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương mặc dù nhận thức một ít nhưng nếu là ở quận, huyện thì còn có thể nhưng khu khai phát lại không được. Nhất là sau khi Lý Đại Phú và Trung Dược Quân đều đã được hắn ngồi nói chuyện về ý tưởng ở khu khai phát. Triệu Quốc Đống cảm thấy cần phải bắt đầu ra tay giải phẫu từ khu khai phát, coi như nhắc nhở một số người nghĩ tình hình hiện nay thế là ổn. Quyển 13, chương 46. Bí thư Lưu, chủ nhiệm Lô, hai người đều ở đây. Tôi đã cẩn thận nghe báo cáo của hai người. Vừa nãy thị trưởng Đại Phú và thị trưởng Dược Quân cũng đều đánh giá tích cực đối với công việc của hai người, cũng đưa ra vài hy vọng. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Chẳng qua quan điểm của tôi có thể khác so với thị trưởng Đại Phú và thị trưởng Dược Quân. Hội trường lập tức trở nên yên lặng, ngay cả tiếng bút rơi cũng nghe thấy rõ. Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương nhìn nhau và cùng cười khổ một tiếng. Nói thật bọn họ cũng đã đoán trong hội nghị lần này khu khai phát không dễ qua kiểm tra, chẳng qua không ngờ đợt pháo đầu tiên của Bí Thư Triệu lại nhằm vào mình. Lần trước khi Bí Thư Triệu đến thị sát cũng không quá hài lòng, sau đó hai người đã đến báo cáo với Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống đưa yêu cầu quá cao, đó chính là khu khai phát phải là động lực chính để phát triển kinh tế cả thị xã, không được thỏa mãn với thành tích trước mắt. Muốn ban quản lý phải đưa ra biện pháp có thể thực hiện nhằm giải quyết vấn đề đang gặp phải. Khu khai phát chính là cửa sổ cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta cần phải cân nhắc sự phát triển lâu dài và liên tục cho khu khai phát. Ở điểm này lần trước tôi tới thị sát khu khai phát đã trao đổi với hai anh. Khu khai phát đã có hành động gì mới trong điểm này hay chưa? Triệu Quốc Đống nói làm cả hội trường yên tĩnh. Khu khai phát anh đã có hành động gì chưa? Không chỉ có Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương tái mặt, lãnh đạo quận, huyện khác cũng thế. Triệu Quốc Đống ra đao với khu khai phát. Khu khai phát đứng đầu toàn thị xã còn bị Triệu Quốc Đống làm khó, vậy còn mình thì sao? Ban quản lý khu khai phát chúng tôi sau khi nhận ý kiến của ngài đã tổ chức hội nghị chuyên đề để nghiên cứu làm như thế nào xúc tiến các công ty trong khu, nhất là công ty hàng đầu tăng khả năng cạnh tranh, tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm. Đồng thời chúng tôi cũng cân nhắc làm như thế nào để điều tra toàn bộ các công ty, hiểu rõ nhu cầu của các công ty. Đồng thời ban cũng cổ vũ cán bộ của ban, các công ty tiến hành đưa ra ý kiến để cho năng lực phục vụ của ban quản lý khu khai phát tăng lên. Chúng tôi cũng kiên trì một quỹ thưởng cho những ý kiến có lợi cho công việc và sự phát triển của khu khai phát, sau khi ban quản lý nhận định và áp dụng thử thấy có hiệu quả sẽ thưởng từ 1.000 đến 3.000 tệ. Đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị tổ chức các đêm diễn văn hóa nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp giữa ban quản lý và các công ty. Toàn trường cũng nghe Lưu Như Hoài giải thích, đồng thời cũng chú ý thái độ của Triệu Quốc Đống với lời giải thích này. Triệu Quốc Đống một bên nghe Lưu Như Hoài nói, một bên chăm chú ghi chép. Sau khi Lưu Như Hoài giải thích xong, Triệu Quốc Đống mới bỏ bút xuống. Bí thư Lưu, chủ nhiệm Lô, xem ra khu khai phát cũng có chút ý tưởng mới. Nhưng tôi phải nhắc nhở hai anh một điều, chỉ có ý tưởng mới thôi là không đủ, hoặc là nói chỉ có suy nghĩ trong đầu là không đủ. Tôi thấy suy nghĩ này của các anh là chính xác nhưng không chứng thực vào thực tế, không thật sự tính đến nhu cầu của các công ty. Ví dụ như nâng cao tinh thần văn hóa công ty, đây đều là những thứ viết trong sách quản lý. Nếu như không cân nhắc tình hình thực tế thì tôi thấy không có tác dụng gì mấy. Triệu Quốc Đống nói rất sắc bén làm mặt Lưu Như Hoài cùng Lô Miễn Dương lúc đỏ lúc trắng. Nói thật bọn họ cũng thấy lời giải thích của mình là mong cho qua chuyện, nhưng bị Triệu Quốc Đống nói thẳng như thế này lại khác, ai dễ chịu cho được.
Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói cũng làm mọi người ở đây run lên. Gần như mọi người đang suy nghĩ làm thế nào mình báo cáo để được bí thư thị ủy hài lòng. Nếu bí thư Triệu cũng hỏi mình như thế này thì mình trả lời như thế nào? Được rồi, sau đây còn rất nhiều đơn vị. Bí thư Lưu, chủ nhiệm Lô, tôi chỉ đưa ra ý kiến cá nhân của mình, tất cả do điểm đánh giá chung của hội nghị thường ủy làm chuẩn. Nhưng tôi hy vọng khu khai phát là động lực và cửa sổ phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta thì làm như thế nào tăng được sức cạnh tranh của khu khai phát, tôi thấy chúng ta còn nhiều công việc cần hoàn thiện. Không giấu gì các anh, tôi từng nhờ mấy người bạn thử đến ban quản lý cố vấn hướng đi cho các công ty, có người bạn nói cũng được, nhưng có người nói đây chỉ là hình thức. Anh ta chỉ nói một câu là rất bình thường, không có đặc sắc, không có ưu thế so với các khu khai phát khác. Tôi cho các anh thời gian 3 tháng. Nếu như quan niệm phục vụ và ý thức chức năng của khu khai phát không thay đổi, tôi sẽ tìm hai anh để nói chuyện. Triệu Quốc Đống nói làm nhiều người hít sâu một hơi. Nếu vị bí thư thị ủy này chẳng những không một mình đi xem, còn mời người xa lạ đến các quận, huyện điều tra thì đúng là rất phiền phức. Gần như mọi người đều cảm thấy khu khai phát bị đánh giá như vậy mới chỉ là mở đầu. Không biết còn có bao người báo cáo phải đổ mồ hôi. Tôi rất không hài lòng với công việc của Cục Công an. Tôi chỉ đưa ra 3 ví dụ đơn giản. Đoạn ngã tư giữa khu khai phát và quốc lộ 915, 3 tháng qua liên tục có 5 vụ tai nạn làm 8 người chết. Cảnh sát giao thông đã phân tích nguyên nhân chưa? Đã có biện pháp thi hành nào chưa? Đến nay tôi chưa thấy bất cứ hành động gì. Thứ hai, đoạn quốc lộ 915 từ Thổ Thành tới Tây Giang, các xe tải đi qua đây vào ban đêm hay bị chặn đường đòi tiền. Cục Công an các anh đã có biện pháp nào nhằm vào hay chưa? Thứ ba, các câu lạc bộ giải trí ở nội thành đầy tệ nạn như ma túy, đánh bạc, cục trưởng Mã Anh có biết hay không? Tôi mới tới 2 tháng mà đã nhận được 2 cuộc điện thoại phản ánh vấn đề nói rằng con cái bọn họ bị đám thanh niên ngoài xã hội ép hít ma túy, tạo ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình bọn họ. Mà nếu nạn nghiện ngập này lan tràn thì vấn đề xã hội sẽ như thế nào? Bí thư Lam Quang, ta không ủng hộ giải thích của anh, tất cả nguyên nhân khách quan cũng không phải là lý do tại sao có nhiều vấn đề như vậy. Tôi hy vọng sau đây anh cần nghiêm túc kiểm tra công tác công an, không nên chỉ lấy lý do khách quan mà biện bạch. Đối với lời giải thích của Lam Quang, Triệu Quốc Đống nói nhẹ nhàng hơn chút. Mã Nguyên Sinh lúc này đang ướt đầm mồ hôi, điều hòa không làm y bớt nóng. Mặc dù y là người thứ tư bị Triệu Quốc Đống không hề khách khí hỏi, nhưng Mã Nguyên Sinh tự nhận Triệu Quốc Đống có thành kiến với mình, điều này làm y như ngồi trên đống lửa. Cục trưởng Mã, anh đừng thầm oán trong lòng. Tôi cũng hiểu khó khăn khách quan của Cục Công an, nhưng đó không phải lý do. Mấy hôm trước thị trường dược quân cùng Bí thư Lam Quang đã báo cáo với tôi về việc hai phân cục nội thành của Cục Công an có độ tuổi trung bình cao, trình độ văn hóa thấp, lực lượng cảnh sát và kinh phí thiếu, trang thiết bị cũ. Tôi đã phê và mời thị trường dược quân cùng thị trưởng Liên Hương cẩn thận nghiên cứu. Đối với vấn đề biên chế nhân viên công an, kinh phí, trang thiết bị phải cố gắng ưu tiên. Dù các phương diện khác chúng ta thắt lưng buộc bụng cũng không thể tiết kiệm ở điểm này. Tình hình an ninh trật tự của một đô thị và sự phục vụ hành chính của công an biểu hiện đến hình tượng đô thị đó, thậm chí có thể nói có tác dụng rất quan trọng. Tôi có thể đưa ra ví dụ bản thân mình để nói rõ vấn đề này. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu việc khi mình còn làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu vì vụ án bắt cóc mà kéo nhà đầu tư Quảng Đông từ huyện Lộc Sơn sang Giang Khẩu. Lúc ấy bí thư huyện ủy Lộc Sơn cũng chính là thị trưởng Diêu Văn Chí, thành phố An Đô bây giờ, mà lúc ấy bí thư huyện ủy Giang Khẩu cũng là bí thư đảng ủy khu khai phát công nghệ cao An Đô, Lô Vệ Hồng. Mọi người nếu không tin có cơ hội có thể xác thực. Nói cách khác một chuyện có lẽ mọi người nghĩ nó rất nhỏ nhưng lại quyết định đến một hạng mục vài chục triệu. Vì thế cục trưởng Mã, cũng như các ngành khác tôi cho anh thời gian. Do tính phức tạp và đặc thù của an ninh trật tự nên tôi cho các anh nửa năm. Tất cả điều kiện anh đưa ra tôi sẽ mời thị trường dược quân cùng thị trưởng Liên Hương cố gắng thỏa mãn. Nhưng nếu tình hình an ninh trật tự vẫn không thay đổi thì tôi sẽ hỏi anh. Mã Nguyên Sinh sớm biết Triệu Quốc Đống vừa đến thì chức cục trưởng cục công an thị xã của mình sẽ khó yên ổn. Triệu Quốc Đống mặc dù không phải kẻ có thù tất báo nhưng anh muốn nói hắn không để ân oán trước đây vào lòng, Mã Nguyên Sinh không tin. Nhưng y phải thừa nhận Triệu Quốc Đống chuẩn bị quá chu đáo làm mình không thể phản bác. Cũng may Lam Quang giải thích giúp mình, làm mình không đến mức không thể chống đỡ. Quyển 13, chương 4-17. Hội nghị kéo dài từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa mới kết thúc, sau đó cùng ăn ở nhà ăn ủy ban thị xã. Chiều bắt đầu từ 2 giờ kéo dài đến 6 giờ. Kỷ luật hội nghị lần này rất tốt,
tất cả nhân viên tham gia đều phải tắt chuông điện thoại, không được nghe trong hội nghị. Ngay cả Triệu Quốc Đống điện thoại di động đều do thư ký cầm, việc quan trọng chỉ nghe vài câu rồi xong, sau đó nhanh chóng về chỗ ghi chép. Hơn 20 đơn vị báo cáo, có hơn 9 đơn vị bị điểm danh phê bình, hơn nữa mỗi lần Triệu Quốc Đống đều nói rất sắc bén. Vì thế có 3 đơn vị được khen đều vui mừng ra mặt. Mặc dù buổi trưa chỉ có hơn tiếng, cũng có không ít chánh văn phòng và thư ký chạy tới trao đổi với lãnh đạo chủ yếu xem chiều nên báo cáo như thế nào, mong báo cáo càng nói rõ ý đồ hơn. So sánh với buổi sáng không ít người đã có kinh nghiệm nên buổi chiều các vị lãnh đạo báo cáo đơn giản, ngắn gọn hơn nhiều, hơn nữa khi đưa ra vấn đề và biện pháp giải quyết càng thêm có tính thực tế. Cuối cùng Triệu Quốc Đống đã nói trêu chọc nếu hội nghị lần này có thể khiến các đơn vị thay đổi thì đó chính là thành tích lớn nhất. Sáng hôm sau Triệu Quốc Đống dành nửa tiếng trình bày ý kiến của mình về tư tưởng tác phong của cán bộ thị xã sau 2 tháng nhận chức, cũng đưa ra báo cáo về việc làm như thế nào để phấn chấn tinh thần, chuyển biến tư tưởng, thay đổi tác phong, phấn đấu vì sự phát triển của Ninh Lăng. Nhật báo Ninh Lăng đã dành trang nhất để đăng tải bài phát biểu của Triệu Quốc Đống. Bản báo cáo này của Triệu Quốc Đống thực ra cũng không dài, trong báo cáo đưa ra yêu cầu trong 3 năm khiến GDP, thu nhập bình quân của Ninh Lăng tăng lên rõ rệt. Đề nghị này được các đơn vị thảo luận sôi nổi. Tất cả mọi người đều rất quan tâm đến vị bí thư thị ủy từng sáng tạo kỳ tích kinh tế ở Hoa Lâm, Tây Giang và khu khai phát sẽ chuẩn bị dùng động tác gì lớn thay đổi cục diện kinh tế hiện nay của Ninh Lăng. Quốc Đống, cậu đưa yêu cầu trong 3 năm tiến vào top 5 của tỉnh có phải cao quá không? Vưu Liên Hương cũng không biết Triệu Quốc Đống sao lại kéo mình đi một vòng quanh nội thành, sau đó lại lên bờ đê hoang vu. 3 năm lọt vào top 3 nhìn qua thì cao nhưng tôi tính sơ qua rồi. Thứ nhất năm nay không tính, sang năm mới là khóa mới mà. Nói cách khác chính là 3 năm rưỡi. Triệu Quốc Đống cười nói, đi cùng Vưu Liên Hương hắn thực ra không cần e ngại gì nhiều. Chỉ được chút lợi nửa năm mà cậu vui như vậy sao? Vưu Liên Hương lắc đầu nói, không làm bên ủy ban thì không biết, bây giờ mới biết chỗ khó xử của nhà nghèo, khắp nơi đều cần tiền. Câu chứng chọi đá đúng là rất phù hợp tâm trạng của tôi bây giờ. Vưu tỷ đừng bi quan như vậy, trời sụp cũng có núi cao đỡ mà. Ít nhất bây giờ tôi không phải cao hơn chị sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Dù chị không tin vào Ninh Lăng thì cũng nên tin vào tôi mà. Hừ, Ninh Lăng có hơn 5 triệu người, nó khác so với Hoa Lâm hay Tây Giang. Hoàng Lăng mất 4 năm mới đi được 4 bậc, hơn nữa nói khó nghe một chút là nhờ công lao mà cậu để lại. Mấy thị xã phía trước không chênh lệch nhiều với chúng ta. Bây giờ thì sao, hừ, Hoài Khánh đang tiến lên, Vĩnh Lương như mặt trời giữa trưa, Miên Châu, Kiến Dương cũng phát triển từ lâu. Dù là Tân Châu Lam Sơn thì Ninh Lăng chúng ta cũng có chênh lệch không hề nhỏ.